Mà lại, trong tay của ta còn có hắn tiến vào thiên đạo phòng tối không gian thủ đoạn. Nói, Tống Thư Hàng tay áo dương lên, từ trong tay áo bay ra một cái mai rùa tiên thuyền. Đây là trước đó, hắn cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đánh cực cục, lấy được đạo cụ. Cái này tiên thuyền chính là dùng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhất tộc mai rùa chế thành, đang đánh cực trong cục bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tràn đầy năng lượng, có được ra vào thiên đạo phòng tối năng lực, chung có thể sử dụng 5 lần. Tống Thư Hàng trước mắt còn thừa lại 3 lần sử dụng cơ hội. Đánh cực sau khi hoàn thành, hắn còn chưa kịp tới đem cái này mai rùa tiên thuyền trả cho Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Hiện tại, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái này tiên thuyền bên trên, có khiến người không thoải mái hương vị. Cậu đàn cha nhíu mày nói trạng thái của hắn bây giờ, là thông qua nhập thân vào tống pho trên người phương thức, lưu lại tại cửu u thế giới, về nhà thăm nhìn. Sở dĩ, mặc dù bây giờ hắn cùng Tống Thư Hàng bản thể ở vào hai thế giới, nhưng thông qua tống pho ở giữa liên hệ, cậu đàn cha có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng bản thể bên người phát sinh tình huống. Là Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hương vị, Tống Thư Hàng đáp. Người từ trong tay hắn thắng đến đồ vật, cậu đàn cha lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ cần là Tống Thư Hàng từ ba con mắt cái kia thắng đến đồ vật, dù là mang theo Tam Nhãn tử mùi, cậu đàn cha cũng cảm giác giống như là tại nghe trao, có thể tiếp nhận. Không phải thắng, là trước kia đổ ước đạo cụ, ta quên trả, Tống Thư Hàng giải thích nói. Cậu đàn cha cười ha ha một tiếng, đây không phải là tốt hơn. Đã quên đi trả, vậy cũng chớ trả rồi. Bản thân bằng bản sự cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, dựa vào cái gì muốn trả. Đúng không? Tới, ta giúp ngươi đem mai rùa tiên thuyền bên trên Tam Nhãn tử cá nhân ấn ký cho lau, để cái này tiên thuyền từ đó đổi họ Tống. Tam Nhãn tử đồ vật chính là chúng ta đồ vật, không muốn khách khí với hắn. Cậu đàn trai nhiệt tình nói. Không cần, dạng này không ổn. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay. Hắn cũng không muốn cuốn vào đến cậu đàn cha cùng Tam Nhãn tử. Tiền bối trước đó ân oán tình cừu bên trong đi. Mà lại, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đã như vậy suy, chúng ta phải biết quý trọng hắn, không thể lại tổn thương hắn. Coi như muốn hắn tiên thuyền, lần sau đổ ước đương thêm đầu cược tới chính là, không cần đến sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Không cần khách khí, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì? Cậu đàn cha nói. Đang khi nói chuyện. Cậu đàn cha lực lượng lấy tống pho vì chạm trung chuyển, vượt cửu u thế giới giáng lâm đến Tống Thư Hàng bá giới bên trong. Tiếp đó, cậu đàn cha lực lượng độ tại mai rùa tiên thuyền bên trên, bắt đầu cưỡng ép xóa đi mai rùa tiên thuyền bên trên thuộc về Tam Nhãn thiếu niên ấn ký. Tống Thư Hàng. Bên cạnh, Trình Lâm tiên tử nhìn hắn sững sờ, nhịn không được nhắc nhở, đừng lo lắng a, Tống cậu đàn. Tranh thủ thời gian liên hệ cái kia Tam Nhãn chúa tể đi. Đem cái này hình ảnh tiếp sóng cho hắn xóa đi tiên thuyền ấn ký cái này nồi vẫn là từ cậu đàn cha bản thân đến cõng. Không cần liên hệ, ta nhìn đây. Hư không bên trong, đột nhiên vang lên Tam Nhãn thiếu niên tiền bối thanh âm đến. Cậu đàn cha trước đó phụ thân tống pho tại cửu u thế giới về nhà thăm nhìn, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối không phải là không. Sở dĩ, cậu đàn cha một bộ hành động, đều rơi vào Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trong mắt. Muốn xóa đi ấn ký của ta. Chết rồi cậu đàn cha Tam Nhãn thiếu niên tiền bối kêu lên. Cậu đàn cha cũng không giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, Tam Nhãn cậu đàn. Nói, hắn còn đem mình tại thu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn biệt danh đổi thành nhà ta có 3 cái cậu đàn. 2 cái Trình cậu đàn, 1 đầu Tam Nhãn cậu đàn. Ngây thơ, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ra vui lòng, cậu đàn cha mặt mày hớn hở, 2 đầu râu rồng nhổng lên thật cao. 2 tôn cửu u chúa tể lực lượng, vượt vị diện tại một chiếc nho nhỏ mai rùa tiên thuyền bên trên tiến hành phân cao thấp. Trình Lâm, Tống Thư Hàng, cửu u chúa tể lực lượng chống lại, cho dù là một sợi lực lượng, cũng đủ để cho thế giới mang đến hủy diệt tính phá hư. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại ta bá giới hổ nháo xuống dưới, ta bá giới là tân sinh thế giới. Có thể không chịu đựng nổi 2 tôn cửu u chúa tể dày vò. Tống Thư Hàng nói. Hắn vừa tới tay bá giới giới chủ vương tọa, cũng không muốn như thế nhanh mất đi. Nguyên thần xuất khiếu, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu lần nữa từ bản thể bên trong chui ra. Bản thể tiếp tục tu luyện, ngộ đạo, đốn ngộ. Nguyên thần hình chiếu trốn vào đến mai rùa tiên thuyền bên trong. Mai rùa tiên thuyền kích hoạt, mang theo 2 vị cửu u chúa tể ý thức cùng lực lượng,
một cước chân ga. Xông hướng thiên đạo ngục không gian. Lần này Tống Thư Hàng không cần lo lắng nhục thân của mình bên trong sẽ lại ném một bộ nguyên thần hình chiếu ra. Dù sao hắn đã có một cái nguyên thần hình chiếu số 2, bị Bạch Tiền Bối mang đi. Cho nên, coi như lần này hắn nguyên thần hình chiếu số 1 lại bị lãng quên, có nguyên thần số 2 tại, kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần bản tôn cũng sẽ không lại hình chiếu một cái nguyên thần số 3 ra. Siêu mai rùa tiên thuyền tăng tốc độ đột phá không gian hạn chế, xông hướng thiên đạo phòng tối thế giới. Chờ chút, Thư Hàng ngươi chờ chút, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cảm ứng được mai rùa tiên thuyền tại hướng thiên đạo phòng tối xuất phát, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Quá nhanh, căn bản không dừng được Tam Nhãn tiền bối, chính ngươi đến khống chế tiên thuyền. Tống Thư Hàng trả lời. Bên cạnh cậu đản cha nghe vậy, lập tức thâm tình kêu, đừng ngừng lại a. Mặc kệ Tam Nhãn tử tại sao phải để Tống Thư Hàng dừng lại, cậu đản cha dù sao muốn cầm ý kiến phản đối. Tam Nhãn tử muốn ngừng, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác không thể để cho tiên thuyền dừng lại. Đang khi nói chuyện, hắn thêm chút sức dây dưa Tam Nhãn tử, kéo chặt lấy đối phương, không cho hắn có khống chế mai rùa tiên thuyền dư lực. Một lát sau, tại Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tiếng thở dài bên trong, mai rùa tiên thuyền trốn vào đến một phương thiên đạo ngục không gian bên trong. Xong đời, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Dứt lời, hắn ba con mắt hung dữ nhìn chằm chằm mắt cậu đản cha. Những thứ này thiên đạo phòng tối, đều là cậu đản cha đối ứng thiên đạo tác phẩm. Mà những thứ này thiên đạo ngục không gian bên trong, mỗi một chỗ đều ẩn giấu đi nhằm vào Tam Nhãn chúa tể thiết chí. Một khi Tam Nhãn chúa tể ý niệm hoặc là phân thân, tiến vào thiên đạo ngục không gian, liền sẽ bị khóa chặt cũng nhằm vào. Cùng Tống Thư Hàng đánh cược bên trong, Tam Nhãn chúa tể thật vất vả chế ra tiểu hóa thân tính cả mai rùa tiên thuyền đều bị cùng nhau tịch thu. Ác liệt hơn chính là, thiên đạo ngục không gian bên trong còn sắp đặt thông chi công năng. Khi Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hóa thân bị bắt về sau, còn gửi đi một đầu cùng loại thông chi tin tức cho Tam Nhãn thiếu niên chúa tể, rõ ràng buồn nôn hơn người. Liên tiểu hóa thân đều bị bắt giữ, chớ nói chi là hắn cái này sợi thần niệm, vừa tiến vào thiên đạo phòng tối, khẳng định sẽ bị khóa chặt, giam giữ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm giác rất vui vẻ. Cậu đàn cha phát ra vui sướng tiếng cười, râu rồng hiện lên xoắn ốc xoay bay múa. Bị Tam Nhãn tử dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm lúc, cậu đàn cha cảm giác toàn thân trên dưới giống như là châm cứu qua đồng dạng, dù là đối phương ánh mắt lại sắc bén, lại chướng mắt, giống châm đồng dạng đâm ở trên người hắn, nhưng như cũ cảm giác phi thường dễ chịu. Hắn liền thích Tam Nhãn tử loại này nhìn hắn khó chịu, lại không thể làm gì bộ dáng. Bên cạnh, Tống Thư Hàng đem mai rùa tiên thuyền thu hồi, đồng thời, hắn không có ý tứ đối Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, cái kia, tiền bối, trước đó đổ ước nghi thức kết thúc sau đi quá gấp, ta cái này mai rùa tiên thuyền quên trả lại ngươi. Cầm đồ của người khác không trả về sau, còn ngoài ý muốn đụng phải chính chủ, thoáng có chút ít xấu hổ. Không có gì đáng ngại, ngươi mặc dù mang đi mai rùa tiên thuyền, nhưng ngươi cũng đem chính mình tiền đặt cược quên ở ta cái kia. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, vốn cho rằng ngươi sớm muộn sẽ nhớ ngươi tiền đặt cược. Sau đó quay đầu tìm ta đổi về tiên thuyền, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là thật đem tiền đặt cược quên mất. Tiền đặt cược, Vọng Thiên, Ma Đế, ngạc còn tại tiền bối ngươi nơi đó. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới chính mình dẫn đi cơ thể sống trường sinh giả Ma Đế. Còn tại thí tiên lôi nơi đó, bị lôi bổ. Yên tâm đi, hắn là trường sinh giả. Những cái kia thí tiên lôi đối với hắn mà nói sẽ chỉ thoáng có chút đau nhức, lại sẽ không làm bị thương hắn. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói. Tống Thư Hàng. Còn tại bị lôi bổ a? Đã không chết được, vậy liền giữ lại bổ đoạn thời gian đi, chờ ta tấn thăng cửu phẩm về sau, lại tìm tiền bối ngài tiến hành cuối cùng một ván đánh cược. Đến lúc đó, Ma Đế, ngạc còn có thể trở thành tiền đánh bạc một bộ phận bất quá. Tốt nhất vẫn là phiền phức tiền bối ngươi trước đem hắn từ thí tiên lôi khu vực bên trong mang ra, dù sao hắn còn trọng thương, vạn nhất trẻ hỏng, ảnh hưởng tiền đặt cược phẩm chất. Tống Thư Hàng nói, lúc này bá Tống, quả thực cửu U chúa tể không thể lại cửu U chúa tể. Được, nếu như ta có thể trở về, liền mang cho ngươi câu nói. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói mặc dù hắn cảm giác chính mình khả năng trở về không được. Như vậy, thừa dịp hiện tại, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút thiên đạo phòng tối không gian cùng ngư hung cư sĩ nhất hệ công pháp quan hệ trong đó.
Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn đưa tay trong hư không một điểm, đem Túy Mục cư sĩ nhất hệ công pháp văn tự dùng linh lực hình chiếu ra. Theo chúng ta suy đoán, thiên đạo cẩu đản cha sáng tạo ra thiên đạo ngục thế giới rất có thể cùng cái này một bộ công pháp có chỗ liên hệ. Cho nên, ta muốn thử xem có thể hay không từ thiên đạo phòng tối bên trong tìm tới một chút linh cảm hoặc số liệu, đối cư sĩ nhất hệ công pháp tiến hành phân tích. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng bu lại, quan sát tỉ mỉ lấy bộ công pháp kia khúc dạo đầu. Ngươi có phải hay không đối bộ công pháp kia cũng có ấn tượng. Bên cạnh, cẩu đản cha đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng sững sờ, tam nhãn tiền bối, ngươi cũng tiếp xúc qua bộ công pháp kia. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu, ta không xác định. Không, ngươi nhất định tiếp xúc qua. Cẩu đản cha lên tiếng nói. Ngươi tại Cựu Thiên Hắc Long thế giới đối ứng cổ u thế giới trong Hắc Hải, lưu lại dưới cây cột thân ảnh cùng tồn tại vết tích, toàn bộ bị xóa đi chỉ để lại một câu. Hắc Long thế giới là thế giới cũ mảnh vỡ, bây giờ nó chỉnh thể lớn nhỏ, nói không chừng vẫn còn so sánh không lên chư thiên vạn giới một chút cỡ nhỏ vị diện thế giới. Nhưng nó tự thành hệ thống, có hiện thế, cũng có đối ứng hiện thế cổ u, có chính mình một bộ hoàn chỉnh pháp tắc. Chư thiên vạn giới một bộ phận nhân vật đứng đầu. Tại chứng đạo trước đều đã từng đi qua chỗ kia cổ u. Tam nhãn đại lão, Ban Văn Long đại lão, Công Đức đạo nhân, Thiên đạo bạch, Nho gia thánh nhân, Hà chỉ ma đế. Đều từng tại Hắc Hải thế giới bên trong lưu lại thuộc về mình trụ tử, cũng tại dưới cây cột lưu lại chính mình lạc ấn, hậu nhân có thể thông qua lạc ấn nhìn thấy trụ tử chủ nhân thân ảnh. Tại đông đảo trụ tử bên trong, có một cây trụ lên vẽ lấy trong mắt, nhưng dưới cây cột lạc ấn đã bị người xóa đi. Chỉ để lại một câu không giải thích được duy bất hủ vĩnh hằng sao. Hắc hắc, cẩu đản cha có thể xác định trụ tử là tam nhãn, mà tam nhãn tồn tại tất cả vết tích đều bị xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ pháp này, cùng thiên đạo phòng tối kỹ thuật không có sai biệt. Nhưng ta không có tương quan ký ức, tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu, chỉ sợ là bản thể của ta cố ý đối ta ẩn giấu đi bộ phận này nội dung. Thậm chí, rất có thể còn đối ta ký ức động tay chân. Mỗi cái thiên đạo đều có đối với mình cửu u chúa tể động tay chân thói quen a. Tống Thư Hàng an ủi tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, tam nhãn tiền bối của ngươi thiên đạo vẫn chỉ là đối ngươi ký ức động tay chân, so thiên đạo bạch tốt hơn nhiều lắm. Thiên đạo bạch đây mới thực sự là động tay chân. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Như vậy nói lên, ta còn không tính thảm nhất. Ba vị cửu u chúa tể tại thiên đạo ngục không gian bên trong đi dạo một vòng, nghiên cứu thiên đạo phòng tối kết cấu. Ta khả năng thoáng có chút đầu mối, cẩu đản cha lên tiếng nói. Dứt lời, hắn râu rồng nhẹ nhàng khẽ vỗ, một thiên hoàn chỉnh quên đi thần công xuất hiện, bù đắp Tống Thư Hàng hình chiếu thần công khúc dạo đầu tin tức. Bất quá, cẩu đản cha bù đắp bản này quên đi thần công, lại là thái cổ ngôn ngữ văn tự đây cũng là hắn lúc trước đạt được thần công nguyên văn. Cửu U Chúa Tể cùng thiên đạo, có cùng nguồn gốc. Tại một số phương diện cách tự hỏi, khác biệt sẽ không quá lớn. Đặc biệt là tại thôi diễn công pháp mạch suy nghĩ phương diện, luôn có thể có dấu vết để lần theo. Thiên đạo cẩu đản cha chế tác thiên đạo phòng tối lúc, tham khảo cả cái cổ cư sĩ nhất hệ thần công. Cho nên, cửu u cẩu đản cha tại công pháp, phòng tối mô bản đều ở tình huống dưới, ấn lấy ý nghĩ của mình tiến hành đẩy ngược. Rất nhanh liền tìm ra một chút đầu mối. Cẩu đản cha đắc ý ngắm nhìn tam nhãn chúa tể ván này, nó lại thắng. Hắn nhanh hơn tam nhãn tử tìm ra thiên đạo ngục thế giới cùng thần công ở giữa tin tức số liệu. Tam nhãn chúa tể nhìn qua đột nhiên một mặt kiêu ngạo cẩu đản cha nàng, một mặt mộng bức vì cái gì ra hỏa này đột nhiên một bộ ta thắng biểu lộ. Tựa như là đem hắn thành công đè xuống đất ma sát đồng dạng. Chẳng lẽ ra hỏa này chuẩn bị dùng thiên đạo ngục không gian đến ám toán ta? Tam nhãn thiếu niên tiền bối không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Không hổ là chúng ta cẩu đản cha. Nhanh như vậy tìm ra tin tức. Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc đưa lên một đợt thổi bạo. Thổi xong sau lại hướng cẩu đản cha thỉnh giáo, cho nên, cái này thiên đạo phòng tối thế giới cùng ngư đỗ cư sĩ nhất hệ công pháp ở giữa liên hệ, là cái gì đây? Ha ha, ta cho các ngươi diễn toán một lần, nhìn kỹ. Cẩu đản cha nói. Sau một khắc, nó lấy râu rồng làm bút, lấy linh lực làm mực, trong hư không không ngừng viết bắt đầu. Cẩu đản cha viết chính là Tống Thư Hàng hoàn toàn xem không hiểu thái cổ ngôn ngữ dù sao, quên đi thần công nguyên văn, chính là thái cổ ngôn ngữ chỗ viết. Tống Thư Hàng nhìn một mặt mộng bức.
nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Cậu đản cha dâu rồng vận dụng ngòi bút như bay, trừ thái cổ ngôn ngữ văn tự bên ngoài, còn có từng chuỗi cùng loại công thức đồ vật, bị nó viết ra, khắc họa trong hư không. Những thứ này công thức bên trong, mỗi một đầu đều ẩn chứa đại đạo chí lý, nếu như thực lực không đủ tu sĩ, chỉ là nhìn thấy những thứ này công thức, phương diện tinh thần liền sẽ nhận xung kích, hôn mê nôn ra máu. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn cũng không phải bởi vì cảnh giới không đủ nguyên nhân, hắn hiện tại mặc dù ở vào bát phẩm cảnh giới, nhưng trên thực tế hắn cái kia 15 cộng 1 phần nguyên thần, tại cường độ phương diện đã viễn siêu phổ thông cửu phẩm kiếp tiên. Công thức bên trong ẩn chứa đạo còn chưa đủ lấy để hắn nhận xung kích. Hắn thuần túy là bị phức tạp công thức, cùng từng đạo công thức phù văn cho chói hoa mắt. Mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Những thứ này công thức, coi như ta có thể xem hiểu thái cổ ngôn ngữ, cũng không nhất định có thể xem hiểu những thứ này công thức a. Tống Thư Hàng trong lòng rất có tự mình hiểu lấy. Trừ phi là chạy đến cửu u thế giới, tại cửu u chúa tể quyền hạn gia trì bên dưới, có lẽ hắn có thể hiểu được một hai. Cậu đàn cha còn đang không ngừng viết. Rất nhanh, Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mắt hư không, đã bị cậu đàn cha vẽ đầy phù văn cùng công thức. Đầy bình phong phức tạp công thức cùng thôi diễn. Một chiêu này, thả ra ngoài thậm chí có thể hóa thành tinh thần công kích pháp thuật, kỳ danh học cặn bã tuyệt vọng. Cùng Tống Thư Hàng mê mang thành đôi so là bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lúc này tam nhãn thiếu niên tiền bối ba con mắt toàn bộ trừng lớn, phi tốc đảo qua cậu đản cha viết công thức cùng thôi diễn quá trình. Thậm chí Tống Thư Hàng còn chú ý tới, tam nhãn tiền bối ba con mắt, có thể đồng thời quan sát ba cái khác biệt góc độ, nhất tâm tam dụng đi phân tích cậu đản cha suy luận quá trình. Đồng dạng có được ba con mắt Tống Thư Hàng, liền làm không được việc này. Hắn có thể đem con mắt tụ thành mắt gà trọi, lại không cách nào để trong mắt một trái một phải vừa lên dạng này phân bố. Kỹ năng này thật là khiến người ghen tị. Đương nhiên, càng làm cho hắn hâm mộ là tam nhãn thiếu niên tiền bối có thể nhẹ nhàng linh hoạt xem hiểu cậu đản cha công thức suy luận năng lực. Năng lực này, trong thời gian ngắn không học được. Đây là một trận thuộc về học bá ở giữa giao lưu, học lực không đủ người căn bản không có tư cách tham dự trận này tri thức chi chiến. Tống Thư Hàng âm thầm vận dụng thể nội đầu kia nguyên sơ văn tự, ngôn ngữ pháp tắc, sau đó hắn mơ hồ xem hiểu thái cổ văn tự ý tứ nhưng hắn vẫn như cũ xem không hiểu văn tự muốn biểu đạt ý tứ. Ta nghĩ tham dự trận này học bá chi chiến, chỉ sợ còn phải hàng ngàn hàng vạn năm mới được. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Tâm tình của hắn rất bình thản, dù sao, trẻ tuổi chính là tiền vốn. Hắn còn có bó lớn thời gian đi học tập. Chờ tương lai hắn chứng đạo trường sinh về sau. Vậy hắn liền có vô số thời gian, tại vô tận tri thức trong hải dương bơi lội. Thậm chí hắn còn có thể đổi lấy tư thế hoa thức bơi lội, bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do, bơi chó thức bơi lội, muốn làm sao bơi liền làm sao bơi. Đối diện, cậu đản cha thôi diễn công thức tại tràn ngập một cái đường băng thao trường diện tích về sau, rốt cục ngừng bút. Thế nào, có phục hay không? Cậu đản cha xoay người lại, nhìn về phía tam nhãn chúa tể. Thật tốt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối cậu đản cha dựng thẳng lên ngón cái, chờ ta biết rõ ràng trong đó nguyên lý sau. Biết rõ ràng nguyên lý về sau, người cũng chế tác không ra thiên đạo ngục không gian đến, trong này dính đến thiên đạo cùng đạo khí quyền hạn. Người cũng vô pháp thu hoạch được tự do xuất nhập thiên đạo ngục không gian quyền hạn, bởi vì ngươi là thiên đạo ngục không gian hắc hộ. Nhiều nhất, người có thể nghiên cứu ra xóa đi tự thân tồn tại lạc ấn kỹ xảo. Cậu đản cha cười ha ha nói. Muốn hay không ngây thơ như vậy, tam nhãn thiếu niên tiền bối đau đầu nói, oan có đầu nợ có chủ, người muốn đối chính là thiên đạo tam nhãn, cùng ta cửu u tam nhãn có quan hệ gì? Tại sao phải một mực đối ta? Cậu đản cha nghe vậy, rơi vào trầm tư, một lát sau hắn vậy mà tán đồng nhẹ gật đầu, người nói như vậy, thật là có mấy phần đạo lý. Hai tôn cửu u chúa tể, mắt thấy phải có bắt tay giảng hòa thời cơ. Bất quá! Nếu như ta gặp gỡ xui xẻo sự tình, ngươi sẽ vui vẻ sao? Cậu đản cha đột nhiên lại hỏi. Làm sao lại thế, ta cũng không phải loại kia cười trên nỗi đau của người khác người. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói nhưng là, ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ hư ảo khí tượng đồ. Khí tượng đồ bên trên, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Hình ảnh bên trong thời tiết, tựa như là tam nhãn thiếu niên tiền bối tâm tình.
Cậu đàn cha cười ha ha, cho nên, ta cũng thế. Ngươi nhìn, ngươi nghe được ta gặp gỡ xui xẻo sự tình liền sẽ vui vẻ. Ta cũng thế. Mặc dù ta muốn đối chính là thiên đạo tam nhãn, nhưng nhìn thấy cửu u tam nhãn không may, ta liền sẽ rất vui vẻ. Đạo lý chính là đơn giản như vậy thuần túy. Cậu đàn cha, vậy nếu như ta nắm giữ ngươi viết những thứ này suy luận công thức cộng trong tay của ta hạch tâm thế giới, có phải là có thể đem hạch tâm thế giới diễn hóa xuất thiên đạo ngục hiệu quả đến? Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động, lên tiếng hỏi. Có thể, cậu đàn cha khẳng định nói. Vậy ta hiện tại học tập còn tới cùng sao? Nếu như có thể mà nói, nếu là lại giúp ta đơn giản hóa bên dưới những lý luận này thì tốt hơn. Tống Thư Hàng nói, liền không khỏi nhớ tới bạch tiền bối bạch thị phù văn đơn giản hóa học tập pháp. Không cần đơn giản hóa, ta có càng bổng học tập phương án. Cậu đàn cha nói, lộ ra nụ cười hiền lành. Một trương mặt rồng lên lộ ra từ phụ tiếu dung, phi thường không dễ dàng, cần phối hợp từ nội tâm tuôn ra yêu. Tống Thư Hàng, chúng ta có thể áp dụng thân thể học tập pháp, dùng thân thể đến ghi nhớ những nội dung này. Cậu đàn cha nói, hiện tại, bản thể của ngươi hẳn là tại tu luyện môn kia thần công, chúng ta tranh thủ một hơi để ngươi bản thể đem cái kia công pháp tu luyện tới bát, cửu phẩm cấp độ. Để thiên kiếp đều xem nhẹ nhỏ bé ngươi. Chỉ muốn ngươi tu luyện đầy đủ nhanh, thiên kiếp liền đuổi không kịp ngươi, thậm chí sẽ không nhớ được ngươi. Đem ngư tỷ cư sĩ quên đi thần công tu luyện tới bát cửu phẩm cảnh giới. Cậu đàn cha ngươi là nghiêm túc sao? Tống Thư Hàng chằm chằm vào cậu đàn cha nói. Đem một bộ công pháp từ nhất phẩm tu luyện tới bát phẩm có bao nhiêu khó khăn, cậu đàn cha trong lòng liền không có điểm số. Luyện công loại chuyện này, cũng không phải trò đùa. Lại càng không giống chơi game như thế, điểm 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 kinh nghiệm liền có thể để cho mình tu luyện thần công thăng cấp. Bất kể là công pháp gì, đều cần cước đạp thực địa, từng bước một tu luyện. Tống Thư Hàng hồi tưởng bản thân, cũng là dùng dòng dã hơn 8 tháng thời gian, mới đưa tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện tới bát phẩm cảnh giới. Nếu như không có kỳ ngộ, không có thiên tài địa bảo tương trợ, muốn đem quên đi thần công tu luyện tới bát phẩm, nói không chừng được thành trăm hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Mà lại, ngư lạc cư sĩ nhất hệ thần công, nếu là tu luyện tới bát, cửu phẩm cảnh giới, nào sẽ để chư thiên vạn giới người đều quên bản thân. Loại kia tiểu trong suốt trạng thái, qua thảm rồi cụ thể có bao nhiêu thảm có thể nhìn xem ngư giao cư sĩ hiện trạng. Tống Thư Hàng có lý do hoài nghi cẩu đàn cha là muốn quên một đầu tống cẩu đàn, chỉ để lại một cái khác trình cẩu đàn, trở thành đơn đàn chi cha. Ta cũng không có nói đùa, ta đã thôi diễn xong thiên đạo ngục không gian cùng cái kia cư sĩ nhất hệ công pháp quan hệ. Ta thôi diễn thành quả tăng thêm ngươi bây giờ bát phẩm huyền thánh cảnh giới, chỉ cần một điểm trợ lực, tại thiên đạo ngục không gian chặt đứt căn nguyên hiệu quả ra chỉ bên dưới, ngươi rất nhanh liền có thể đem cái kia bộ thần công đẩy lên bát phẩm phía trên đẳng cấp. Cậu đàn cha mỉm cười nói. Tốt a, cho dù có biện pháp có thể để cho ta rất mau đem quên đi thần công tăng lên tới bát phẩm cấp độ. Nhưng là một cái người đồng thời tu luyện mấy bộ khác biệt công pháp, hơn nữa còn không có chủ phụ phân chia lời nói. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Tống Thư Hàng hỏi. Tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, mặc dù có lúc lại đồng thời tu luyện mấy bộ công pháp, nhưng luôn có một bộ là chủ tâm cốt, còn lại mấy bộ làm phụ. Mà lại bình thường đồng thời tu luyện công pháp, tại trên thuộc tính đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau, hình thành ngũ hành tuần hoàn. Lung tung tu luyện, rất có thể sẽ gây nên công pháp thuộc tính tương xung, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Trên thực tế, tình trạng của ngươi bây giờ, phi thường thích hợp đi một cái tu luyện đường đi. Cậu đàn cha nhếch miệng lên nói, không chỉ có là cái kia bộ quên đi thần công, ngươi còn có thể lại tu luyện một bộ công đức chính khí hệ công pháp cộng một bộ ma đạo hệ công pháp. Sau đó thông qua loại kia tu luyện đường đi, đem tu luyện công pháp cũng chém ra đi. Tống Thư Hàng. Cậu đàn cha quả nhiên là muốn mất đi ta cái này tống cậu đàn. A. Cậu đàn cha nàng ngươi nói là trảm tam thi con đường sao? Cái kia đường đi tương đối dã, thái cổ thời kỳ ngược lại là lưu hành qua một đoạn thời gian, nhưng nhiều nhất đạt tới yếu. Trường sinh giả cấp độ, đầu nhập và bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp, tương đối gân gà. Hậu kỳ cũng không có người dùng nữa a. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đó là chúng ta quá mạnh, cho nên mới cảm giác trảm tam thi đường đi quá dã. Cậu đàn cha soái khí lắc lắc long đầu. Bọn hắn những thứ này đã từng thiên đạo, mỗi cái đều là tại chứng đạo trước chấn áp một thế thiên kiêu nhân vật,
đại bộ phận tại bát phẩm lúc liền đã ngộ ra được bản thân trường sinh chi đạo, vừa bước vào cửu phẩm liền bắt đầu ngưng tụ bản thân đạo hình thức ban đầu, sau đó thực lực tích lũy đầy đủ, liền nước chảy thành sông bước vào trường sinh bất tử cảnh giới. Loại tình huống này, trảm tam thi con đường đối bọn hắn tự nhiên không có cái gì ý nghĩa. Mà lại trảm tam thi con đường sở dĩ không có lưu truyền tới nay, là bởi vì chém ra tam thi chấp niệm lúc, cần phải có cường đại vật dẫn đến gánh chịu chém ra tam thi. Chư thiên vạn giới thích hợp cường đại vật dẫn số lượng cũng không nhiều. Ta cảm giác bá thiên cũng rất mạnh, hắn so với chúng ta càng không dùng được cái này trảm tam thi con đường. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói bá hoàng tiểu hữu là hắn thấy qua tốc độ tu luyện nhanh nhất ra hỏa, không có cái thứ hai. Bá thiên, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện dự cảm không ổn. Đúng vậy, bình thường tới nói hắn không dùng được cái này trảm tam thi con đường. Nhưng ngươi nhìn bá hoàn hiện tại trạng thái, hắn mặc dù là bát phẩm cảnh giới, lại có được cửu phẩm cấp thậm chí siêu việt cửu phẩm cường độ nguyên thần, thể chất, tinh thần lực, linh lực. Nói cách khác, mặc dù vẫn là bát phẩm, nhưng hắn đi chơi cửu phẩm kiếp tiên mới có thể đi trảm tam thi đường đi, hoàn toàn đi thông. Đây chính là một cái ưu thế, cậu đản cha nói. Thoáng có như vậy điểm đạo lý, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng, bá hoàn. Lại đổi tên. Không ổn. Ta Tống Mỗ hôm nay sợ là muốn xong. Sau đó ngươi lại nhìn, bá đản vật trang sức trạng thái, hắn có công đức chi thân cụ hiện hóa, hắn có tâm ma cụ hiện hóa, hắn còn có một cái cùng mình chặt chẽ tương liên nhưng lại tương đối độc lập đặc thù linh quỷ. Ngươi cảm thấy có phải hay không rất khéo. Cậu đản cha tiếp tục nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ gật đầu, đối ứng thiện thi, ác thi, tự thân thi. Không sai. Cậu đản cha nói, ngoại trừ cụ hiện hóa tâm ma cấp bậc kém một chút bên ngoài, công đức xà mỹ nhân cùng đặc thù linh quỷ đều phi thường xứng đôi. Công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ thiên tử, tức cùng Tống Thư Hàng chặt chẽ tương liên, có thể coi là một thể, lại là khác biệt độc lập cá thể, có lai lịch của mình. Tiếc nuối là bá đản cụ hiện hóa đi ra tâm ma, không lớn như vậy lai lịch, thiếu thốn độc lập cá thể cái này thuộc tính đặc biệt. Nếu như có thể đem da đen tử cùng bá viên tâm ma dung hợp liền tốt, cái kia da đen tử cấu tạo thật không đơn giản, ta rất vừa ý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Xích tiêu kiếm tâm ma cũng không tệ, chất liệu bên trên cảm giác sẽ tốt hơn, tiềm lực cực lớn. Cậu đản cha nói. Tống Thư Hàng. Các ngươi không nên quá cửu u chúa tể a. Da đen tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối là đặc thù, không nên thương tổn bọn hắn. Mà lại. Ta đối với mình tâm ma cũng rất hài lòng. Đây chính là một cái sẽ xử lý tâm ma kiếp phần món ăn tiểu khả ái, chư thiên vạn giới duy nhất cái này một phần, Tống Thư Hàng cũng không nỡ để nó bị thương tổn. Được rồi, trên thế giới vốn là cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Mặc dù thiếu thốn độc lập cá thể cái này thuộc tính, nhưng trên tổng thể cũng không ảnh hưởng trảm tam thi đường đi hiệu quả. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói. Cậu đản cha gật đầu, nói bổ sung, tóm lại. Bá thủ ngươi thử một chút xem sao. Ta nhìn ngươi hiện tại bên trong treo máy tu luyện bản thể, tu luyện quên đi thần công đoán chừng cũng có tứ phẩm tả hữu cấp độ, ta hiện tại đã ẩn ẩn có chút nhớ không rõ đạo hiệu của ngươi, nếu không phải xem ngươi cái kia một chuỗi bá chữ mở đầu nhân tiền hiển thánh hiệu quả, đều kém chút sẽ gọi sai ngươi thánh hào. Sở dĩ, không bằng nhất cổ tác khí, đem công pháp vọt tới bát phẩm đi. Tống Thư Hàng. Cậu đản cha, ngươi đã gọi sai ta nhiều lần. Mà lại, nếu như ngươi tại bát phẩm liền trảm tam thi thành công, nói không chừng không có độ cửu phẩm thiên kiếp, liền có thể trước một bước cưỡng ép tấn thăng đến cửu phẩm. Tấn thăng xong, lại về quay đầu đi độ kiếp, sau đó lại cường hóa một đợt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối phân tích nói. Trước thăng cấp lại độ kiếp sáo lộ, Tống đản hẳn là sẽ không lạ lắm. Đến lúc đó, tại thiên kiếp hiệu quả cường hóa bên dưới, bá cước hẳn là có thể một hơi tăng lên tới yếu. Trường sinh giả cảnh giới. Lại thêm Tống Thư Hàng trên người bây giờ đã có đạo một sợi hình thức ban đầu, mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng này đích thật là thuộc về Tống Thư Hàng bản thân độc hữu trường sinh đại đạo hương vị. Kể từ đó, Tống Thư Hàng trước trảm tam thi độ cửu phẩm thiên kiếp độ kiếp sau thăng cấp làm yếu. Trường sinh giả cảnh giới hoàn thiện bản thân trường sinh đại đạo nước chảy thành sông tấn thăng trường sinh giả cảnh giới. Một đạo rộng rãi năm xe song hành đại đạo liền đi ra. Dựa theo cái này đường đi, Tống Thư Hàng có thể trong thời gian ngắn nhất, xâm nhập trường sinh giả hàng ngũ.
ở giữa cho dù có cần tích lũy linh lực quá trình cũng không cần lo lắng quá mức. Tống Thư Hằng hiện tại vẫn là chúa tể một giới, có quan phương chứng nhận giới chủ tư chất. Thân là chúa tể một giới, linh lực của hắn tích lũy tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Có ý tứ, phi thường thú vị, đáng giá khiêu chiến. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Bên cạnh, cậu đản cha cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tam nhãn tử lại một lần nữa thần phục tại trí tuệ của hắn phía dưới, không thể không đồng ý hắn nói lên trảm tam thi đường đi. Tại phương diện trí khôn, hắn đã đem tam nhãn tử đè xuống đất ma sát. Phảng phất là cảm ứng được cậu đản cha ánh mắt, tam nhãn thiếu niên tiền bối xoay đầu lại, nhìn về phía một mặt nụ cười quỷ dị Ban Văn Long, một mặt mộng bức. Đầu này xăm vớ long hôm nay là thế nào? Thứ là đối lấy hắn lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Hắn đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Sở dĩ, Thư Hằng lựa chọn của ngươi là cái gì? Cậu đản cha hỏi. Tống Thư Hằng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng hỏi. Hội thương tổn đến tiên tử cùng linh quỷ tiên tử sao? Mặc dù công đức xà mỹ nhân hiện tại có bản thân tế trụ yêu thích, mà lại nàng còn cụ bị Tống Thư Hằng không chết, nàng liền bất diệt thuộc tính đặc biệt. Nhưng loại này thái cổ lưu truyền trảm tam thi chi pháp, trên thực tế tại hiện đại đạo môn bên trong cũng còn có lưu truyền truyền thuyết tương tự ghi chép. Tóm lại chính là nghe phi thường cao đại thượng cảm giác. Tống Thư Hằng lo lắng cái này trảm tam thi công pháp, sẽ đối với công đức xà mỹ nhân. Linh quỷ tiên tử tạo thành căn nguyên bên trên tổn thương. Cũng sẽ không, ngược lại đối với các nàng mà nói, xem như hữu ích tăng phúc. Cậu đản cha trả lời, hắn coi như lại hố, cũng sẽ không đi hố tống đản linh quỷ tiên tử. Đối cậu đản cha mà nói, linh quỷ tiên tử có thể tống cậu đản trọng yếu được nhiều. Cái kia, thử trước một chút, Tống Thư Hằng nói, ta hiện tại tu luyện quên đi thần công, cái kia hẳn là trước chạm cái gì. Cậu đản cha hơi suy nghĩ một chút nói, quên đi thần công cùng ngươi linh quỷ tiên tử đối ứng, chính là bản thân thi chấp niệm vật dẫn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói bổ sung, công đức tiên tử cùng thiện thi chấp niệm đối ứng, nhưng thứ nhất bước chạm lại không phải thiện thi. Sở dĩ thứ nhất bước trước chạm ác thi chấp niệm, nhưng ta không có đem đối ứng công pháp ma đạo A. Hà chỉ ma đế ma thần trụ vốn là cũng không tệ ma đạo thần công, nhưng đã bị ta đổi thành bá thần trụ bí pháp. Tống Thư Hằng nói, ngược lại là thiện thi chấp niệm đối ứng thần công, tương đối tốt giải quyết công đức xà mỹ nhân tự mang thế gian song toàn pháp công đức thuật công pháp, là vô thượng công đức tâm kinh, Tống Thư Hằng đã từng có chỗ liên quan đến, chỉ cần làm sâu sắc bộ công pháp kia tiến độ tu luyện là đủ. Bá thần trụ đầy đủ, dù sao nền móng là hà chỉ đạo hữu ma thần trụ, là thuần chính công pháp ma đạo. Làm trảm ác thi chấp niệm vật dẫn công pháp, hoàn toàn đủ. Cậu đản cha đáp. Nhắc lên hà chỉ ma đế cái này đã từng cùng hắn tịnh xưng chư thiên vạn giới đông tây song vương tồn tại, cậu đản cha liền rất là hoài niệm. Người đã già chính là như vậy, tổng là dễ dàng thấy vật nghĩ tình, hồi ức đi qua, hoài niệm đã từng. Hà chỉ gia hỏa này, chủ yếu chính là sơ sinh thiên phú không đủ, ngũ phẩm lúc chỉ có bát long văn. Nếu không lấy hắn sức sáng tạo cùng cố gắng, năm đó trận chiến cuối cùng, hắn chí ít có thể trong tay ta nhiều đi 10 chiêu. Cậu đản cha cảm khái nói, hắn đối hà chỉ ma đế đánh giá phi thường cao. Tống Thư Hằng. Hắn yên lặng đem câu nói này cho copy xuống tới, gửi đi cho Long Lạc nữ sĩ. Cậu đản cha câu này cảm khái, sẽ thành Long Lạc nữ sĩ đối phó hà chỉ ma đế lợi mâu. Một đâm liền có thể tinh chuẩn đâm thấu hà chỉ ma đế tâm can, nhượng hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Đúng rồi, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp đem hà chỉ đạo hữu trên cái tâm ma đi ra. Sau đó dung nhập vào bá cầu thả tâm ma bên trong. Cậu đản cha tại nhớ nhung quá khứ, nghĩ đến đã từng cùng hắn tranh hùng qua hà chỉ ma đế lúc. Đột nhiên trong đầu liền có như thế ý kiến hay. Tống Thư Hằng. Không hổ là cửu u chúa tể, chính hiệu cùng hắn cái này đại diện chính là khác biệt. Hắn cái này đại diện cửu u chúa tể vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra như thế tịnh ý tưởng. Bất quá. Hà chỉ ma đế tâm ma, thôi được rồi. Tống Thư Hằng lắc đầu nói, hắn hận không thể đem ta rút gân lột ra giết, ta cũng không dám đem hắn tâm ma lưu lại, trở thành tai họa ngầm A. Ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, hà chỉ ma đế hận nhất người trên bảng danh sách, Tống Thư Hằng tất ở trước 3. Trước mắt cậu đản cha tất ở trước 2. Quên đi, nhưng đáng tiếc, rõ ràng là cái ý đồ không tồi. Cậu đản cha dứt lời, đứng dậy đi vào Tống Thư Hằng bên người.
hắn râu rồng cuốn một cái, hư không bên trong bị hắn tràn ngập một cái thao trường lớn nhỏ thôi diễn phù văn công thức, bị ngưng tụ, hóa thành một đầu đả thần tiên bộ dáng. Tống Thư Hàng nhìn thấy đầu này roi, lập tức tê cả da đầu. Như vậy, đón lấy đến ta cùng Tam Nhãn Tử phân công hợp tác. Ta phụ trách để ngươi thân thể nhớ kỹ những thứ này thôi diễn công thức nội dung. Tam Nhãn Tử phụ trách đem Trảm Tam Thi con đường pháp môn truyền thụ cho ngươi. Sau đó, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện cư sĩ nhất hệ thần công, cũng làm tốt Trảm Ác Thi chuẩn bị. Cậu đàn cha độc chảo nắm chặt roi, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng hỏi, ta phải dùng làm sao thân thể nhớ kỹ những kiến thức này. Ba cậu đàn cha móng vuốt bên trong roi trong hư không nhẹ nhàng co lại, nói, vật lý bên trên nhớ kỹ, ta sẽ dùng tri thức roi hung hăng quất ngươi, mỗi một roi đều có thể đem tri thức lạc ấn tại trên thân thể của ngươi, chờ cây roi này bị đánh xong, ngươi cũng liền có thể sử dụng thân thể đem tất cả tri thức nắm giữ, hiểu. Tống Thư Hàng, ta không tin, trên thế giới này nào có dùng tri thức roi giúp người, để cho người ta học tập. Ngươi tuyệt đối chính là muốn quất ta một trận, tìm cái cớ. Ngươi cũng không nên tránh, né lời nói liền không có hiệu quả. Cậu đàn cha phát ra cùng loại cuồng tiếu thanh âm. Ba roi rút được Tống Thư Hàng trước người, nhưng không có rút đến Tống Thư Hàng trên thân, mà là thấu thể mà qua ở chỗ này Tống Thư Hàng chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu. Chi thức roi, trực tiếp chém ngược căn nguyên, rút đến Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên, cũng từ thân thể của hắn tiếp nhận. Mà lúc này, Tống Thư Hàng thân thể hệ thống phòng ngự tự động kích hoạt. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí khí linh, tại nghịch kình khí linh tiểu tiên tử dẫn dắt đi, nổi lên, bảo hộ lấy Tống Thư Hàng. Linh quỷ tiên tử duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nghênh đón cái này nói chi thức roi. Roi rơi vào linh quỷ tiên tử trên hai tay, khuếch tán vì vô số phù văn. Những kiến thức này phù văn một bộ phận bị linh quỷ tiên tử tiếp nhận, một bộ phận bị 66 kiện bản mệnh pháp khí khí linh tiếp thu. Cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí khí linh, như là bọt biển một dạng, tham lam hấp thu lên phù văn bên trong tri thức. Mà lại, bọn chúng còn có được lý giải những kiến thức này tư chất. Bản mệnh pháp khí học xong liền bằng bản thể Tống Thư Hàng cũng học xong. Tất cả tri thức tin tức, từ linh quỷ thiên tử cùng 66 cái khí linh tiểu khả ái nhóm trước một bước hấp thu, tiêu hóa. Sau đó bọn hắn lại đem những kiến thức này tổ hợp lên, đơn giản hóa vì Tống Thư Hàng có thể hiểu được tin tức, phản hồi cho Tống Thư Hàng nguyên thần. Tống, khác loại vạn pháp chi chủ, Thư Hàng học tập hình thức, bị động mở ra. Tống Thư Hàng cảm giác mình không sai biệt lắm đã là người phế nhân, liền hắn chỉ có mấy cái yêu thích chi học tập công năng, vậy mà đều bị một thân vật trang sức chia cắt. Hiện tại Tống Thư Hàng, đã nghĩ không ra bản thân còn có thể làm chút cái gì. Lời kịch phương diện từ công đức tiên tử, tạo hóa tiên tử, da đen tử chia cắt. Thăng cấp thu chân nói chuyện phiếm thiên phú đại đạo sự, lại có long lạc nữ sĩ làm thay. Treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão sự, từ Tống béo cầu đi làm. Luyện công phương diện từ linh quỷ tiên tử, hạch tâm thế giới đại luyện, trước mắt còn có thiên đế đát đát tử bài đốn ngộ hách gia trì. Pháp thuật phương diện tu luyện hắn đang cố gắng hướng phía dị loại vạn pháp chi chủ đại đạo tiến lên. Một cái tu luyện giả có thể làm sự tình, Tống Thư Hàng trên người vật trang sức cơ hồ cũng có thể làm, mà lại làm so Tống Thư Hàng càng tốt hơn. Hiện tại, liền ngay cả học tập tri thức loại chuyện này, đều bị chia cắt chiếm trước. Chẳng lẽ ta liền phụ trách hô 666? Tống Thư Hàng nói lúc, liền nhớ tới đỉnh đầu thánh viên hư ảnh. Hô 666, thánh viên nhóm mới là chuyên nghiệp. Kể từ đó, Tống Thư Hàng tác dụng duy nhất chính là phụ trách soát dưỡng đao thuật rồi. Đây chính là nhân sinh a, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm khái nói. Cậu đàn cha. Đúng vậy, đây chính là nhân sinh. Đối diện, Tam Nhãn thiếu niên trả lời, nói hắn thứ ba thần nhãn sáng lên, đem liên quan tới Thái Cổ Trảm Tam Thi thủ đoạn bí pháp nội dung, cường quán cho Tống Thư Hàng. Thái Cổ thời kỳ, Trảm Tam Thi thủ đoạn cùng hiện tại dưỡng kiếm thuật một dạng, cũng là đủ loại. Một số đại môn phái đều có thuộc về mình nhất hệ Trảm Tam Thi thủ đoạn. Bất quá, xét đến cùng những thứ này Trảm Tam Thi thủ đoạn, căn nguyên bên trên đều là tương tự. Nhiều nhất tại Trảm Tam Thi vật dẫn phương diện này, các môn các phái có nghiên cứu của mình cùng tiểu khiếu môn. Trước Trảm Ác Thi, lại Trảm Thiện Thi, cuối cùng chém tới Tự Ngã Thi. Tam Thi chém ra về sau, cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới liền có thể đột phá hạn chế, đến yếu.
trường sinh giả cấp độ, thọ nguyên phương diện cũng có thể thoáng kéo dài một đoạn. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu yên lặng ngồi xếp bằng, tả hữu có hai đại cửu u chúa tể thay hắn hộ pháp. Mấy hơi trong thời gian, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu, trong suốt hóa trình độ càng ngày càng cao. Cậu đàn cha thôi diễn công thức cùng thiên đạo phòng tối hiệu quả kết hợp về sau, đối cư sĩ nhất hệ thần công quá trình tu luyện, có cường hóa công hiệu. Người trí thức chi tiên hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Bên cạnh, tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm cũng nhìn không được kinh ngạc. Cậu đàn cha nàng nghiên cứu ra được rút roi thức giáo dục phương án, hiệu quả thật là khiến người giật mình. Roi quất rút, liền có thể học tập đến đại lượng phức tạp tri thức, còn có thể đem hắn lý giải. Tu sĩ kia nhóm còn đau khổ ngộ đạo, nghe pháp, lý giải cái giám a. Đại gia sắp xếp xếp hàng, để cậu đàn cha nàng rút một trận, từng cái đều có thể dây lát lĩnh ngộ được thâm ảo tu chân tri thức. Nhất định, cái này tri thức chi tiên trong đó nguyên lý phi thường phức tạp. Ta nói ngươi cũng không có khả năng nghe rõ, cậu đàn cha đắc ý nói. Nhưng trên thực tế, chính hắn nội tâm cũng một mặt mộng bức. Trời mới biết vì cái gì cái này một roi xuống dưới, tất cả công thức thôi diễn như thế nhanh liền bị Tống Thư Hàng hấp thu. Loại cảm giác này, liền phảng phất có mười mấy cái thậm chí là hàng trăm người, tại thay Tống Thư Hàng chia ra đi học tập hấp thu bộ phận này tri thức thôi diễn một dạng. Không chỉ có như thế, những thứ này giúp Tống Thư Hàng thôi diễn học tập ra hỏa, vẫn phải có cửu u chúa tể cấp bậc tri thức lượng dự trữ. Chẳng lẽ, bá kiếm thật là một cái học tập thiên tài? Cậu đàn cha trong đầu không khỏi hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Nói đến, bá truy tại hiện thế, tựa hồ còn là một đại học danh tiếng học sinh. Thành tích cũng là thuộc về tương đối ưu tú loại hình. Chẳng lẽ, cho tới nay, chúng ta đều xem thường bá câu rồi? Nhưng mặc kệ nội tâm thế nào chấn kinh, cậu đản cha không có biểu lộ ra một tia. Hắn phải bày ra cao cao tại thượng tư thái, rung động tam nhãn tử nội tâm. Tống Thư Hàng lần này chính thức thời gian tu luyện kéo dài tương đối dài. Ngoại giới thời gian đã qua dòng dã 24 giờ, nhưng Tống Thư Hàng nguyên thần vẫn như cũ ở vào trạng thái tu luyện. Lần này hắn không có đem tu luyện chương trình kéo đến hậu trường vận hành, không có thất thần, không có nằm mơ, không có nhất tâm đa dụng, mà là chân chính như một cái tu luyện giả một dạng, lẳng lặng tu luyện dòng dã 24 giờ. Mà lại, việc tu luyện của hắn trạng thái còn chưa kết thúc, nhìn qua hắn còn có thể tu luyện cực kỳ lâu. Hiện thế, bá giới bên trong, Tống Thư Hàng bản thể tồn tại cảm giác đã gần như tại không, hắn cùng cư sĩ nhất hệ quên đi thần công tương tính không tệ, tu luyện tiến triển cực nhanh. Tân sinh quên đi thần công linh lực cùng Tống Thư Hàng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công linh lực, không có xung đột, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Quên đi thần công linh lực như là sức gió, thôi động tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công linh lực, tăng tốc linh lực tích lũy tốc độ, cũng tăng lên linh lực khối lượng. Mà trái lại, Tống Thư Hàng bát phẩm huyền thánh cảnh giới cộng đạt tới kiếp tiên trình độ thực lực trả lại quên đi thần công quá trình tu luyện, vì môn thần công này không ngừng nhắc đến nhanh. Ngắn ngủi 24 giờ bên trong, tại cảnh giới thêm thành, cậu đàn cha thôi diễn công thức phụ trợ, thiên đạo phòng tối hiệu quả tác dụng dưới, Tống Thư Hàng quên đi thần công bị đẩy lên 7 tầng nhọn cảnh giới, chỉ kém một hơi liền có thể đột phá đến công pháp tầng thứ 8. Cái này cùng đại lão nhóm tu luyện đê giai pháp thuật lúc, chỉ cần ngắm một chút liền có thể lý giải pháp thuật cấu tạo, nguyên lý, cũng trong chớp mắt nắm giữ đê giai pháp thuật là một cái đạo lý. Cậu đàn cha cửu u chúa tể cấp bậc phân tích. Thiên đạo phòng tối thiên đạo cấp thêm thành, Tống Thư Hàng bản thân đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cấp cường độ trả lại, đều là luyện công cường đại trợ lực. Không chỉ có như thế, tại Tống Thư Hàng tu luyện quên đi thần công quá trình bên trong, hắn linh quỷ tiên tử sẽ còn thỉnh thoảng cùng hắn đồng bộ, tăng lên hắn quên đi thần công tu vi đẳng cấp. Linh quỷ tiên tử đối bộ này thần công nắm giữ trình độ phi thường cao. Nàng tựa như là một cỗ Bugatti. Chờ Tống Thư Hàng tại quên đi thần công con đường tu luyện bên trên điên cuồng gia tốc, khởi xướng lần lượt tử vong trùng kích. Mấy tức sau, linh quỷ tiên tử lần nữa cùng Tống Thư Hàng đồng bộ, mang theo Tống Thư Hàng cất cánh. Tại nàng đồng bộ bên dưới, Tống Thư Hàng nguyên bản thoáng đình trệ quên đi thần công lần nữa đột phá, lấy cuồng bạo tư thái tiến vào tầng thứ 8. Đến tận đây, Tống Thư Hàng đối quên đi thần công tu luyện, trước tạm có một kết thúc. Linh lực trong cơ thể tại thêm chút nghỉ ngơi về sau, ngược lại bắt đầu vận chuyển bá thần trụ công pháp. Tam nhãn thiếu niên quán não trảm tam thi bí pháp nội dung,
tại Tống Thư Hàng não hải ổ đê bên trong bị điều lấy ra, hòa hoãn triển khai. Trong đó liên quan tới trảm ác thi phương pháp, cùng đem ác thi chấp niệm ký thác đến vật dẫn bên trên bí pháp nội dung, dẫn đầu hiển hiện. Từ Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu miệng mũi trong tai, có sương mù lặng lẽ hiện lên, đem hắn diện bao phủ. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một số ác niệm, hoặc là một số không bỏ xuống được chấp niệm. Nhưng từ Tống Thư Hàng miệng mũi trong tai hiện lên sương mù, lại thuần khiết như tuyết, bạch thấu triệt. Cẩu đản cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Cái này thuần trắng sương mù, đại biểu cho bá bồn tinh khiết như tiểu bạch hoa một dạng, không có một tia ác niệm. Nhưng là người liền không khả năng không có ác niệm. Trừ phi, bá dũng không phải là người. Bá dũng đương nhiên là cái hàng thật giá thật người, mặc dù hắn là nguyên thần hình chiếu trạng thái, nhưng trảm tam thi thủ đoạn, là liên thông nguyên thần hình chiếu, nguyên thần, chân thân, tất cả mọi thứ. Tam nhãn tử, có phải hay không là người truyền trảm tam thi bí pháp có mau bệnh? Trảm thứ nhất thi không phải ác thi, mà là thiện thi. Cẩu đản cha nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn cùng Tống đản cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, tự nhiên biết Tống Thư Hàng làm người. Mặc dù bá bôi tính cách thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, tràn đầy chính năng lượng. Nhưng muốn nói đáy lòng của hắn không có một tia ác niệm, không có một sợi chấp niệm, vậy tuyệt đối không có khả năng. Tống Thư Hàng tính cách trừ bỏ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, chính là cái rất phổ thông thiện lương tiểu tử. Mặc dù thiện lương chính trực, nhưng hắn cũng sẽ có tham lam vật gì đó thời điểm tỉ như linh thạch. Hắn cũng sẽ đối một thứ gì đó ôm lấy chấp niệm tỉ như tử vong cùng phục sinh pháp khí, hắn cũng sẽ lòng mang ác ý tỉ như hao sổ đen đại lão lông dê thời điểm. Ta truyền cho hắn bí pháp không sai, là rất cơ bản trảm tam thi bí pháp. Thứ nhất thi trảm tuyệt đối là ác thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Cẩu đản cha dâu rồng kéo thẳng tắp, chỉ Tống Thư Hàng diện mục bao phủ thuần trắng sương mù nói, vậy cái này sương mù đến cùng làm sao phì sự a? Ngươi cho ta cái giải thích. Lúc này từ bá bố trong miệng mũi phun ra thuần trắng sương mù, đơn giản muốn dịu mù ánh mắt của hắn. Trảm ác thi lúc, muốn phun ra hẳn là tà ác đen kịt sương mù mới đúng, cái này tiểu bạch hoa một dạng thuần trắng sương mù, nồng đậm khiêu khích hương vị, đây là muốn chọn chàng tử hay sao? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Tin tưởng chính ngươi nhìn thấy hết thảy. Bá đát tiểu hữu, chính là một đóa chân chính tiểu bạch hoa. Hắn nhìn như lòng có chấp niệm, tham yêu linh thạch. Nhưng trên thực tế, những thứ này cũng chỉ là biểu tượng. Hắn chân chính nội tâm, như cái này xương trắng một dạng thuần khiết vô hạ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, nhắm lại bản thân thứ ba thần nhãn hắn thật sự không cách nào làm đến mở to ba con mắt nói lời bịa đặt. Sở dĩ, chỉ ít nhường hắn nhắm lại thứ ba thần nhãn, mở to hai con mắt nói lời bịa đặt liền tốt. Cẩu đản cha, lời của ngươi nói. Bản thân tin tưởng sao? Chính ngươi tin tưởng lời nói, ngược lại là đem con mắt thứ ba mở ra a. Mà lại, bá đát muốn thật sự là tiểu bạch hoa lời nói, vậy hắn tâm ma là thế nào đi ra? Ngưng tụ tâm ma dù sao cũng phải có chút nguyên vật liệu mới được a. Thở dài về sau, cẩu đản cha nói, nếu như trảm thứ nhất thi là ác thi, mà bá đát lại không cách nào ngưng tụ ra ác thi chấp niệm lời nói, vậy liền có thể sẽ thất bại. Chớ khẩn trương. Suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân, liền xem như bá đát, cũng không có khả năng thật sự tâm không chấp niệm, cả một đời không có một sợi ác niệm. Sở dĩ, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Chúng ta hảo hảo thôi diễn một chút, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cẩu đản cha dâu rồng trong hư không vẽ lấy ký hiệu, một bên suy tư. Sau đó hắn đưa ra số khả năng, có phải hay không là bị công đức chi lực ảnh hưởng đến nguyên nhân. Bá đát công đức chi lực chi thâm hậu. Ta từ thái cổ đến nay đều không gặp qua mấy cái. Quá bàng đại công đức chi lực, áp chế hắn ác niệm. Lại hoặc là, có phải hay không là hắn ác niệm chấp niệm loại hình đồ vật, đã bị ai tịnh hóa qua. Còn có thể chính là, có vật gì đó đã sớm đem hắn ác niệm cho hấp thu đi rồi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từng cái trả lời, trảm tam thi bí pháp dẫn dắt ra tới ác niệm khăng khăng, cũng không thụ công đức chi lực áp chế. Nhưng bá đát công đức chi lực quá mức hùng hậu. Sở dĩ thật là có khả năng. Còn ác ý chấp niệm bị tịnh hóa khả năng, có thể hay không cùng nho gia thánh nhân có quan hệ. Cái cuối cùng khả năng, ác ý chấp niệm bị sớm hấp thu lên. Chính là cái này. Cẩu đản cha cùng một thời gian kịp phản ứng, cửu u chúa tể quyền hạn.
cùng đối ứng cửu u chúa tể quyền hạn đản sinh tống pho tống u u. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Là cái này không sai. Cửu u chúa tể thân là thiên đạo đối ứng bán thân, là tập hết thảy ác, hủy diệt, tai nạn, tử vong, huyết tinh, giết chóc chờ mặt trái năng lượng làm một thể tồn tại. Bá đát tại bạch u u duy trì dưới, thu được lâm thời cửu u chúa tể quyền hạn, ra đời một tôn tống pho cửu u chúa tể thể. Tại tống pho đản sinh một sát na kia, bá đát trên người tất cả ác ý chấp niệm, chỉ sợ đều đã bị mang đi. Thậm chí, chỉ muốn tống pho vẫn còn, bá đát bản thể bên trên đản sinh chấp niệm toàn bộ sẽ bị chủ động phân loại, vạch đến tống pho cái kia đi. Cái kia tống u u có thể hay không xem như bá đát ác thi. Cậu đản cha nhíu mày nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu nói, cửu u chúa tể cấp bậc so ác thi không biết cao hơn đi nơi nào, dù là chỉ là cái đại diện, cũng giống vậy. Hao tổn tâm trí, cậu đản cha nói. Vốn cho rằng tống thư hàng muốn chém chảm thi lại là tam thi bên trong bình thường nhất, nhất không đặc biệt một cái. Hiện tại xem ra, cái này ác thi ngược lại là tống thư hàng trên người đặc thù nhất một vòng. Người cái kia có phương án giải quyết không? Cậu đản cha vừa nói. Một bên dùng trải qua cần trong hư không tô tô vẽ vẽ, bắt đầu thôi diễn. Trừ phi tống pho biến mất, nếu không vấn đề này từ căn nguyên bên trên liền không cách nào giải quyết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống pho cái này cá thể, sớm muộn sẽ biến mất. Dù sao hắn chỉ là cái đại diện cửu u chúa tể, cuối cùng cũng có đến kỳ thời điểm. Nhưng vấn đề là, ai cũng không xác định tống pho lúc nào mới có thể biến mất. Vậy cũng chỉ có thể từ một cái góc độ khác giải quyết sự tình. Cậu đản cha dâu rồng trong hư không vạch một cái, nói, ta chuẩn bị đem trảm tam thi bí pháp một lần nữa cấu tạo một chút, trước nhảy qua trảm ác thi giai đoạn, đem thiện thi cùng tự ngã thi trước chém. Điều chỉnh trảm xuống tam thi trình tự, chờ tương lai tình huống cho phép, quay đầu lại để cho bá đát đem ác thi cho bổ sung. Ta thấy được, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Cái này vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề phương pháp. Cậu đàn cha mỉm cười nhìn, hắn lại thắng tam nhãn tử một bước. Từ tiến vào thiên đạo ngục không gian về sau, hắn đã một lần lại một lần về mặt trí tuệ áp chế tam nhãn tử. Vấn đề gì, đều là hắn phát hiện ra trước giải quyết. Tam nhãn tử ngoại trừ tại bên cạnh cho hắn hô 666 bên ngoài, căn bản phái không lên hắn công dụng. Cậu đàn cha tâm tình vui vẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Vì cái gì cảm giác đường vân vớ long bộ dáng, lại mặc danh kỳ diệu vui vẻ rồi. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Mà đang lúc cậu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi, từ trên căn bản giải quyết trảm tam thi vấn đề thời điểm, tống thư hàng trạng thái lại sản sinh biến hóa. Hắn phun ra tinh khiết xương trắng bắt đầu ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nhân hình thái. Đây là trảm tam thi thành công khúc nhạc dạo. Cậu đản cha. Chẳng lẽ, bá đát bản thân lĩnh ngộ ra trước trảm thiện thi thủ đoạn. Trong lúc đang suy tư, tống thư hàng dùng sức thở ra. Cái này đạo bạch xương mù nhân hình nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào tống thư hàng cái bóng bên trong. Ngay sau đó, từ cái bóng bên trong có một đầu máy móc tâm ma bàn tay hỏa hoãn duỗi ra. Lại một lát sau. Cái này khả ái tiểu tâm ma hoàn toàn từ cái bóng bên trong chui ra. Hiện thân về sau, hắn hỏa hoãn xoay người, hóa thành một cái thân mang áo trắng tống thư hàng bộ dáng. Cái này áo trắng tống thư hàng hiện thân về sau, duỗi tay nắm mình lên y phục, ngắm nhìn bản thân rốn, còn tốt, rốn là đen. Dù là vẻn vẹn chỉ có rốn là đen, dù là chỉ có một chút xíu chấp niệm, cái này cũng có thể đại biểu lấy hắn ác thi thân phận, sẽ không cho ác thi nhóm mất mặt. Xem hết chính mình rốn về sau, ác thi áo trắng thư hàng lại đem áo của mình buông xuống, hắn động tác yêu nhã chỉnh lý chính mình quần áo. Nhìn hắn cái này toàn thân áo trắng thư sinh cách ăn mặc, nhìn hắn cái này tự mang ôn nhu ấm nam khí chất dung mạo, nhìn hắn cái này yêu nhã tiêu sái động tác. Hoàn toàn là một cái từ cổ họa bên trong đi ra thư sinh quân tử. Có lẽ dung mạo của hắn ngoại hình, chính là tống thư hàng còn sót lại không có bị tống u u hấp thu đi chấp niệm. Chỉnh lý tốt chính mình về sau, vị này ác thi áo trắng thư hàng đối tống thư hàng thi lễ một cái, thản nhiên nói, bần đạo bá ác, gặp qua bản tôn. Thân là tam thi thứ nhất thi, hắn từ tống thư hàng ác ý chấp niệm cộng bá thần trụ thần công cộng tâm ma vật dẫn biến thành. Trừ cái đó ra, hắn còn từ trên thân tống thư hàng kế thừa đến một đạo đao ý.
chính là Tống Thư Hàng mới từ tam nhãn thiếu niên tiền bối đổ ước nghi thức lên thắng đến thêm đầu kiếm hình đao ý. Đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, mỉm cười, câu này phi thường có bức cách lời kịch, là tam nhãn thiếu niên tiền bối truyền thụ tới trảm tam thi bí pháp bên trong tự mang kịch bản. Mỗi một vị tam thi chém ra về sau, đều sẽ hướng bản thể đưa tin, cũng báo lên đạo hiệu của mình, hoặc là từ bản thể thay hắn lấy một cái đạo hiệu sẽ cho chính mình lấy đạo hiệu. Tam thi đều là phẩm chất tương đối cao loại hình, đạo hiệu của bọn hắn tại xuất sinh thời điểm, liền sẽ nương theo lấy mà sinh, liền cùng chư thiên vạn giới một ít cường đại chủng tộc con non tên thật đồng dạng. Mà tại tam thi gặp qua bản tôn thời điểm, bản tôn cần hồi phục phía trên đối thoại. Tràn đầy một loại nghi thức cảm giác. Cũng may mắn trảm tam thi bí pháp tự mang lời kịch. Nếu không bá mị gia hỏa này đối với mình ác thi, nói không chừng chính là một phát dưỡng đao thuật, cưỡng ép tiến vào nhân thi hợp nhất trạng thái. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên phát hiện đối diện cẩu đản cha nàng tựa hồ cũng trên mặt vẻ mặt giống như nhau. Hai vị đối thủ một mất một còn cửu u chúa tể ăn ý liếc nhau, sau đó đồng thời khẽ gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau. Hiển nhiên, cẩu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng đối diện. Áo trắng Thư Hàng bá ác mỉm cười, hắn lần nữa yêu nhã đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái nói, cái kia bần đạo sẽ không quấy rầy bản tôn tiếp tục trảm tam thi, bản tôn mời tiếp tục. Đã vốn là một thể, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra Tống Thư Hàng muốn một hơi trảm tam thi trạng thái. Bá ác đạo hữu không hổ là ta, quan tâm nhập phi. Tống Thư Hàng điểm khen tán thưởng chính mình loại chuyện này, cần cường đại nội tâm tố chất cùng cực dày ra mặt. Nhưng tán thưởng chính mình tam thi lại cảm giác rất tự nhiên. Đây chính là chính diện cứng rắn thổi cùng khía cạnh thổi bạo kỹ thuật chênh lệch. Ác thi áo trắng Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn một lần nữa có chút quay người, liền hóa thành Tống Thư Hàng tâm ma tiểu khả ái. Lấy tâm ma làm vật trung gian biến thành ác thi, tức kế thừa Tống Thư Hàng bá thần trụ, kiếm hình đao ý các loại thủ đoạn. Cũng có được tâm ma tất cả tính chất. Đồng thời, bởi vì vật dẫn tính đặc thù, ác thi có thể tại tâm ma tiểu khả ái cùng ác thi bá ác ở giữa tự do hoán đổi. Biến trở về tâm ma tiểu khả ái về sau, người máy cánh tay rụt rè lùi về đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, đồng thời hướng Tống Thư Hàng đưa lên một phần sắc chế xong tâm ma món ăn. Tống Thư Hàng hiện tại trong tay có không ít tâm ma nguyên vật liệu, bộ phận này nguyên vật liệu trừ cung cấp biệt tuyết tiên cơ, sở thí nghiệm bên ngoài. Cũng có bộ phận cung cấp tâm ma tiểu khả ái sử dụng. Lần này cũng không cần. Tống Thư Hàng đưa tay ôn nhu sờ lên tâm ma tiểu khả ái nói, ta hiện tại là nguyên thần hình chiếu chi thân, không cách nào dùng ăn tâm ma món ăn. Thế là, tâm ma tiểu khả ái tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, rụt trở về. Tống Thư Hàng một lần nữa nhắm mắt lại, tích xúc linh lực, điều chỉnh trảm tam thi trạng thái. Thành công chém xuống ác thi về sau, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình. Đạo tâm lần nữa đạt được củng cố, kỳ thật hắn hiện tại đạo tâm, tâm cảnh đạt được cường hóa củng cố, đối với hắn bản thân mà nói đã không có cảm giác gì. Hắn tống mỗ cả đời, kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng sóng to gió lớn. Nhân sinh của hắn kinh lịch nếu là lôi ra đến chế tác thành phim, tự liền trường sinh giả cũng phải nhìn trợn mắt hốc mồm. Huống chi, hắn còn có nhập mộng kinh lịch tăng thêm. Bây giờ Tống Thư Hàng đạo tâm cùng tâm cảnh cường độ. Đã không cách nào dùng số liệu đi biểu đạt, mạnh đến không cách nào hình dung. Liền xem như đối mặt chư thiên vạn giới sụp đổ dạng này tai nạn, Tống Thư Hàng đều sẽ tích cực đi đối mặt. Trên đời này, đã không có bất kỳ ngăn trở có thể đả kích đến bá Tống. Trừ mất đi chân tàng tiền riêng linh thạch. Vô luận cường đại cỡ nào nam nhân, tại bí mật giấu đi tiền riêng bị móc ra trong nháy mắt đó, hai mắt đều sẽ mất đi cao quang. Lại nói. Tại thiên đạo phòng tối bên trong trảm tam thi, thật là một cái lựa chọn tốt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, lên tiếng nói. Dưới tình huống bình thường trảm tam thi loại này quá trình, là sẽ dẫn hạ thiên kiếp. Không phải tu sĩ tấn cấp thiên kiếp, mà là pháp khí kiếp, tam thi sẽ bị cho rằng là một loại cực đoan pháp khí, cần thiên kiếp rèn luyện. Mà ở vào thiên đạo phòng tối bên trong lúc, nhằm vào tam thi thiên kiếp cũng không có ngưng tụ. Chỉ là rời lại mà thôi. Một khi bá hy tam thi xuất hiện tại hiện thế, thiên kiếp vẫn như cũ sẽ bổ sung. Bất quá, nhằm vào tam thi thiên kiếp, cũng liền hình dáng kia. Nói không chừng sẽ dung nhập vào bá hy cửu phẩm thiên kiếp bên trong đi, tăng cường thiên kiếp uy lực cái gì.
Cẩu Đản Cha phân tích nói. Thiên kiếp uy lực càng mạnh, rèn luyện hiệu quả lại càng tốt, đối Bá Khiếu đến nói, ngược lại là đáng giá thử một lần. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đang khi nói chuyện, đối diện Tống Thư Hàng trên thân lấp lánh lên một trận chướng mắt kim sắc quang mang, để Cẩu Đản Cha cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đình chỉ giao lưu. Công đức chi quang, Cẩu Đản Cha tránh lui 10 mét. Chỉ là công đức chi quang, coi như có thể tiếp nhận. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng lui ra phía sau, nói. So sánh với cùng cửu u hoàn toàn trái ngược thủ tự thiện lương thánh quang lực lượng, công đức chi quang xem như lệch trung tính chính năng lượng, xem như thủ tự trung lập. Cửu u chúa tể đồng dạng chán ghét công đức chi quang lực lượng, nhưng so với thánh quang đến, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Không sai biệt lắm là chán ghét cùng 80 điểm chán ghét khác nhau. Cẩu Đản Cha, đây là muốn bắt đầu nếm thử trảm thiện thi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, bất quá, tại trảm thiện thi trước, hắn được đem cùng công đức có liên quan cái kia bộ công pháp, tu luyện tới bát phẩm cảnh giới. Chuyện này với hắn không phải việc khó. Hắn công đức chi lực cường độ bày ở cái kia, Cẩu Đản Cha nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trên người công đức chi lực quang mang càng phát ra chói mắt. Thế gian song toàn pháp công đức thuật là một bộ lai lịch bí ẩn, người sáng tạo ánh mắt vô cùng cao thâm công pháp. Bộ công pháp kia không phải vùi đầu khổ tu, liền có thể luyện thành. So với vùi đầu khổ tu, nó chú trọng hơn người tu luyện công đức chi lực cường độ. Lúc cần thiết, có thể tiêu hao người tu luyện công đức, tăng lên bộ công pháp kia cấp độ, chỉ cần thân thể có thể chịu nổi. Nếu như tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật đồng thời, lại tu luyện một môn tôi thể công pháp, lại có đủ cường đại công đức chi lực, vậy liền có thể làm được vượt cấp tu luyện. Chỉ cần công đức đầy đủ, thân thể bội bổng, như vậy ngũ phẩm cảnh giới liền tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật tầng thứ 6, trên lý luận hoàn toàn không có vấn đề. Hiện thế, Tống Thư Hàng bản thể ngược lại bắt đầu vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật, cũng lại một lần nữa bắt đầu đua xe thức tu luyện. Bất quá lần này lái xe, đổi thành tiên tử. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, trước mắt không bao giờ thiếu công đức chi lực, chính là Tống Thư Hàng. Thể chất của hắn, nguyên thần, tinh thần lực, linh lực toàn bộ đạt đến cửu phẩm kiếp tiên tiêu chuẩn, tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật làm ít công to. Lại thêm trong quá trình tu luyện có yếu. Trường sinh giả cấp độ công đức xà mỹ nhân phụ trách dẫn đạo, trong lúc đó còn có thể thông qua tiêu hao công đức chi lực phương thức, đến vượt qua công pháp tu luyện cửa ải. Thế gian song toàn pháp công đức thuật tốc độ tu luyện, so với trước đó quên đi thần công còn muốn càng nhanh. Dù sao, Tống Thư Hàng có được đặc thù công đức chi quang cụ hiện hóa tiên tử. Người khác tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật, là cần chính mình một chút xíu lĩnh ngộ, một chút xíu tu luyện. Mà Tống Thư Hàng tu luyện bộ công pháp kia, tựa như là từ công đức xà mỹ nhân nơi đó đem bộ công pháp kia phục chế tới, toàn bộ quá trình tương đương với từ ổ E phục chế văn kiện đến ổ D. Cái này phục chế quá trình bên trong, còn có công đức chi lực mở ra tốc, tự nhiên nhanh không được. Rất nhanh, Tống Thư Hàng thể nội thế gian song toàn pháp công đức thuật liền bị trực tiếp đẩy lên tầng thứ 9, tương đương với cửu phẩm kiếp tiên cấp độ, tiến vào kình thánh cật qua thánh quân tha thiết ước mơ công pháp cấp độ. Lúc trước bởi vì không có tầng thứ 9 công pháp, cật qua thánh quân bị kẹt tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới, chậm chạp không cách nào tấn cấp đột phá. Tại thế gian song toàn pháp công đức thuật đột phá tầng thứ 9 sau nháy mắt, công đức xà mỹ nhân chủ động từ Tống Thư Hàng bản tôn sau lưng chui ra. Nàng đưa tay trong hư không một điểm. Bá thần trụ, công đức bì bì trụ hiển hiện. Công đức xà mỹ nhân triệu hồi ra công đức phì kình cộng công đức lôi kiếp thụ, nàng như kỵ sĩ nắm lấy trường thương đồng dạng. Cầm lên thu nhỏ sau công đức lôi kiếp thụ, leo đến công đức phỉ kình trên thân. Giá tiên tử khẽ gọi một tiếng. Công đức phỉ kình chở nàng cùng công đức lôi kiếp thụ, đập đầu chết tại bì bì trụ bên trên, lấy thân tế trụ cường hóa cắn còn như vậy không ngừng tế trụ xuống dưới. Một ngày nào đó căn này đặc thù công đức bì bì trụ, sẽ siêu việt hà chỉ trụ, trở thành Tống Thư Hàng tất cả bá thần trụ bên trong xếp hạng trước ba chủ lực trụ. Đến lúc đó, hà chỉ trụ đem ngã ra trước ba, trở thành đệ tứ cường trụ tử. Lấy thân tế trụ về sau, công đức xà mỹ nhân, công đức phỉ kình, công đức lôi kiếp thụ toàn bộ tiêu tán, tiến vào phục sinh kỳ. Thiên đạo phòng tối bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu trên thân, công đức chi lực bùng lên. Thế gian song toàn pháp công đức thuật toàn lực vận chuyển. Mấy hơi thở sau, công đức chi lực ở trên người hắn phục sinh.
Vô địch nữ kỵ sĩ công đức xà mỹ nhân cầm trong tay công đức lôi kiếp thụ, cưới công đức phì kình từ trong tử vong trở về, lấy tống thư hàng nguyên thần hình chiếu vì điểm phục sinh, tái hiện giang hồ. Công đức kỵ sĩ tuân theo triệu hoán mà đến, xin hỏi ngươi chính là lão nương bá ba sao? Tiên tử vừa đăng tràng về sau, trong miệng liền nghiêm túc đọc lấy lời kịch. Ra sân phải có nghi thức cảm giác, nàng muốn thành lập mới nhân vật đặc thù, siêu việt tạo hóa tiên tử. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống về sau, tiên tử liền nhíu mày, a. Vừa rồi nàng tưởng niệm tống cẩu đàn thánh hào tới, nhưng rõ ràng trong đầu hẳn là nhớ kỹ chính xác thánh hào, vừa ra khỏi miệng lúc, lại niệm sai thánh hào mà lại, bá ba cái này thánh hào, quá chiếm người tiện nghi. Cái này bá hào, làm nàng đang chàng khí thế bị đánh chân gãy. Tiên tử sĩ khí một. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Cẩu đàn cha. Nói thật. Nếu như tiên tử không phải công đức chi lực cụ hiện hóa, tính cách của nàng, cẩu đản cha vẫn là rất nhìn chúng. Dù sao, đây là con dâu. Dù là hoạt bát một chút, cẩu đản cha đối nàng cũng phi thường bao dung. Thậm chí biết rõ nàng là công đức chi quang cụ hiện hóa, cũng sẽ không chán ghét nàng tồn tại. Chỉ cần có yêu, liền sẽ không chán ghét. Yêu là có ma lực đồ vật, cực hạn yêu có thể siêu việt tất cả. Tiên tử. Người ta nói thế nào cũng là một thể, không nghĩ tới liền ngươi cũng gọi sai ta thánh hào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, thở dài. Vốn cho rằng chỉ ít cùng hắn một thể công đức xà mỹ nhân, sẽ không quên hắn thánh hào, sẽ không thụ công pháp ảnh hưởng. Cư sĩ nhất hệ công pháp tác dụng phụ, thật là đáng sợ. Cho nên, hắn được nhanh lên đem thiện thi cùng tự ngã thi cho chém ra đi. Tống Thư Hàng vừa dứt lời. Đối diện công đức tiên tử liền dùng nhìn cặn bã ánh mắt nhìn về phía hắn. Rõ ràng cơ hồ cho tới bây giờ gọi không đúng tên của nàng, lại còn có mặt nói nàng. Duy nhất một lần gọi đúng tên của nàng, vẫn là tại cái kia đạo văn tự, ngôn ngữ căn nguyên pháp tác gia chỉ hạ. Con mắt quả nhiên là lớn nhất bao che phạm nó sẽ chỉ nhìn thấy người khác trên mặt hạt cơm, lại không thấy mình trên hàm răng nộn hành lá. Quay lại ta tìm Long Lạc nữ sĩ. Nhìn xem có thể hay không cho ta đầu lưỡi làm giải phẫu. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, hắn cùng công đức tiên tử là một thể, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng ánh mắt ý tứ. Dứt lời, hắn lại mạnh mẽ nói sang chuyện khác, vậy kế tiếp, mời công đức tiên tử ngươi phối hợp ta, chém ra thiện thi đến. Lão nương bá giát, tuân theo chỉ thị của ngươi, từ đây lão nương cây cùng ngươi cùng ở tại, vận mệnh của ngươi cùng lão nương tương tồn. Công đức xà mỹ nhân thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lấy mình trong lòng bàn tay lời kịch, vừa nhìn vừa niệm nói. Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác Phú Nhu Tử có lẽ sẽ thích cái này quên đi thần công tác dụng phụ hiệu quả, dạng này nàng một ngày liền có thể thu hoạch rất nhiều đạo hiệu. Mặt khác đáng được ăn mừng chính là, mọi người chỉ ít còn nhớ rõ bá cái này thánh hào tiền tố, mà lại công đức xà mỹ nhân mỗi lần lấy tên chỉ ít còn có thể mang cái khẩu tự bên cạnh chỉ ít cái này chữ khẩu bên cạnh cùng hắn bá đát thánh hào có một tia liên quan, làm hắn mơ hồ đạt được một chút an ủi. Như thế bản thân an ủi một phen về sau, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành trảm thiện thi quá trình. Nơi xa, cẩu đản cha đắc ý đối tam nhãn thiếu niên nói, tam nhãn tử, nhìn thấy chưa? Bá lung công đức chi lực cụ hiện hóa ra vị này tiên tử, tính cách không tệ a. Nàng là ta nữ nhi bạn gái. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Ta mẹ nó muốn từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh mới tốt. Bất quá, nhìn thấy vị này tiên tử lúc, chẳng biết tại sao, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền nghĩ tới nhà mình lão quản gia. Ghen tị đi, cẩu đản cha nói. Không, ta không có chút nào ghen tị, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cẩu đản cha, người đây là tại mạnh miệng. Ngây thơ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Hai tôn cửu u chúa tể năm mắt tương đối, khí thế bắt đầu ngưng trọng lên. Chém, lúc này, Tống Thư Hàng bên kia một tiếng quát khẽ. Thế gian song toàn pháp công đức thuật theo hắn thiện niệm bị chém ra, hướng về tiên tử. Trong tay cây thương, một màn này biến hóa, vượt quá tam nhãn cùng cẩu đản cha đoán trước. Nguyên bản cẩu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối coi là Tống Thư Hàng thiện thi sẽ lấy công đức xà mỹ nhân làm vật trung gian. Kết quả Tống Thư Hàng thiện thi mỗi lần bị chém ra về sau, thẳng đến công đức xà mỹ nhân trong tay công đức lôi kiếp thụ, chủ động hướng họng súng đụng lên. Làm sao phì sự tình a? Cẩu đản cha nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, ngươi so ta hiểu rõ hơn bá huyên a.
vì cái gì trái lại hỏi ta? Cậu đản cha. Chẳng lẽ là bởi vì Tống đản hắn họ Tống nguyên nhân, dòng họ bên trong mang theo mộc chữ, cho nên hắn đối cây cối loại hình tồn tại đặc biệt có hảo cảm, liền lựa chọn vật dẫn cũng càng thiên vị cây cối. Dù sao bất kể như thế nào, thiện thi chém ra tới là được. Ta sắp đạt tới cực hạn, nhìn chằm chằm vào công đức chi quang nhìn, cảm giác con mắt có chút không thoải mái, quay đầu ta phải nhỏ chút thuốc nhỏ mắt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ngươi nói là ta nữ nhi nàng dâu không tốt nhìn, cậu đàn cha mẫn cảm nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lại đổi ta. Chúng ta là cửu u chúa tể a, muốn hay không ngây thơ như vậy. Ngươi có phải hay không đang làm bộ ngây thơ, thuần túy là nghĩ đến tìm cơ hội đổi ta. Cân nhắc đến cậu đàn cha nàng ác liệt tính cách, cái sau khả năng càng lớn. Tại hai vị cửu u chúa tể lần nữa tranh phong tương đối. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đưa tay một tế, đem công đức lôi kiếp thụ cho ném ra ngoài. Tống Thư Hàng chém ra thiện thi dung nhập vào công đức lôi kiếp thụ bên trong, lấy nó làm vật trung gian, bắt đầu hóa hình. Trảm thiện thi quá trình, so với trảm ác thì muốn thuận lợi một chút. Tống Thư Hàng trên người thiện niệm cũng không có bị hấp thu hoặc là bị áp chế, mà lại hắn thiện niệm tương đối khổng lồ. Công đức lôi kiếp thụ bắt đầu hóa hình, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn kim sắc tăng y Tống Thư Hàng bộ dáng. Tăng y bên trên, mơ hồ có lôi điện quấn quanh, rung động đùng đùng. Tăng y bên dưới, từng khối cơ bắp cường tráng hữu lực. Thế gian song toàn pháp công đức thuật lưu chuyển không thôi, vì kim sắc tăng Tống Thư Hàng nhiễm lên một tầng bảo quang, khiến người không thể nhìn thẳng. Bần tăng bá thiện, gặp qua bản tôn, kim sắc tăng Thư Hàng hai tay vỗ tay, đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Tại kim sắc bá thiện tăng cúi đầu trong nháy mắt đó. Thế giới đều sáng ngời lên. Viên kia trụi lùi đầu, như là mặt trời nhỏ đồng dạng, phóng xuất ra vô tận quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên đạo phòng tối không gian. Thái Dương Quyền, công đức xà mỹ nhân ở sau lưng tức thời vì bá thiện tăng phối âm. Tống Thư Hàng. Giống như ác thi, thiện thi bá thiện tại kế thừa Tống Thư Hàng tu luyện công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật đồng thời, còn kế thừa Tống Thư Hàng một loại để đó không dùng thiên phú. Thái Dương chỉ. Lúc này cái thiên phú này bị bá thiện kế thừa, cũng phát dương quang đại bá thiện toàn bộ đầu chính là to lớn nguồn sáng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, liền thân thể của hắn cũng có thể phóng xuất ra loại này cấp bậc đại quang. Đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng cản trở con mắt niệm xong lời kịch, hoàn thành trảm tam thi nghi thức về sau, nói, bá thiện đạo hữu, còn xin ngươi mau mau ngẩng đầu, mọi người muốn mù. Đối diện, bá thiện nâng lên đầu. Tia sáng chói mắt kia thoáng thu liếm, hóa thành một đạo trùng thiên cột sáng, trực trùng vân tiêu từ Tống Thư Hàng đám người góc độ đến xem, thiện thi bá thiện đầu tựa như là cường quang đèn pin, đem trùng sáng chiếu hướng lên bầu trời. Vì cái gì sẽ là tăng nhân bộ dáng? Tống Thư Hàng nhìn qua nghi thức hoàn thành bá thiện, hỏi. Công đức chi lực không phải là Phật môn lực lượng a? Bá thiện duy trì hai tay vỗ tay tư thế, mỉm cười, cũng không tức giận. Nhưng bản tôn ngươi ban đầu công đức là thông qua Phật môn siêu độ chi pháp ngưng tụ, đây là chính ngươi gieo xuống nhân quả. Tống Thư Hàng. Mà lại, đang hóa trang phương diện, bần tăng dù sao cũng phải cùng ác thì bá ác phân chia ra tới. Bá thiện tăng nói. Vốn nên áo đen trang phục ác thi, bởi vì bản tôn trên người chấp niệm ác ý thực tế quá ít, kết quả chỉ có rốn là đen. Kể từ đó, nếu như hắn tiếp tục hóa thành áo trắng đạo nhân bộ dáng, hình tượng lên liền sẽ cùng ác thi trùng điệp, mất đi độc lập tính. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nhân quả loại vật này, một vòng trừ một vòng, vòng vòng đan xen, thực tế khó giải. Mặt khác, bần tăng cùng bản tôn là một thể, nói cách khác bần tăng hình tượng này, bản tôn ngươi dưới đáy lòng chỗ sâu cũng là tiếp nhận. Nếu không, bần tăng quả quyết không cách nào lấy dạng này hình thái diện thế. Bá thiện lại bổ đao đạo. Tống Thư Hàng không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng chân ngã hình tượng, nói không ra lời. Đây hết thảy là bản tôn chính ngươi nồi. Bá thiện tăng diện mang nụ cười ôn nhu, sau khi nói xong, hắn con ngươi hơi trầm xuống, lần nữa cúi người thi lễ, bản tôn ngươi vẫn còn trảm tam thi trạng thái bên trong, bần tăng liền không tiếp tục quấy rầy bản tôn trảm tam thi. Chúc bản tôn có thể thuận lợi chém xuống đệ tam thi, chứng vô thượng đại đạo. Cột sáng công đức chi lực quang mang. Như là audio tô cường lực xa quang đèn, chiếu vào Tống Thư Hàng trên mặt. Bá thiện đạo hữu không hổ là thiện thi, kế thừa ta thiện lương một mặt, quan tâm nhập vi.
Tống Thư Hàng mắt mù nói, đây là vật lý lên mù, bị ánh đèn chói mù. Bá Thiện Tăng Nhân ngẩng đầu mỉm cười, thân hình chậm rãi lui lại. Thương đến, lúc này, sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Bá Thiện phối hợp hướng sau ngược lại vượt, hắn vỗ tay hai tay giơ cao đến đỉnh đầu, hai chân cũng gắt gao song song. Cường đại công đức chi quang biến thành trùng sáng, tại Bá Thiện ước thúc bên dưới ngưng tụ trở thành dài 40 mét quang thương lợi nhận. Công đức xà mỹ nhân đưa tay một đeo, đem Bá Thiện tăng chặn ngang đeo ở tựa như là phương Tây kỵ binh hạng nặng giơ kỵ sĩ thương đồng dạng, nàng kẹp lấy Bá Thiện tăng, đem hắn xem như kỵ sĩ thương vũ trang. Công đức phì kình không ngừng ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ. Trọng trang công đức tiên tử kỵ binh. Mà lại, Tống Thư Hàng, cẩu đản cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối còn có thể bén nhạy phát giác, công đức xà mỹ nhân cùng Bá Thiện tổ hợp, là chân chính tổ hợp thành một thể. Khi Bá Thiện hóa thành dài 40 mét kỵ sĩ thương, khi công đức xà mỹ nhân đem hắn vũ trang nơi tay lúc, công đức xà mỹ nhân liền cùng Bá Thiện tăng tiến vào đồng bộ trạng thái. Hai người. Lúc này, công đức xà mỹ nhân chính là Bá Thiện chính là công đức xà mỹ nhân. Giá trọng trang công đức tiên tử khẽ quát một tiếng. Công đức phì kình trở nàng bắt đầu ở thiên đạo phòng tối bên trong mù bơi bắt đầu, hoàn thoát không được. Nhìn, công đức tiên tử nàng có nhiều thú. Ngươi ghen tị không, cậu đàn cha lần nữa đối tam nhãn thiếu niên nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, ta thật không có chút nào ghen tị, không cần hỏi lại, hỏi chính là cậu đàn. Đang khi nói chuyện, trọng trang công đức xà mỹ nhân chạy trước. Không biết chạy đi đâu. Lần này cái này thiên đạo ngục không gian rất lớn, đầy đủ để cửu phẩm kiếp tiên trong này chơi trốn tìm. Cuối cùng, tự ngã thi, Tống Thư Hàng tập trung ý chí, lên tiếng nói. Liên trảm hai thi về sau, để thực lực của hắn lại chướng một mảng lớn. Dự tính chờ hắn trảm xong đệ tam thi về sau, bước vào hiện thế, liền có thể thu được đến từ cửu phẩm thiên kiếp đại lão đối với hắn hoan nghênh. Tại chuẩn bị một hơi đem trảm tam thi cuối cùng một thi chém xuống trước đó, Tống Thư Hàng trước cho công đức xà mỹ nhân phát cái tin tức, để nàng không nên chạy xa. Thiên đại nói ngục không gian quỷ dị khó lường, có lớn có nhỏ, trong đó không gian cấu tạo cũng không giống nhau. Tống Thư Hàng lo lắng một ít thiên đạo ngục không gian sẽ cùng cái khác thiên đạo ngục không gian có ám đạo kết nối lấy hiện tại, công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ chạy quá vui sướng, Tống Thư Hàng sợ nàng chạy tới sát phách thiên đạo ngục không gian bên trong đi. Sau đó, hắn liền quên đi chính mình chém xuống thiện thi. Đến lúc đó nói không chừng, lại chém ra một bộ thiện thi liền phiền toái. Dù sao có vết xe đổ, Tống Thư Hàng đối mặt vấn đề này lúc đặc biệt cẩn thận. Trảm tam thi nếu như biến thành trảm bốn thi, ai cũng không thể cam đoan sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Xa xa công đức xà mỹ nhân thu được Tống Thư Hàng tin tức sau. Chạy càng vui vẻ hơn. Nàng loại trạng thái này, hiển nhiên có chút không đúng. Dĩ vãng công đức xà mỹ nhân mặc dù hoan khiêu, nhưng ở thời điểm then chốt nàng là phi thường đáng tin tiên tử. Mà lại, tại thực chất bên trong nàng kỳ thật còn bảo lưu lấy một tia viễn cổ thiên đình chi hoa thận trọng. Liền xem như hoan khiêu lúc, cũng sẽ có một đạo danh giới cuối cùng. Nhưng hôm nay, nàng danh giới cuối cùng phảng phất bị triệt để phá hủy. Chẳng lẽ, là thiện thi ảnh hưởng, Tống Thư Hàng nhíu mày. Hắn ác thi chỉ có rốn đen, mà hắn thiện thi tại kế thừa hắn thiện niệm đồng thời, tựa hồ còn kế thừa hắn nhanh mồm nhanh miệng thuộc tính. Nhanh mồm nhanh miệng cái này thuộc tính bị khuếch đại sau cộng công đức bì xà tiên tử tính cách, nói không chừng sẽ sinh ra hóa học nhị cấp phản ứng. Đã như vậy, vậy liền tranh thủ tại thiện thi cộng công đức xà mỹ nhân không có mân mê xảy ra ngoài ý muốn trước đem đệ tam thi tự ngã thi cho chém ra đến. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần tự ngã thi chém ra về sau, tam thi đầy đủ, cũng không cần lo lắng thiện thi phương diện vấn đề. Ta muốn lẳng lặng, điều chỉnh trạng thái. Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn yên lặng vận chuyển quên đi thần công. Bộ này thần công tự mang ninh thần tĩnh khí hiệu quả. Vận chuyển đồng thời, Tống Thư Hàng có thể cảm giác chính mình phảng phất dung nhập thiên địa. So bầu trời còn muốn yên tĩnh. Cuối cùng một thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua Tống Thư Hàng, nói. Mà cuối cùng này một thi tự ngã thi, cũng là khó khăn nhất chạm một thi. Nếu như hiểu, nháy mắt có thể chạm. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, vậy coi như tiêu tốn hàng ngàn hàng vạn năm, cũng vô pháp tiến thêm. Cẩu đản cha nói. Trảm tam thi bí pháp thiện ác hai thi, cơ bản không có khó khăn quá lớn.
chỉ cần bỏ chút thời gian cùng tinh lực, luôn có thể chém tới. Mà cái này tự ngã thi mới là mấu chốt. Ngươi cho bá cha chảm tam thi bí pháp, có đường tắt có thể đi sao? Cậu đản cha đột nhiên lên tiếng nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nếu như không có đường tắt, vạn nhất bá đề ngộ tính không đủ, không cách nào trong thời gian ngắn chém ra tự ngã thi, sau đó ngộ đạo cái 10 năm 8 năm, liền phiền toái. Ta cũng không muốn hầu ở nơi này cùng hắn ngốc thời gian dài như vậy. Cậu đản cha cái này sợ ý thức trả lời. Diệu A, tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra cửu u chúa tể thức tiếu dung. Hắn cái này sợ ý thức từ khi tiến vào thiên đạo ngục thế giới về sau, liền không có nghĩ tới chính mình có thể bình an ra ngoài. Vết xe đổ, cái này thiên đạo ngục không gian có nhằm vào hắn thiết chí. Đã chính mình không cách nào trong thời gian ngắn ra ngoài, cái kia để cậu đản cha nàng bồi tiếp hắn ở đây vượt qua 10 năm 8 năm, cũng không tệ a. Mặc dù nhìn thấy cậu đản cha nàng cùng với mình lúc, sẽ cảm giác rất chán ghét, nhưng đối phương khẳng định cũng đồng dạng chán ghét lấy hắn, thậm chí cậu đản cha nàng đối với mình chán ghét càng cường liệt hơn một chút. Hắn đối đầu tất chân văn rồng chán ghét là 800, đầu tất chân văn rồng hắn chán ghét giá trị ít nhất là 1.000 cộng. Tự tổn 800 gãy địch 1.000, loại chuyện tốt này đương nhiên muốn làm a. Hại người không lợi mình sự tình vốn chính là cửu u chúa tể yêu nhất. Đừng nói là tự tổn 800 gãy địch 1.000. Liền xem như tự tổn 1.000 gãy địch 800, hắn cũng vui vẻ. Cậu đản cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối thiếu dung sán lạn, nói, chảm tự ngã thì cái này một vòng tiết, không có đường tắt có thể đi. Không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có dựa vào chính bá hấp. Trên thực tế, thái cổ thời kỳ lưu truyền chảm tam thi bí pháp, ban sơ mục tiêu không phải để cửu phẩm kiếp tiên trở thành yếu. Trường sinh giả, mà là vì để cho cửu phẩm kiếp tiên có nhận rõ mình cơ hội. Từ đó, ngộ ra chính mình đạo. Chảm tự ngã thi quá trình, là một cái từ đầu tới đuôi dò xét chính mình, trừ bỏ thiện, ác chấp niệm về sau, lấy trung lập góc độ thấy rõ mình cơ hội. Tại chảm tự ngã thi quá trình bên trong, trên lý luận có cơ hội để tu sĩ có thể thấy rõ chính mình, từ đó lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Nhưng phương pháp này đến cùng có thành công hay không qua, liền cậu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên đều không rõ ràng. Bá Tống vốn là có chính mình đạo hình thức ban đầu, cái kia chảm tự ngã thi thời điểm, có thể sẽ có ưu thế. Cậu đản cha duỗi dài chính mình độc chảo, gãi gãi chính mình râu rồng. Ai biết được, ta lại không có chém qua tam thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Hai vị cửu u chúa tể đối mặt, cùng nhau phát ra vui sướng tiếng cười. Tống Thư Hàng duy trì yên tĩnh trạng thái. Sau đó hắn án lấy chảm tam thi phương pháp. Bắt đầu chảm chính mình tự ngã thi. So với bình thường cửu phẩm kiếp tiên đến, Tống Thư Hàng tại chảm tự ngã thi lúc, có một cái cự đại ưu thế hắn tuổi trẻ. Hắn năm nay mới 18 tuổi tròn, tiếp qua 2 tháng mới tròn 19 tuần phong vận. Nhập mộng nhân sinh muốn ngoại trừ. Mà trẻ tuổi, liền đại biểu cho hắn sống thời gian còn thiếu, nhân sinh liền tương đối ngắn. Tại chảm tự ngã thi thấy rõ cuộc đời mình khâu. Hắn không giống bình thường cửu phẩm kiếp tiên như thế, động một chút lại có trên vạn năm thậm chí vài vạn năm nhân sinh kinh lịch, muốn đi xem thanh. Hắn phấn nộn 18 năm tuế nguyệt, nháy mắt mấy cái liền có thể xem hoàn tất mà lại, hắn cái này 18 năm bên trong, còn có 17 năm là không có gì sự kiện lớn người bình thường tuế nguyệt, xem bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm. Bình thường cửu phẩm kiếp tiên nhóm chỉ là xem quá khứ cái này khâu, khả năng liền phải dùng xong mấy tháng thời gian. Mà Tống Thư Hàng chỉ dùng mười mấy phút thời gian, liền có thể đem cuộc đời mình triển vọng mấy lần. Nhân sinh của hắn tại 18 tuổi trước, đều rất bình thường. Phần lớn người trẻ tuổi trải qua sự tình, hắn cũng đều trải qua. Mãi cho đến năm ngoái tháng 5 ngày ấy, nhân sinh của hắn mới phát sinh chuyển hướng. Từ tiếp xúc Cửu Châu Nhất Hào Quần kinh lịch bắt đầu, đến tiếp xúc Vũ Nhu Tử, Dược Sư Tiền Bối, Giang Tử Yên, Tô Thị A Thập Lục, Đậu Đậu, Bạch Tiền Bối. Tất cả mọi chuyện tại trong đầu hắn như là phim ảnh phát lại đồng dạng, phát hình một lần. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại hắn ngưng tụ thiên phú tu chân nói chuyện phiếm cùng kim đan mã hai chiều cái này khâu. Cái này khâu bị lấy ra, lần nữa tiến hành lặp đi lặp lại phát ra. Từ ban sơ kim đan mã hai chiều công năng, đến diễn hóa xuất thêm hảo hữu công năng, lại từng bước một gia tăng ra hoàn chỉnh group chat dàn khung, lại đến gần nhất thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan công năng. Mỗi một bước biến hóa,
lại cùng Tống Thư Hàng quá trình tu luyện các loại kỳ ngộ đem đối ứng. Luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ 7+1+1 hạch tâm, lần lượt huyền thánh chứng đạo giảng pháp. Hết thảy tất cả, hội tụ ở cùng một chỗ. Giống như có chút cảm giác, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn bắt đầu phát lại chính mình nhân sinh. Một lần lại một lần phát lại. Dù sao nhân sinh của hắn phát lại một lần, chỉ cần mười mấy phút. Còn có thể tiến nhanh. Một lần bắt không được cảm giác, vậy hắn có thể nhìn 10 lần, nhìn 100 lần. Nhìn nhiều hơn, lượng biến liền có thể gây nên chất biến. Loại kia tâm linh xúc động cảm giác, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tống Thư Hàng không rõ ràng thời kỳ viễn cổ những người tu luyện, tại trảm tự ngã thi quá trình bên trong cần trải qua nhiều ít khó khăn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cho hắn trảm tam thi bí pháp bên trong khó khăn nhất chém xuống tự ngã thi, hắn thấy tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Mỗi lần từ đầu quan sát chính mình nhân sinh, hắn đối bản thân hiểu rõ liền càng sâu một tầng chất lượng không đủ vậy liền dùng số lượng đến góp, đây cũng là hắn tương đối am hiểu sự tình. Lặp đi lặp lại quan sát cuộc đời của mình, không ngừng chiếu lại chính mình bắt đầu tu luyện một năm nhân sinh về sau, hắn rất nhanh liền bắt lấy trảm tự ngã thi thời cơ. Ta nhân sinh bước ngoặt chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần, điểm ấy không cần hoài nghi. Gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiếp xúc đến quần bên trong tiền bối thành viên, hắn nguyên bản cuộc đời bình thường mới đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cái này sóng lớn liền giống như cuồng đao tam lãng tiền bối đồng dạng, lại lãng lại lãng lại lãng, lập tức liền đem hắn nhân sinh quan triệt để vỡ nát. Cho nên, thời cơ bắt đầu chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần cùng quần bên trong tiền bối thành viên. Kim đan cấu đồ, tinh lộ đồ, ra, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hiện thế, hắn bản tôn đan điền bên trong. Viên kia đã từng đan toái thành anh vỡ nát về sau, lại bị phục sinh pháp khí sống lại phì kình kim đan, thay đổi dĩ vãng cá ướp muối hình thức, bắt đầu ra sức du động bắt đầu. Phì kình kim đan thân cá bên trên, kim đan cấu đồ hiển hiện. Kia là một chương tinh lộ đồ, tất cả Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên. Cùng đối Tống Thư Hàng ảnh hưởng to lớn tiền bối hình tượng, đều khắc sâu tại chương này tinh lộ đồ phía trên. Tinh lộ đồ lấy Vũ Nhu Tử vì bắt đầu, ấn Tống Thư Hàng tiếp xúc qua Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên trình tự, theo thứ tự sắp xếp. Hoàng Sơn Tôn Giả, Tô Thị A Thập Lục, Dược Sư, Giang Tử Yên, Đậu Đậu. Tại tinh lộ đồ cuối cùng, một cái khác Vũ Nhu Tử đưa tay đẩy ra một cái cửa, để cái kia cửa nửa mở nửa đóng. Cửa bên trong, có một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh này cũng không phải là Cửu Châu Nhất Hào Quần bất luận một vị nào thành viên, nhưng cũng có thể là bất cứ người nào. Nó là chân ngã, từ phì kình kim đan thứ 9 kim đan long văn hiển hóa. Phổ thông người tu luyện kim đan, đang tiến hành kim đan cấu đồ thời điểm, trên đó long văn liền sẽ tan ra, trở thành cấu đồ thuốc màu. Tống Thư Hàng 7 cái tiểu đan điền bên trong tiểu kim đan, ở phương diện này cũng không có ngoại lệ. Nhưng là hắn bản mệnh trong đan điền phì kình kim đan. Lại cùng phổ thông kim đan hoàn toàn khác biệt. Trên người nó kim đan cấu đồ là từ chiếu xuống trên lân phiến tinh quang cấu thành, toàn bộ hành trình không có tiêu hao hết một đầu kim đan long văn. 9 đầu kim đan long văn, mỗi một đầu đều có đặc thù ý nghĩa. Trong đó có 7 đầu càng là bạch tiền bối sử dụng cả đời chỉ có thể hành xử một lần thiên đạo quyền hành, lấy thiên đạo chi lực vì Tống Thư Hàng bổ sung. Bổ sung thứ 9 long văn, chính là một đầu đại biểu cho chân ngã kim đan long văn. Chân ngã như gương, vô luận là ai khi nhìn đến đầu này long văn lúc, liền sẽ nhìn thấy chính mình chân ngã. Tống Thư Hàng trảm tam thi tự ngã thi thời cơ bắt đầu, chính là ở đây. Ánh mắt của hắn, vượt qua dài rằng giặc tinh lộ, vùi đầu vào tinh lộ đồ điểm cuối cùng cửa bên trong. Cửa bên trong chân ngã, hóa thành một cái Tống Thư Hàng thân hình. Tinh lộ đồ bên trong tất cả Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên thân ảnh, cũng đều bị chiếu vào đến chân ngã trong gương. Hóa thành nhân sinh kinh lịch dung nhập vào chân ngã Tống Thư Hàng thể nội, để chân ngã Tống hình tượng càng thêm sung mãn. Bạch tiền bối mượn thiên đạo quyền hạn mân mê ra chân ngã long văn hiệu quả, chẳng khác gì là thiên đạo bạch xuất thủ, vì Tống Thư Hàng điểm ra bản thân tới. Tuấn Mỹ thiên đạo vượt thời không viễn trình bật hách. Hiện tại, Tống Thư Hàng cần phải làm là khô khan phục chế. Hắn ý thức tiếp cận sung mãn chân ngã, đối chân ngã tin tức tiến hành phục chế gián. Chờ phục chế sau khi thành công, Tống Thư Hàng liền có thể trực tiếp lấy phỏng chế chân ngã vì mô bản, chém ra một tôn tự ngã thi đến. Tống Thư Hàng một bên tiến hành khô khan phục chế,
một bên yên lặng nhìn chằm chằm Phỉ Kình Kim Đan lên Long Văn. Theo thực lực cùng nhãn giới sau khi tăng lên, hắn đã dần dần hiểu rõ đến thiên đạo quyền hạn nặng nề. Bạch Tiền Bối lấy thiên đạo quyền hạn vì hắn chỗ khắc họa bảy đạo Long Văn, là hắn kiên cố nhất căn cơ. Bây giờ trở về muốn tới đây, hắn có thể tại đê giai cảnh giới tiếp xúc bất hủ pháp tắc lại bình yên vô sự, thậm chí hóa ra ngụy bất hủ chi thân, trừ trùng trùng hách trợ giúp bên ngoài, hậu trường hẳn là cũng còn có Bạch Tiền Bối cái này bảy đầu Long Văn yên lặng ủng hộ. Dù sao, liền bất diệt chi chủ mạnh mẽ như vậy tồn tại, tiếp xúc đến bất hủ khái niệm về sau, đều lâm vào dài rằng giặc ngủ say, bất hủ tin tức quả thật phàm nhân không thể tiếp nhận chi trọng. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, ông Tống Thư Hàng trong ý thức truyền đến một trận kịch liệt chấn minh thanh. Đây là chân ngã tin tức bị phục chế cũng thành công dán đến hắn ổ đê nhắc nhở. Thời cơ đã đến, Tống Thư Hàng mở to mắt, khẽ quát một tiếng, chém. Từ hắn hai mắt bên trong, có vô hình tinh thần lực hiện lên đại lượng tinh thần lực cưỡng ép thông qua hai mắt thông đạo lúc, còn bổ sung ra hai hàng chân quý bá tống chi nhãn. Cường đại tinh thần lực hội tụ ở một đoàn, quả thực là từ vô hình chuyển hóa thành hữu hình hư ảo bóng người. Tam thi, tự ngã thi, thành công chém xuống. Hắn lấy quên đi thần công làm hạch tâm, đồng thời sẽ lấy linh quỷ tiên tử làm ký thác. Chỉ là hiện tại, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu ở vào thiên đạo phòng tối bên trong, mà linh quỷ tiên tử thì ở tại hiện thế bản tôn thể nội. Muốn để tự ngã thì lấy linh quỷ làm ký thác, Tống Thư Hàng cần bước ra thiên đạo ngục không gian, trở về hiện thế. Cho nên, bị chém ra tự ngã thi, vẫn chỉ là một đoàn hư ảo tinh thần bóng người, hiện lên ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Theo quên đi thần công cùng với tự ngã thi bị chém ra, vừa lên tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng cậu đản cha trong đầu rất nhanh khôi phục bá tống, tống cậu đản loại hình chính xác xưng hô. Không hổ là trảm tam thi bên trong khó khăn nhất tự ngã thi, tống cẩu đản chém xuống bắt đầu quả nhiên so trước đó ác thi cùng thiện thi phải khó khăn hơn nhiều, trọn vẹn dùng nửa giờ. Cẩu đản cha nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiền bối, lời nói bên trong có chuyện. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lúc đầu coi là bá tống trảm tự ngã thi cần chút thời gian, cứ như vậy cẩu đản cha nàng liền phải tại cái này thiên đạo ngục thế giới bên trong ở lâu một đoạn thời gian, cùng hắn cộng hưởng thống khổ. Tiền bối. Chúng ta bây giờ trở về hiện thế. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu đưa tay ném đi, tế ra mai rùa tiên thuyền. Tới cẩu đản cha một sợi ý thức trốn vào mai rùa tiên thuyền, đối tam nhãn thiếu niên khua tay nói, như vậy, bái bai, tam nhãn tử. Ngươi liền hảo hảo lưu tại thiên đạo ngục không gian, an hưởng tuổi già, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm mặc một lát, bình tĩnh hồi phục, gặp lại, cẩu đản cha nàng. Trẻ tuổi cẩu đản cha nàng. Chúng ta gặp lại. Tam nhãn tiền bối đồng dạng lời nói bên trong có chuyện. Tam nhãn tiền bối, nếu không ngươi thử dùng phụ thân phương thức, cùng ta cùng một chỗ trở về. Tống Thư Hàng đề nghị. Nói không chừng tam nhãn thiếu niên tiền bối nhập thân vào hắn nguyên thần bên trên, thành vật trang sức về sau, thiên đạo cẩu đản cha lưu tại thiên đạo ngục không gian cấm chế liền sẽ không có hiệu lực, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền có thể thuận lợi rời đi. Vô dụng. Ta có thể cảm giác được chính mình sớm đã bị thiên đạo ngục thế giới khóa chặt, không cách nào rời đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Đi đi đi, không cần để ý tới tam nhãn tử. Cậu đàn cha chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới tam nhãn tử cái này sợ ý thức muốn bị lưu tại thiên đạo ngục không gian sống quãng đời còn lại, cậu đàn cha liền tâm tình vui vẻ. Hận không thể phía sau mình có thể biến ra giống như tam nhãn tử khí tượng dự báo, đến cùng thế nhân chia sẻ hắn vui vẻ. Cái kia tam nhãn tiền bối, quay đầu ta tìm bạch tiền bối muốn chui duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi ra ngoài. Tống Thư Hàng an ủi. Bên cạnh cậu đản cha vỗ vỗ hắn, đừng suy nghĩ nhiều, chờ chúng ta từ cái này thiên đạo ngục không gian bên trong ra ngoài, liền sẽ quên tam nhãn tử lưu tại nơi này cái này sợ ý thức. Yên tâm đi, chỉ cần quên đi hắn, chúng ta liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Tống Thư Hàng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khí nghiêng đầu đi, xoay mặt không nhìn cậu đản cha. Hảo hảo nghiên cứu ta lưu lại công thức thôi diễn số liệu đi, có lẽ ngươi có thể từ đó tìm tới điểm rời đi thiên đạo ngục không gian linh cảm. Cậu đản cha lộ ra tiêu chuẩn cửu u chúa tể tà mị tiếu dung. Hắn cái này cười tà. Có thể để tam nhãn tử trong lòng đối công thức thôi diễn số liệu sinh ra hoài nghi, trở ngại đối phương nghiên cứu.
mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao chỉ là một câu đào hố, có thể hố đến tam nhãn tử tốt nhất, không thể hố đến cũng không quan trọng. Oanh! Mai rùa tiên thuyền châm lửa khởi động. Thoáng ra tốc về sau, mai rùa tiên thuyền bắt đầu đột phá thiên đạo ngục không gian hạn chế, mai rùa phía trước ở trong không gian phá tan từng đợt gợn sóng gợn sóng. Vĩnh biệt, tam nhãn tử cầu đản cha đứng tại tiên thuyền cửa sổ, dùng sức phất tay, ta sẽ quên ngươi. Sau lưng, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên như khống chế không ngừng cảm xúc, dùng cảm động tim phổi thanh âm kêu, chờ một chút, cầu đản cha nàng. Ta nhớ ngươi lắm, ngươi lưu lại theo giúp ta có được hay không? Ảnh đế hình thức mở ra. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì thần triển khai? Nếu không phải biết cầu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ở giữa quan hệ ác liệt, hắn giờ khắc này nói không chừng muốn não bổ ra mấy vạn chữ kịch bản yêu hận tình cừu kịch bản. Không tốt, ta sẽ đem ngươi lãng quên, ngươi cũng không cần nhớ ta. Bên người cầu đản cha một mặt tuyệt tình trả lời. Hoa. Đang khi nói chuyện, mai rùa tiên thuyền triệt để xông mở thiên đạo ngục không gian hạn chế. Nửa cái mai rùa đều xâm nhập đến thiên đạo ngục không gian bên trong. Nhìn qua cách đó không xa cái kia một mặt không cam lòng tam nhãn thiếu niên, cầu đản cha mặt rồng lên lộ ra sinh động thiếu dung. Mấy tức về sau, mai rùa tiên thuyền triệt để xâm nhập đến không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại mấy tức sau, cầu đản cha mặt rồng lên thiếu dung, cứng đờ. Cầu đản cha bên cạnh, Tống Thư Hàng nguyên thần một mặt mộng bức. Hắn xoay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng hư không, tiên thuyền đâu? Cầu đản cha, mai rùa tiên thuyền, trốn vào đến hư không, biến mất không thấy. Nhưng là cầu đản cha cùng Tống Thư Hàng nguyên thần, lại lưu tại nguyên địa. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta tại ai, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta cũng bị thiên đạo ngục không gian liệt vào hắc hộ, đem ta khóa chặt rồi? Tống Thư Hàng nghi hoặc, chúng ta lại gặp lại nữa nha, trẻ tuổi cầu đản cha nàng. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt lộ ra cửu u chúa tể thức mỉm cười, ngươi có phải hay không quên đi, mai rùa tiên thuyền là tác phẩm của ta. Nếu là ta chế tác đồ vật, vậy ta khẳng định có được đối ứng viễn trình thao tác thủ đoạn. Cho nên, ta nhớ ngươi lắm, thế là liền đem ngươi lưu lại theo giúp ta, cảm động không? Cầu đản cha. Không cảm động a, ta không có chút nào cảm động. Mà lại... Hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng đã đem tam nhãn tử lưu tại mai rùa tiên thuyền lên lạc ấn cho xóa đi, vì cái gì gia hỏa này còn có thể không chế từ xa tiên thuyền. Chẳng lẽ tiên thuyền nội bộ, còn có bí ẩn hệ thống điều khiển lạc ấn? Tống Thư Hàng. Chờ chút, tam nhãn tiền bối. Ngươi muốn đem cầu đản cha lưu lại cùng ngươi, tại sao phải đem ta cũng lưu lại? Về phần bá Tống Tiểu Hữu, ngươi không cần hoảng. Ta đã đưa ngươi tự ngã thì dùng mai rùa tiên thuyền đưa vào đến hiện thế. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lên tiếng nói, mà ngươi, lưu tại cái này thiên đạo ngục không gian bên trong, xung làm tọa độ đi. Tống Thư Hàng, xung làm tọa độ, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngươi là muốn cho bản thể của ta đem duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản cho đưa vào. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, nguyên thần của ngươi lưu lại xung làm tọa độ. Là vì giữ lại thiên đạo ngục không gian che đậy căn nguyên hiệu quả. Dạng này có thể cam đoan người đệ tam thi tự ngã thi cùng hiện thế linh quỷ có thể thuận lợi chỉnh hợp, không có gì bất ngờ xảy ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói. Tam thi toàn bộ chém ra, cũng ký thác sau khi thành công, Tống Thư Hàng cảnh giới liền có thể bị cưỡng ép tăng lên một đợt. Đến lúc đó, Tống Thư Hàng liền có thể trước có được cửu phẩm cảnh giới, lại đi độ cửu phẩm thiên kiếp. Một khi vượt qua thiên kiếp, thụ thiên kiếp cường hóa, hắn liền có thể một hơi tăng lên tới yếu. Trường sinh giả cấp độ. Người xác định chính mình là tại vì Tống Cẩu Đản suy nghĩ, mới đưa hắn nguyên thần lưu lại. Mà không phải thất thủ, tại cưỡng ép đem ta lưu lại đồng thời, không cẩn thận lan đến gần Tống Cẩu Đản, phát sinh ngoài ý muốn. Bên cạnh, Cẩu Đản cha đỗi nói. Người nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngây thơ, tam nhãn thiếu niên tiền bối tự tin ngẩng đầu, vọng thiên. Nơi xa. Công đức xà mỹ nhân cộng thiện thi bá thiện thương tổ hợp, vẫn tại vui sướng bên trong, căn bản không dừng được. Hiện thế bên trong, Tống Thư Hàng bản thể vị trí. Một chiếc mai rùa tiên thuyền đột nhiên trống rỗng thoáng hiện, vọt tới Tống Thư Hàng minh tưởng bên trong bản thể. Lúc này, Tống Thư Hàng trên bờ vai lẳng lặng bên trong phượng trảo tiên tử kịp thời xuất thủ, duỗi trảo đặt tại mai rùa tiên trên thuyền,
đem tiên thuyền cản lại. Tiên thuyền chi môn mở ra. Một đoàn mơ hồ tinh thần lực thân ảnh từ mai rùa tiên trong thuyền bước ra. Đây là vật gì? Phượng Trảo tiên tử nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau xoay tròn một vòng, kiểm chắc nói, trên người nó có Tống Thư Hàng khí tức. Mơ hồ tinh thần lực thân ảnh bay tới Tống Thư Hàng bản tôn trước người, vươn tay ra, ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Gõ gõ. Kít. Một cái tâm cửa mở ra, linh quỷ tiên tử thân ảnh từ Tống Thư Hàng trong lồng ngực chui ra. Tự ngã thi tinh thần lực thân ảnh, đối linh quỷ tiên tử xòe bàn tay ra. Linh quỷ tiên tử đồng dạng xòe bàn tay ra, cùng tự ngã thi huyễn ảnh đối trường. Đây là tự ngã thi lấy linh quỷ làm ký thác nghi thức. Chỉ cần hắn cùng Tống Thư Hàng linh quỷ tiếp xúc, cái này chạm tam thi. Tự ngã thi một bước cuối cùng, liền có thể thành công hoàn thành. 1 giây, 2 giây, 15 giây. Linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi duy trì đối trường liều nội công tư thế. Nhưng chạm tam thi một bước cuối cùng. Từ đầu đến cuối không có muốn bắt đầu dấu hiệu. Tự ngã thi huyễn ảnh, không cách nào cùng linh quỷ tiên tử đồng bộ. Tự ngã thi cùng linh quỷ tiên tử lực lượng không thể cùng bước, tựa như là thiếu khuyết vật gì đó. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bốn mắt mê mang thậm chí, song phương đều có loại tại dần dần quên đối phương cảm giác. Làm cái gì vậy, liều nội công sao, bạch cốt tiên cơ nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng tự ngã thi cùng linh quỷ tiên tử. Tại nàng bên cạnh, kim quái đảo chủ nhẹ nhàng sờ lấy ngực mình con thỏ, như có điều suy nghĩ. Đây là, trảm tam thi, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên trong lòng hơi động, lên tiếng nói. Nàng cũng chỉ là tại viễn cổ thiên đình văn hiến bên trong, thấy qua đôi câu vài lời liên quan tới trảm tam thi miêu tả. Mà trước mắt cái này có bá tống khí tức huyễn ảnh, tản ra một loại chân ngã hương vị, hoàn toàn phù hợp ghi chép bên trong trảm tam thi tự ngã thi miêu tả. Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi, là một loại nào đó phân thân sao? Thi ngơ ngác tạo hóa tiên tử nghiêm túc trả lời. Sở các chủ ngốc mau dựng lên, đánh giá tự ngã thi, nói, trảm tam thi không phải phân thân, nhưng cùng phân thân có chút cùng loại. Đây là thái cổ thời kỳ một loại kiếp tiên cấp bí pháp, là kiếp tiên dùng để đột phá cửu phẩm cảnh giới một loại thủ đoạn. Nhưng không cách nào làm cho kiếp tiên đột phá đến trường sinh giả cảnh giới, bởi vì thiếu khuyết tự thân đạo cho nên. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới yếu trường sinh giả trình độ. Nhưng Thư Hàng không phải mới bát phẩm kiếp giới sao? Vì cái gì hắn liền cửu phẩm kiếp tiên bí pháp đều mân mê ra rồi? Bạch cốt tiên cơ nghi ngờ nói, chẳng lẽ kỳ thật ta vừa rồi đã không cẩn thận ngủ thiếp đi, ngủ một giấc một tháng. Một tháng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi ngờ nói, nàng vẫn là cái mới vật trang sức, không rõ bạch cốt tiên cơ lời nói bên trong nội tại hàm ý. Hắn tại 5-6 phẩm cảnh giới lúc, ngay tại đối cửu u chúa tể đâu, tu luyện kiếp tiên bí pháp căn bản không có gì lớn. Sở các chủ ngốc mau nhàm chán xoay vòng. Đừng nói tu luyện kiếp tiên bí pháp, dù là Tống Thư Hàng đột nhiên nhảy ra, nói mình thành thiên đạo, trợ giúp nàng quay lại thời gian đem bích thủy các bên trong thành viên đều một lần nữa luân hồi ra, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Thân là Tống Thư Hàng trên người uy tín lâu năm vật trang sức, nàng đã học xong đi thích ứng. Người sống liền phải không ngừng thích ứng. Không thích ứng thị trường, liền sẽ bị thị trường đào thải. 5-6 phẩm lúc liền đối cửu u chúa tể. Kim quái đảo chủ nghe được như thế kình bạo bát quái, lột thỏ động tác cũng không cẩn thận hơi lớn, tại con thỏ trên thân vồ xuống một nắm thỏ lông. Con thỏ thụ đau nhức, bất an tại kim quái đảo chủ trong tay rằng co. Cái kia tống tiền bối đây là muốn đột phá cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Da đen vũ nhu tử nhìn qua linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi, lại hỏi, vậy bây giờ bọn hắn là đang làm gì? Theo ta được biết, trảm tam thi quá trình bên trong, tam thi chém xuống sau cần phải có vật dẫn. Từ trước mắt xem ra, bá tống là muốn dùng tam thi cùng linh quỷ tiên tử đồng bộ. Nhưng cái này khâu nhìn qua xảy ra vấn đề. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt suy đoán nói. Là linh quỷ tiên tử còn thiếu mất ít đồ. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng trả lời. Chẳng biết tại sao, nàng đang nhìn tôn này linh quỷ tiên tử lúc, trực giác cảm thấy trên người đối phương hẳn là thiếu khuyết một bộ phận đồ vật, cũng không hoàn chỉnh. Coi đây là manh mối tiến hành suy luận, nàng đột nhiên phát hiện Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử, tựa hồ cùng nàng ở giữa có vô cùng trọng yếu liên hệ. Loại quan hệ này, hẳn là phi thường thân mật. Nhưng là, nàng hoàn toàn không có liên quan tới linh quỷ tiên tử ký ức.
Đối diện linh quỷ thiên tử nghe được Sở Các Chủ suy luận về sau, hơi sững sờ. Nàng thè lưỡi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thế là, nàng một tay duy trì cùng Tống Thư Hàng tự ngã thi đối trưởng động tác, tay kia nhẹ nhàng lên đỉnh đầu vẽ cái vòng tròn. Một cái không gian động lấy cái này vòng tròn nhỏ vì phạm vi mở ra, sau đó một con trắng noãn đầu ngón tay từ cái này không gian trong động nhô ra, nhẹ nhàng bắt lấy linh quỷ tiên tử chỉ hướng bầu trời bàn tay. Ngay tại cái này đầu ngón tay xuất hiện ở sát na, Sở Các Chủ ngốc mao có chút lắc một cái. Trong óc nàng mơ hồ hiển hiện liên quan tới một vị Bích Thủy Các tiên tử tin tức. Kia là đệ tử của nàng, là trừ nàng bên ngoài Bích Thủy Các sau cùng người sống sót. Nhưng cái này đầu ngón tay chỉ ở hiện thế lưu lại nháy mắt, nàng dắt linh quỷ tiên tử cánh tay về sau, ngược lại đem linh quỷ tiên tử cánh tay đưa vào đến cái kia vòng tròn không gian bên trong. Sở Các Chủ trong đầu vừa nhớ lại tin tức, lại im bặt mà dừng. Đây là thiên đạo ngục hiệu quả, Sở Các Chủ lập tức minh ngộ tới. Tống Thư Hàng thường xuyên tại thiên đạo phòng tối bên trong ra ra vào vào, cho nên Sở Các Chủ ngốc mao đối với thiên đạo phòng tối che đậy căn nguyên hiệu quả cũng hiểu rõ vô cùng. Tại Sở Các Chủ ngốc mao khiếp sợ đồng thời, Tống Thư Hàng bản thể bên trên, có một tầng nhàn nhạt công đức chi quang hiển hiện, hóa thành một con công đức con mắt. Đây là công đức xà mỹ nhân lưu tại Tống Thư Hàng bản thể lên một loại thủ hộ biện pháp, phòng ngừa tại nàng được triệu hoán đến thiên đạo ngục không gian về sau, có tà ma ảnh hưởng Tống Thư Hàng nhục thân. Mà tại vừa rồi con kia đầu ngón tay xuất hiện sát na, nàng đồng dạng tất cả cảm ứng nàng cảm ứng được Trình Cầu Đản khí tức. Trình Cầu Đản đang chơi cái gì? Hư không bên trong. Tại con kia đầu ngón tay cùng Linh Quỷ Tiên Tử dắt tay sau khi thành công, Linh Quỷ Tiên Tử tồn tại liền biến hoàn chỉnh bắt đầu. Hoàn chỉnh trạng thái về sau, nàng trên lý luận liền đã thỏa mãn điều kiện. Linh Quỷ Tiên Tử một cái tay khác phát lực, lần nữa cùng tự ngã thi đối trưởng. Hai người bàn tay tương đối về sau, lần này rốt cục có phản ứng. Lấy Linh Quỷ Tiên Tử cùng tự ngã thi làm trung tâm, có một đợt cường đại khí lãng bốc lên. Song phương thể nội quên đi thần công đồng bộ vận chuyển lại. Sau đó, Tống Thư Hàng tự ngã thi nguyên bản ở vào tầng thứ 8 quên đi thần công, tại thời khắc này đột phá cảnh giới, một hơi tiến vào cuối cùng tầng thứ 9 khủng bố cảnh giới. Ngư Ngạc Cư Sĩ nhất hệ thần công, đạt tới 7 tầng lúc liền cơ hồ có thể làm tất cả mọi người quên bọn hắn tồn tại, chỉ có thể tại ngẫu nhiên thời điểm linh quang lóe lên, mơ hồ nhớ lại chính mình có như thế một vị hảo hữu. Mà đạt tới trong truyền thuyết bát phẩm cảnh giới lúc, liền thành triệt để người trong suốt. Thậm chí tự liền nhân tiền hiển thánh hiệu quả, cũng sẽ bị hòa tan, tự liền người tu luyện chính mình, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà đến tầng cảnh giới thứ 9 lúc, cái kia cùng thiên đạo ngục không gian chặt đứt căn nguyên hiệu quả, đều chỉ chênh lệch một tuyến. Tự ngã thì hiện tại liền đứng ở nơi đó, lại phảng phất từ thiên địa ở giữa biến mất đồng dạng. Đối diện linh quỷ thiên tử, cũng là như thế. Song phương đồng bộ suất đạt tới mắt trị số. Nhưng ngay cả như vậy, linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi ở giữa, vẫn như cũ không thể hoàn thành trảm tam thi cuối cùng quá trình. Linh quỷ tiên tử không khỏi nhíu mày. Nàng quay người nhìn về phía Tống Thư Hàng thân thể, ánh mắt xuyên thấu qua nhục thân, nhìn hướng Tống Thư Hàng sâu trong linh hồn hai cái khế ước. Một cái là thuộc về nàng linh quỷ khế ước. Một cái khác, là vỡ vụn thứ nhất linh quỷ khế ước. Chẳng lẽ, muốn đem Tống Thư Hàng thứ nhất linh quỷ cũng tìm trở về, mới có thể hoàn thành trảm tam thi khâu? Tại sao có thể như vậy? Dạng này liền rất phiền toái a, linh quỷ tiên tử nói. Tống Thư Hàng thứ nhất linh quỷ đã sớm biến mất, sống chết không rõ. Nàng từ chỗ nào đi tìm cái này thứ nhất linh quỷ? Nếu không, đem cái này thứ nhất linh quỷ khế ước tạm thời che đậy một chút thử một chút. Linh quỷ tiên tử đưa tay. Xuyên qua Tống Thư Hàng lồng ngực, nhẹ nhàng đi đụng chạm cái kia vỡ vụn linh quỷ khế ước. Linh quỷ tiên tử phỏng đoán Tống Thư Hàng tự ngã thì muốn cùng linh quỷ đồng bộ, hoàn thành trảm tam thi cuối cùng quá trình, liền cần cùng Tống Thư Hàng hoàn chỉnh linh quỷ tiến hành đồng bộ. Nàng hiện tại đã giữ vững hoàn chỉnh trạng thái, nhưng Tống Thư Hàng thể nội còn có thứ nhất linh quỷ vỡ vụn khế ước, cho nên dẫn đến tự ngã thi không cách nào hoàn thành 100% đồng bộ. Cho nên, nàng muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đem thứ nhất linh quỷ khế ước cho che đậy lại, trước đem Tống Thư Hàng trảm tam thi bí thuật hoàn thành. Sau đó, chờ có rảnh lại đem thứ nhất linh quỷ khế ước cho giải khai. Linh quỷ tiên tử bàn tay, xuyên qua Tống Thư Hàng nhục thân, đầu tiên là đến Tống Thư Hàng cùng nàng hoàn chỉnh linh quỷ khế ước bên trên.
tiếp lấy khế ước của mình vì trung chuyển, nàng đầu ngón tay chuyển di, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đến thứ nhất linh quỷ khế ước. Xong rồi, cái kia bước tiếp theo, thử một chút có thể hay không đưa nó che đậy. Linh quỷ tiên tử nói khẽ. Che đậy linh quỷ khế ước loại chuyện này, từ xưa đến nay chưa từng người thử qua. Tu sĩ chính mình sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng đi che đậy chính mình linh quỷ khế ước, mà kẻ ngoại lai lại không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến linh quỷ khế ước căn nguyên liền thiên đế tại chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ về sau, cũng vô pháp xóa đi vũ nhu tử cùng linh quỷ ở giữa khế ước quan hệ, đồng thời sẽ còn thỉnh thoảng nhận vũ nhu tử bản thể hoặc da đen tử độc hại. Linh quỷ tiên tử thân là giữa thiên địa đời thứ nhất linh quỷ quỷ thần Trình Lâm người phát ngôn, có được đại lượng cùng linh quỷ tương quan tri thức số liệu, mới dám tiến hành loại này nếm thử. Nàng ngón tay thon dài rơi vào thứ nhất linh quỷ khế ước bên trên, trong đầu đã thôi diễn ra một bộ che đậy linh quỷ khế ước thủ pháp, cũng tiến hành nếm thử. Từng mai phù văn tại nàng giữa ngón tay vạch ra, hợp thành từng đạo trận văn, quấn quanh ở vỡ vụn thứ nhất linh quỷ khế ước phía trên. Phù văn trận văn hóa thành một chiếc kén lớn, đem thứ nhất linh quỷ khế ước một mực bao khỏa. Ngay tại linh quỷ tiên tử quả quyết hành động thời điểm. Thông qua tu chân nói chuyện phiếm bồi tiếp cẩu đản cha nói chuyện phiếm Trình cẩu đản đột nhiên sững sờ, nàng ngẩng đầu vọng thiên. Nàng cảm ứng được linh quỷ tiên tử động tác. Một lát sau, Trình Lâm tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, cái này phi thường có ý tứ. Thứ gì có ý tứ? Cẩu đản cha bản thể lên tiếng hỏi. Nhà ngươi tôn nữ muốn tạo phản, gặp lại, cẩu đản cha. Trình Lâm tiên tử trả lời. Cẩu đản cha. Làm gì đâu, nói chuyện hảo hảo, không muốn đi à, theo giúp ta cho tới Hừng Đông nha. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau, vừa lên nguyên bản mơ hồ trạng bạch cốt tiên cơ, đột nhiên lòng có cảm giác. Sở các chủ ngốc mau như là dây anten, dựng đứng lên, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó sóng điện. Bạch cốt tiên cơ bất an chuyển động thân thể, bốn phía quan sát, phảng phất muốn tìm tới cái nào đó thân ảnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Nghi cầm chủ cảm giác ra sở các chủ ngốc mau cùng bạch cốt tiên cơ trạng thái không đúng. Không, không có gì. Sở các chủ ngốc mau trái lương tâm nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch cốt tiên cơ đồng dạng trái lương tâm. Hai người đều vô ý thức không muốn đem một chuyện nào đó cho nói ra. Mà liền tại sở các chủ, bạch cốt tiên cơ vừa dứt lời thời điểm, kim quái đảo chủ đột nhiên tiếp đến một cái tin tức mới. Là Kim Long Thủy Tổ phát cho hắn tin tức, để hắn hỗ trợ mở tọa độ nói. Đây là chuyện một cái nhấc tay, kim quái đảo chủ thuận tay vỗ tay phát ra tiếng, liền cho Kim Long Thủy Tổ mở không gian tọa độ thông đạo. Không gian chi môn mở ra. Bạch Long tỷ tỷ thân ảnh vượt qua không gian, trực tiếp từ chính mình long mộ bên trong chui ra, đi tới hiện trường. Sao ngươi lại tới đây? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Sao ngươi lại tới đây? Bạch cốt tiên cơ chăm miệng một lời. Bạch Long tỷ tỷ. Sở các chủ ngốc mau vậy thì thôi, bạch cốt tiên cơ ngươi đây là phản ứng gì? Bạch Long, bạch cốt, ngốc mau ba nhìn lẫn nhau, yên tĩnh không nói. Kim quái đảo chủ mẫn duệ cảm giác được bầu không khí không đúng. Hắn lặng lẽ na di, giống con cua đồng dạng bình di, vô thanh vô tức rời xa Tống Thư Hàng nhục thân. Tạo hóa tiên tử nhãn tình sáng lên, nàng cũng học kim quái đảo chủ đồng dạng, lặng lẽ bình di. Da đen vũ nhu tử mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng cảm giác được có chút không đúng. Thế là, nàng cũng đi theo tạo hóa tiên tử bên cạnh thân, chuyển con cua bước. Rời xa Bạch Long tỷ tỷ, bạch cốt tiên cơ cùng sở các chủ ngốc mau. Nhưng chuyển lấy chuyển, nàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nàng cảm giác chính mình phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, đột nhiên có loại muốn tham dự vào bạch cốt, bạch long, ngốc mau ở giữa náo nhiệt bên trong đi. Bởi vì cảm giác sẽ rất thú vị cộc. Loại ảnh hưởng này, có điểm giống là bản thể vũ nhu tử đối nàng ảnh hưởng. Nhưng nàng có thể xác định, đây không phải bản thể vũ nhu tử ý chí. Chẳng lẽ, là bị Tống tiền bối vừa chém chết thiên đế đát đát tử? Nàng sống lại. Hoặc là trong quá trình phục sinh. Nhưng phục sinh bên trong thiên đế tử tại sao phải ảnh hưởng nàng? Lúc này, ta khả năng cần Tống tiền bối dưỡng đao thuật giúp ta chấn định tâm thần, ngăn cách thiên đế tử ảnh hưởng. Da đen vũ nhu tử thầm nghĩ trong lòng. Chờ Tống tiền bối khôi phục lại về sau, nàng liền cùng Tống tiền bối nói lại việc này. Nghĩ tới đây.
Nàng tại Bình Di rút lui một khoảng cách về sau, lặng lẽ bắt đầu quay chụp Bạch Long, Bạch Cốt, Ngốc Mao ở giữa tràng cảnh. Tống Thư Hàng thể nội. Linh Quỷ Tiên Tử đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, ngưng tụ ra cuối cùng một viên phù văn. Cái phù văn này, hóa thành một con khóa lớn, đem bao vây lấy thứ nhất linh quỷ khế ước tất cả trận văn một mực khóa lại, cũng che đậy thứ nhất linh quỷ khế ước. Nếu như thành công, chỉ cần nàng không mở khóa, liền có thể che đậy khế ước. Bởi như vậy, Tống Thư Hàng chảm tam thi cuối cùng một vòng, liền có thể hoàn thành. Khóa, linh quỷ tiên tử khẽ quát một tiếng, dùng sức một điểm. Phù văn khóa lớn, đem trận văn một mực khóa kín, liền khe cửa cũng không lưu lại một đầu. Tại nàng trận văn hoàn thành nháy mắt, nàng cùng Tống Thư Hàng tự ngã thi ở giữa đồng bộ, lại lần nữa tăng cường. Xem ra, nàng đoán đúng. Tự ngã thi cùng nàng ở giữa đồng bộ suốt không ngừng tăng lên. Một lát sau, tự ngã thi hư ảnh, bắt đầu tiêu tán, hóa thành sương mù, bao phủ linh quỷ tiên tử. Trảm tam thi một bước cuối cùng, rốt cục khởi động. Bên cạnh, Bạch Cốt, Bạch Long, Ngốc Mao ánh mắt, toàn bộ rơi vào tự ngã thi cùng linh quỷ tiên tử dưới chân. Ở nơi đó, có một đóa trắng noãn hoa sen nở rộ. Hoa sen cánh hoa dần dần khép lại, đem linh quỷ tiên tử bao khỏa. Đồng thời, tại linh quỷ tiên tử đỉnh đầu chỗ, có một vòng trường sinh chi đạo trăng tròn hiển hiện. Có cường đại sinh mệnh lực tại hoa sen bên trong hiện lên. Trình Cẩu Đản, công đức xà mỹ nhân con kia trong mắt phát ra tinh tế tiếng kêu. Cái này trường sinh giả trăng tròn cùng trắng noãn hoa sen, rõ ràng là Trình Lâm trường sinh chi đạo cùng thai nghén tân sinh có liên quan đặc thù trường sinh chi đạo. Là Trình Lâm, Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày. Giao Trì nữ đế, Bạch Cốt tiên cơ đồng dạng cảm giác không đúng. Chỉ có Sở Các chủ Ngốc Mao, theo gió chập chờn nàng phát giác chân tướng. Bây giờ thời điểm, là một cái tin tức thời điểm. Nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, liền nắm giữ lấy thắng lợi mấu chốt. Nàng từng nghe Tống Đầu Gỗ nhắc qua, Tống Đầu Gỗ đã nắm giữ Trình Lâm thai nghén tân sinh trường sinh chi đạo. Điểm ấy, Bạch Long cùng Bạch Cốt cũng không biết. Cho nên vừa rồi các nàng cảm giác không có phạm sai lầm. Là Tống Đầu Gỗ. So với Cốt Đầu cùng U Linh Long tới này hai cái vong linh tộc thành viên, Sở Các chủ Ngốc Mao nắm giữ tình báo càng nhiều, càng toàn diện. Nàng biết Tống Đầu Gỗ tại Viễn Cổ Thiên Đình kết thúc về sau, tự cùng Trình Lâm Thiên Tử có hợp tác. Mà lại, Tống Đầu Gỗ còn không biết thông qua phương pháp gì, nắm giữ Trình Lâm trường sinh chi đạo. Cũng không biết Tống Đầu Gỗ cùng Trình Lâm đến cùng là quan hệ như thế nào. Mặc dù trong truyền thuyết Trình Lâm đối tượng là tiên tử, nhưng người nào có thể bảo chứng cái này ngàn vạn năm đi qua sau, nàng yêu thích có thể hay không cải biến. Dù sao, Tống Đầu Gỗ tên kia như vậy sẽ vậy. Huống hồ Trình Lâm tiên tử đối tượng, Viễn Cổ Thiên Đình chi hoa tiên tử hiện tại họa phong đại biến. Vỏ vẫn là cái kia vỏ, nội tại cũng đã không phải đã từng nội tại, hoàn toàn có thể dùng cảnh còn người mất cái từ này đi hình dung. Có lẽ ta hẳn là nghĩ biện pháp chiếm trước tiên tử phần diễn, để cho nàng không hí có thể diễn, cưỡng ép đưa nàng thay đổi về Viễn Cổ Thiên Đình chi hoa mô bản. Để cho Trình Cẩu Đản tiên tử sẽ không thay lòng đổi dạ. Mặt khác, mặc dù lần trước gặp mặt lúc Tống Đầu Gỗ nói mình đang nói đùa, nhưng gần nhất, Sở Các chủ ở sâu trong nội tâm lại bắt đầu hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không là Tống Đầu Gỗ hài tử hoặc hậu duệ khả năng này. Sở dĩ nàng lại hiển hiện suy đoán như vậy, là bởi vì Tống Thư Hàng bằng bản sự nhượng hắn bản thân mang thai. Hiện tại hắn trong bụng hài tử còn tại khỏe mạnh trưởng thành. Đã Tống Thư Hàng có thể nhảy qua bạn gái cái này khâu, tự lực cánh sinh, bản thân sinh con. Vậy tại sao Tống Đầu Gỗ liền không thể làm đến? Dù sao đồng dạng là họ Tống. Nói không chừng họ Tống đều có cái này ẩn tàng năng lực. Nếu Tống Thư Hàng cùng Tống Đầu Gỗ ở giữa thật có như thế một tầng quan hệ máu mủ tại. Vậy các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, rõ ràng cảm giác hắn cùng Tống Đầu Gỗ dài hoàn toàn khác biệt, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ vô ý thức đem hắn nhận lầm việc này, liền có thể giải thích thông. Sở Các chủ Ngốc Mao xoay chậm chậm, nhìn lấy Tống Thư Hàng bản thể, cùng bên cạnh cái kia đóa thai nghén tân sinh chi đạo hoa sen, trong lòng có khẳng định đáp án. Đây là Tống Đầu Gỗ trong bóng tối xuất thủ, đang trợ giúp Tống Thư Hàng. Suy đoán của nàng, 89 phần 10. Nhưng Sở Các chủ cũng không định đem cái này suy đoán cùng vong linh tổ hai người chia sẻ. Vong linh tổ hai người, liền hảo hảo tiếp tục đóng vai an nghỉ vong linh nhân vật đi.
còn sót lại sự tình, liền để nàng cái này người sống đến làm thay. Nàng trên miệng phụ họa bạch cốt cùng U Linh Long lời nói gốc dạ, cái này đích xác là Trình Lâm trường sinh chi đạo, ta đã từng tận mắt qua nàng trường sinh chi đạo, sinh ra một đứa bé. Đó là Bích Thủy Các hủy diệt về sau, Trình Lâm hiển hiện thi triển qua trường sinh chi đạo. Xem ra, là Trình Lâm tiên tử đang xuất thủ trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Bạch Long tỷ tỷ ngữ khí có chút cảm xúc xa xút. Tạo hóa tiên tử, Trình Cầu đản ngốc ngốc. Da đen Vũ Nhu tử gật đầu trả lời, đúng vậy, tạo hóa tiên tử, Trình Cầu đản tiền bối gần nhất một mực cùng Tống tiền bối duy trì liên hệ. Da đen tử bên cạnh, Bạch Cốt tiên cơ nội tâm như có điều suy nghĩ. Nàng hai tay ôm ngực, dùng bản thân tụ lớn nhân tâm âm thầm che kín ôm ấp tư thế ngón tay. Sau đó nàng âm thầm thi pháp, tại đầu ngón tay của nàng bên trên, ngưng tụ ra một tiết thu nhỏ hóa tống đầu gỗ vụn xương lớn xương ngón tay. Thu nhỏ hóa xương ngón tay tựa như là cái chỉ sáo một dạng, bám vào bạch cốt tiên cơ xanh nhạt ngón tay bên trên. Mượn tụ đại nhân tâm che chắn, bạch cốt tiên cơ ngón tay nhẹ nhàng kích động, án lấy một loại đặc thù tiết tấu giúp ra cùng loại một tay kết ấn động tác. Theo động tác của nàng, bám vào nàng đầu ngón tay tống đầu gỗ vụn xương lớn bắt đầu tản mát ra một loại trinh sát gợn sóng, loại này trinh sát gợn sóng, vẻn vẹn đối tống đầu gỗ hữu hiệu. Một lát sau, bạch cốt tiên cơ con người hơi trầm xuống, lông mi thật dài vỗ. Tống đầu gỗ vụn xương lớn pháp thuật hướng nàng truyền chân thật nhất phản hồi, đây là thuộc về tống đầu gỗ cộng hưởng phản hồi. Qua nhiều năm như vậy, tống đầu gỗ vụn xương lớn bí pháp, tại trong tay nàng đã nhiều lần cải tiến, có được càng nhiều tiên tiến công năng. Ngươi giấu giếm người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Bạch cốt tiên cơ ám đạo. Nhưng nàng cũng không định đem tình báo này, chia sẻ cho Bạch Long cùng Sở Các Chủ hai cái này tống đầu gỗ tỷ tỷ. Tỷ tỷ tổ hai người, chỉ cần thôi diễn tốt chi tâm tỷ tỷ nhân vật liền tốt. Còn sót lại sự tình, vẫn là từ tuổi trẻ nàng đến làm thay đi. Lúc này, nàng ước gì Bạch Long tỷ tỷ có thể trở về, nếu như Sở Các Chủ ngốc mao cũng bởi vì thất vọng mà quay về Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, vậy thì càng tốt hơn. Phải kết thúc, hoa sen chuyển kiếp hiệu quả phải hoàn thành. Lúc này, da đen Vũ Nhu tử mong đợi nói. Nàng có Vũ Nhu tử ký ức, đã từng thấy tận mắt Trình Lâm tiên tử lưu tại trong di tích giảng pháp, nhìn qua Trình Lâm thai nghén tân sinh chi đạo quá trình. Sở dĩ, nhìn thấy hoa sen phía trên cái kia vòng trường sinh giả đại đạo trăng tròn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi lúc, nàng liền biết cái này hoa sen chuyển sinh muốn đi vào phần cuối giai đoạn. Tống tiền bối tự ngã thi cùng linh quỷ muốn kết hợp hoàn thành. Ước chừng hai cái hô hấp sau. Trường sinh chi đạo biến thành hoa sen, từ từ mở ra. Nhưng trên đài sen, lại không có vật gì. Không có thứ gì. Tự ngã thi không có. Linh quỷ tiên tử cũng mất. Sở Các Chủ cùng bạch cốt tiên cơ muốn gặp được tống đầu gỗ cũng không có đăng tràng. Chuyện gì xảy ra, thất bại rồi. Đâm vào cửu tu chi mộ bên cạnh bia đá đạo hữu xa xa hỏi. Không có cái gì, vì sao lại dạng này? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trực tiếp từ Tống Thư Hàng nhục thân trên bờ vai bay lên, hướng về cái kia đài sen. Nhưng mà, ngay tại nàng móng vuốt rơi xuống thời điểm, trên đài sen đột nhiên có đạo thân ảnh chợt lóe lên. Đạo thân ảnh này, ôn nhu duỗi tay, lấy cổ tay của mình làm khung, tiếp được rơi xuống Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Có cái gì? Da đen Vũ Nhu tử kêu lên. Là cái kia, là bá thi, bạch cốt tiên cơ há miệng, muốn gọi ra cái thân ảnh này thân phận. Nhưng nàng mới mở miệng, lại cảm giác giống như là chịu đến một loại nào đó quấy nhiễu, không cách nào nhớ lại cái này trên đài sen thân ảnh danh tự, cũng có thể là đối phương còn không có danh tự. Sở Các Chủ ngốc mao hơi rung nhẹ, đáp, là Trảm Tam Thi đệ Tam Thi. Tự ngã thi, rốt cục thành công ngưng tụ, nhưng là chịu đến quên đi thần công ảnh hưởng. Thư Hàng đệ Tam Thi khả năng phát sinh biến hóa. Cũng không phải là trong suốt, chỉ là tồn tại cảm giác bị triệt để tiêu trừ. Rõ ràng đứng ở trước mặt mọi người, nhưng hắn nếu như không hành động, liền trường sinh giả cũng sẽ bỏ qua đối phương. Tống Thư Hàng đệ Tam Thi tầng 9 quên đi thần công, cộng linh quỷ tiên tử tầng 9 quên đi thần công, cả hai đồng bộ về sau, lập tức liền đem bộ này thần công cảnh giới đẩy vào đến siêu việt cửu phẩm kiếp tiên cấp độ. Liền trường sinh giả đều chịu đến mãnh liệt quấy nhiễu ảnh hưởng. Lại nói, nếu như tống tiền bối đệ tam thi cùng linh quỷ tiên tử kết hợp, cái kia linh quỷ tiên tử đâu, lại biến thành đệ tam thi sao? Lúc này, da đen Vũ Nhu tử suy tư hỏi. Nói chuyện,
nàng tựa hồ còn có thể nhớ kỹ linh quỷ tiên tử, cũng không có thụ quên đi thần công ảnh hưởng. Da đen vũ nhu tử vừa nói xong, trên đài sen có một đạo quang hoa nhẹ nhàng lóe lên, ghim tóc bím linh quỷ tiên tử liền từ trên đài sen dậm chân xuống. Nhưng trên đài sen, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tựa hồ vẫn như cũ đứng ở mỗ chỉ cánh tay cái này bên trên. Trên đài sen ngoại trừ linh quỷ tiên tử bên ngoài, còn có một vật tồn tại. Nhìn lấy từ trên đài sen bước ra linh quỷ tiên tử, ở đây mấy vị tiên tử sững sờ. Linh quỷ tiên tử không có đồng bộ, Trảm Tam thi một bước cuối cùng hay là đã thất bại. Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày nói. Tống Thư Hàng Trảm Tam thi cuối cùng một vòng, làm sao lại cùng chen sắp sử dụng hết kem đánh răng một dạng, đứt quãng, liền không thể gọn gàng mà linh hoạt một chút sao? Ta bên này còn có một cái cánh tay. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phát ra tiếng nói, nàng có thể cảm giác đến mình bây giờ, còn đứng ở một đầu trên cánh tay. Nói cách khác, ngoại trừ linh quỷ tiên tử bên ngoài, cái này trên đài sen còn có một cái nhân. Nhưng là Tống Thư Hàng Trảm Tam thi cuối cùng một vòng, không phải muốn để tự ngã thi cùng linh quỷ tiên tử đồng bộ sao? Hiện tại linh quỷ tiên tử đều từ trên đài sen đi xuống, vậy lưu ở chỗ này, là ai? Cái này Trảm Tam thi đến cùng thành công không? Hẳn là thành công, tỉ mỉ Bạch Long tỉ tỉ nói. Nàng một mực đang quan sát Tống Thư Hàng biến hóa, lúc này Tống Thư Hàng bản thể thực lực lại bắt đầu tăng trưởng. Trảm Tam thi bí pháp, mỗi chém tới một thi đều giống như là đột phá một cái tiểu cảnh giới, khiến cho bản tôn thực lực được đến tăng lên. Từ Tống Thư Hàng bản thể phản hồi đến xem, cái này đệ tam thi tự ngã thi nên là Trảm thi thành công. Về phần linh quỷ tiên tử vì sao lại một mình từ đài sen bên trên xuống tới? Có thể là bởi vì cùng đệ tam thi đồng bộ chỉ là linh quỷ tiên tử một bộ phận. Hoặc là có những vật khác thay thế linh quỷ tiên tử. Lại hoặc là linh quỷ tiên tử có thể tại đệ tam thi cùng linh quỷ tiên tử hai cái trạng thái ở giữa tùy ý hoán đổi. Đang khi nói chuyện, linh quỷ tiên tử ôm sách thật dày vốn, đi tới sở các chủ ngốc mau trước mặt. Nàng trên mặt điềm tĩnh thiếu dung, xinh đẹp con người bởi vì lượng nước sung túc nguyên nhân, phá lệ thủy linh. Sở các chủ ngốc mau. Linh quỷ tiên tử nháy nháy mắt, sau đó nàng duỗi tay tại mi tâm của mình một điểm tựa như là nhấn xuống cái nào đó chốt mở cái nút. Sau một khắc, nàng tồn tại cảm giác biến rõ ràng. Nàng không lại trong suốt hóa, nàng thông tin cá nhân cũng không lại bị che đậy. Diệp Tư, sở các chủ ngốc mau trong lòng hơi động, trong đầu rất nhiều bị che đậy tin tức, tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, gọi ra trước mắt linh quỷ tiên tử tên thật. Các chủ, ta trở về á. Linh quỷ tiên tử dẫn theo váy xoay một vòng, đối sở các chủ thi lễ một cái, có đoạn thời gian không nghe thấy các chủ ngươi gọi ta như vậy á. Bích thủy các hủy diệt về sau, sở các chủ đối Diệp Tư mà nói vừa là các chủ, lại là sư phụ, lại là mụ mụ, là nàng vô cùng trọng yếu người. Sở các chủ ngốc mau dựng thẳng lên, hỏi, ngươi cùng Tống Thư Hàng tự ngã thi dung hợp. Có thể nói là dung hợp, cũng có thể nói là không dung hợp. Chúng ta tại cá thể bên trên không có dung hợp, nhưng ở năng lượng phương diện hoàn thành dung hợp. Mượn Trình Lâm tiên tử trường sinh chi đạo, đệ tam thi có được thuộc về mình cá thể. Hiện tại, cùng ta ở giữa tựa như là long phượng thai quan hệ, cái này so với ta dự tính còn muốn thích đáng một số. Linh quỷ tiên tử tế than trả lời. Trên thực tế, sở các chủ trước mặt nàng cũng chỉ là một cái thể xác. Chân chính Diệp Tư ở vào cái kia đặc thù không gian bên trong. Là Trình Lâm người phát ngôn. Vốn là, nàng chuẩn bị đem cái này thể xác lưu cho đệ tam thi, để đệ tam thi hoàn thành mất biến. Kết quả trên nửa đường, đột nhiên có người nhúng tay Trảm Tam thi nghi thức, thông qua Trình Lâm thai nghén tân sinh chi đạo, vì đệ tam thi tái tạo một cái cùng Diệp Tư năng lượng đồng bộ song bào thai cá thể. Lúc này, Tống Thư Hàng đệ tam thi tự ngã thi, liền đứng ở đó đóa hoa sen bên trên tại Diệp Tư thể xác linh quỷ tiên tử đè xuống mi tâm cái nút thời điểm. Đệ tam thi tồn tại cảm giác liền biến càng thêm hư vô lên. Linh quỷ tiên tử bây giờ cùng hắn ở giữa, công pháp chung, năng lượng cộng đồng, đặc thù thiên phú cũng có thể cộng đồng. Mà mượn loại này cộng đồng, linh quỷ tiên tử có thể trong thời gian ngắn đem tiểu trong suốt trạng thái toàn bộ chuyển rời đến đệ tam thi trên người. Trái lại cũng thế, đệ tam thi cũng có thể thông qua cái nút, đem tiểu trong suốt trạng thái toàn bộ điệp ra đến linh quỷ tiên tử trên người. Người một mực trên người Tống Thư Hàng. Ngươi đang làm cái gì, vì cái gì trước đó ngươi ở vào thiên đạo phòng tối ảnh hưởng dưới? Sở các chủ ngốc mau bắt lấy thời gian, dò hỏi.
Ta tại vì cứu vớt thế giới đặt nền móng. Linh quỷ tiên tử nghiêm túc trả lời, miễn cho thư hàng tương lai hối hận, ta đã khóc đủ nhiều, sở dĩ tương lai, ta cùng hắn đều không cần thúc thiết. Sở các chủ ngốc mao. Hiện tại dần dần thích ứng cá ướp muối trạng thái nàng, đột nhiên có chút không thích ứng cứu vớt thế giới loại này nhiệt huyết mục tiêu. Các chủ, người muốn gặp một lần có cái người sao? Linh quỷ tiên tử đột nhiên dùng mật mã truyền âm nhập mật phương thức hỏi. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng một quyển, là hắn. Quả nhiên là tống đầu gỗ, trong bóng tối hiệp trợ tống thư hàng hoàn thành trảm tam thi cuối cùng một vòng. Hắn hiện tại, liền tại phụ cận. Các chủ ngươi vỗ vỗ đầu của ta, linh quỷ tiên tử truyền âm nói. Sở các chủ ngốc mao có chút kéo dài, một cây tóc dài nhẹ nhàng vỗ vỗ linh quỷ tiên tử, rất cương chiều dáng vẻ. Mà liền tại nàng ngốc mao rơi vào linh quỷ tiên tử trên đầu lúc, nàng ánh mắt liền bị khai quang, thấy được một số ẩn tàng hình ảnh. Nàng nhìn thấy tại trên đài sen, đứng thẳng một cái tống thư hàng, đây chính là tống thư hàng tự ngã thi. Lúc này tự ngã thi chính đưa cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng phượng nghi cầm chủ móng vuốt. Phảng phất là cảm ứng được sở các chủ ngốc mao nhìn chăm chú, vị này tiểu trong suốt tự ngã thi đối sở các chủ gật đầu ôn nhu mỉm cười. Đồng thời, sở các chủ ngốc mao lại đột nhiên phát hiện mình bên người. Hoặc là nói là tống thư hàng bên người, đứng thẳng một đạo hư ảo thân ảnh. Có chút thời gian không gặp, nhìn thấy ngươi rất tinh thần bộ dáng, ta an tâm. Lần này thật vất vả có thể có cơ hội đi ra thông khí, vốn cho rằng chỉ có thể yên lặng xa xa nhìn ngươi một chút, bây giờ còn có thể có cơ hội cùng ngươi đối thoại, thật sự là quá tốt. Cái này hư ảo thân ảnh ôn nhu nói. Cái kia phảng phất có thể vuốt lên người nội tâm nôn nóng nhu hòa thanh âm, mới mở miệng trước hết cường thế có được hảo cảm hiệu quả. Mà lại, cái này hư ảo thân ảnh nói chuyện cũng vô cùng có kỹ xảo. Mở miệng trước biểu đạt bản thân tưởng niệm. Tiếp lấy biểu đạt ra bản thân thật vất vả có thể có cơ hội đi ra thông khí, ám chỉ mình bây giờ tình cảnh, đi ra một chuyến không dễ. Sau đó câu kia chỉ có thể yên lặng xa xa nhìn ngươi một chút lời này, đem bản thân đặt ở một cái bi tình góc độ, gây nên nghe lời người trong lòng xúc động. Cuối cùng có thể cùng cơ hội cùng ngươi đối thoại, thật sự là quá tốt, thì biểu đạt ra chính hắn hiện tại mừng rỡ. Mắc điểm 100 phân lời nói. Cái này chỉ ít cũng là 85 phân phía trên trình độ. Lời này của ngươi bên trong, thiếu một cái nhóm chữ đi. Sở các chủ ngốc mao xoay chậm chậm lấy, truyền âm trả lời. Đối diện, cái kia hư ảo thân ảnh duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sở các chủ ngốc mao, dùng bàn tay đem trọn đầu ngốc mao che đậy. Sau đó hắn một cái tay khác ở sau lưng mở ra, biến ra một bản sách thật dày vốn. Sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam cộng đối ứng công thức. Sau đó ngón tay hắn lật qua lật lại, lật ra thế nào thông qua biểu lộ cùng ngữ khí phân tích sở Quỳnh Quỳnh tâm tình thiên. Một lát sau, hư ảo thân ảnh ngón tay có chút cứng đờ. Sở các chủ hiện tại là đầu ngốc mao, mà lại đối thoại là truyền âm, nghe không ra kỹ càng ngữ khí. Vậy chỉ có thể lên ứng đối công thức. Hỏi, sở Quỳnh Quỳnh nói lời này của ngươi bên trong thiếu đi cái nhóm chữ muốn làm sao trả lời. Giải đáp, 1. Công thức mục tiêu vì sở Quỳnh Quỳnh. Công thức các loại chỉ số hạn định tại cộng 10 đến 10 ở giữa. Thiết, sở Quỳnh Quỳnh cảm xúc trị giá là X, bên ta tiêu chuẩn trả lời vì Y, bên ta kết cục vì Z. Thì Z bằng X Y. Sở Quỳnh Quỳnh ngốc mao hiện tại mềm mại, không có chống cự, nàng bản thể cũng không có trực tiếp hiện thân. Phỏng đoán nàng hiện tại cảm xúc tương đối ổn định, cũng không có trực tiếp tiến vào táo bạo giai đoạn, thì X giá trị lấy chúng ở giữa giá trị. X bằng 5. 5 là nguy hiểm tuyến giá trị, thấp hơn 5 đem khả năng dẫn bạo sở Quỳnh Quỳnh, mang đến không thể dự đoán nguy cơ. Y giá trị nhất định phải 0. Tại cầu sinh dục công thức bên trong, Z giá trị nhất định phải lớn hơn 5. Trước mắt thế cục, tranh thủ mức thấp nhất độ đạt được thông cảm. Z giá trị bằng 6. Z bằng X Y, 6 bằng 5 Y. Y bằng 1. Giải, ta nhất định phải khai thác không đi đường thường trả lời. Lấy một phương thức trả lời, đến ứng đối sở Quỳnh Quỳnh vấn đề. Nếu không, cho dù là lại chính diện trả lời, đều sẽ để sở Quỳnh Quỳnh nguyên bản chỉ còn 5 cảm xúc, giảm bớt 1 phân, tiến vào 4 phân tình thế nguy hiểm. Trong nháy mắt, hư ảo thân ảnh trong đầu đã hoàn thành suy tính. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem kia bản sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam cộng đối ứng công thức thu vào. Đồng thời, một cái khác dùng sở đầu giết ngăn trở sở các chủ ngốc mao đại thủ. Cũng thừa cơ nới lỏng ra.
không đi đường thường, nhất định phải khai thác cực đoan một phương thức trả lời. Hư ảo thân ảnh mặt mỉm cười, trong lòng đã có một đáp án. Tốt nhất một trả lời, chính là trực tiếp thô bạo chuyển di mâu thuẫn. Hư ảo thân ảnh một bên nhẹ nhàng vuốt ve Sở Ngốc Mao, một bên lên tiếng nói, Quỳnh Quỳnh, ngươi có muốn hay không trở thành ta nữ? Sở các chủ lập tức khẩn trương lên, Ngốc Mao rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hư ảo thân ảnh thở mạnh, trả lời, để ta dùng chuyển sinh chi pháp, trực tiếp đưa ngươi sinh dục một lần, không cần lại ở tại bá tống hoạt tuyền trong ao. Sở các chủ Ngốc Mao. 3. Ngốc Mao hóa thành roi, hung hăng quất vào hư ảo thân ảnh trên cổ tay, lưu lại một đạo đỏ rừng rực dấu. Ngươi cái này thở mạnh phương thức nói chuyện, làm sao lại không có đưa ngươi thở chết? Ha ha ha, hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguy cơ giải trừ. Có thời gian, tại đối mặt đại tai nạn lúc, có thể lựa chọn dùng nhỏ tai nạn đến tránh tai. 50 phân ẩu đả so 90 phân ẩu đả muốn tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, nhưng lúc này, Sở các chủ Ngốc Mao nhưng lại lên tiếng nói. Hư ảo thân ảnh tay cứng đờ. Một lát sau, hắn lộ ra ôn nhu nhất nụ cười nói, không có nhóm, ở đâu ra nhóm. Giờ khắc này, trước mắt ta chỉ có ngươi cùng ngươi Ngốc Mao. Ta ghi lại, Sở các chủ Ngốc Mao nói, một hồi ta liền thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, đem đoạn video này gửi đi cho vong linh tổ hai người. Hư ảo thân ảnh, ha ha, ha ha, ha ha. Tiếu Dung dần dần mất đi linh hồn. Chúng ta đã không còn trẻ nữa, dù là trường sinh giả không nhận tuế nguyệt xâm phệ, nhưng từ viễn cổ đến bây giờ, đã qua quá lâu quá lâu. Sở các chủ Ngốc Mao thở dài nói. Hư ảo thân ảnh có chút dừng lại, nụ cười trên mặt thu liễm. Một lát sau, hắn nghiêm túc nói, yên tâm đi. Giữa chúng ta sẽ có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Mà lại, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Sở các chủ Ngốc Mao nghe nói như thế, trong lòng ngược lại giật mình, nàng không nghĩ tới có thể từ đối phương trong miệng nghe được như thế minh xác hồi phục. Viễn cổ đến bây giờ, mặc dù rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Yên tâm đi, nhiều nhất tiếp qua 4 năm, không đúng. Nhiều nhất tiếp qua hơn 3 năm một chút xíu là đủ rồi. Hư ảo thân ảnh đáp. Sở các chủ Ngốc Mao, chỉ cần 3 năm. Đúng vậy, 3 năm như vậy đủ rồi. Hư ảo thân ảnh nói. 3 năm sau, liền hợp pháp. Sở các chủ Ngốc Mao, 3 năm, cũng rất nhanh. Ta phải đi, hư ảo thân ảnh ôn nhu nói, ta thời gian hóng gió nhanh đến. Sở các chủ Ngốc Mao hỏi, người bây giờ, còn không thể tùy ý xuất hiện tại hiện thế sao? Thời cơ còn chưa tới. Hư ảo thân ảnh đáp, hắn không thể thương tổn đến bá tống. Cho nên, dựa vào điệp gia sau cấp 9 quên đi thần công trong thời gian ngắn hiện thân, đã là cực hạn. Bất quá yên tâm, chỉ cần có cơ hội ra thông khí, ta liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hư ảo thân ảnh bảo đảm nói. Chiếu cố tốt chính mình, Sở các chủ Ngốc Mao nói. Ngươi cũng thế, hảo hảo ở tại bá tống hoạt tuyền bên trong khôi phục. Ta không có ở đây thời gian bên trong, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Hư ảo thân ảnh nói. Dứt lời, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm sáng biến mất tại Sở các chủ Ngốc Mao tầm nhìn bên trong. Sở các chủ Ngốc Mao có chút cuốn lên. Mà nàng bản thể bưng lấy hai tay, trong tay có một khối thác ấn pháp thuật phù văn. Cái phù văn này bên trong ghi chép không phải hình ảnh, mà là câu nói sau cùng kia giữa chúng ta sẽ có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Mà lại, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Câu nói này, lặp đi lặp lại tại phát hình. Nhưng sở các chủ vừa rồi ký ức, lại tại mơ hồ hóa từ Ngốc Mao bị khai quang nhìn thấy hư ảo thân ảnh sau ký ức, đều theo cái kia hư ảo thân ảnh tiêu tán, đồng bộ tiêu tán. Chỉ để lại trong tay câu này nhắn lại phù văn. Là cấp 9 quên đi thần công ảnh hưởng, hoặc mới là cái khác trạng thái ảnh hưởng. 3 năm sau là cái gì đặc thù thời gian? Sở các chủ bản thể tại hoạt tuyền bên trong nôn cái bong bóng. Hạch tâm tiểu trợ thủ còn tưởng rằng sở các chủ tại hướng nàng hỏi thăm, nàng tại cơ sở dữ liệu của mình bên trong kiểm trắc một lần về sau, trả lời, 3 năm sau, là bá tống tiếp cận 22 tuổi tròn tuổi tác. Tại hoa hạ pháp luật bên trong, 22 tuổi tròn là nam tính có thể hợp pháp kết hôn tuổi tác. Sở các chủ. Người nói vô ý, người nghe có tâm. Sở các chủ đem bên dưới nửa gương mặt đều tiềm ẩn hoạt tuyền bên trong, phun ra một chuỗi bong bóng. Hơn 3 năm về sau,
Tống Thư Hàng hợp pháp kết hôn tuổi tác. Hơn 3 năm về sau, Tống Đầu Gỗ nói muốn hoàn mỹ giải quyết cùng nàng quan hệ. Ta cảm giác phải làm chút gì? Sở Các Chủ chậm rãi nói. Không thể lại như thế cá ướp muối đi xuống. Có lẽ, nàng được cân nhắc đi chủ động liên hệ Sở. Một bên khác, hư ảo thân ảnh tại Sở Các Chủ tầm nhìn bên trong tiêu tán về sau, tại Tự Ngã Thi đứng trên đài sen không một lần nữa ngưng tụ, cũng ở nơi đó mở một cái cổng không gian. Nhưng hắn không có lập tức đi vào, mà là tại Tống Thư Hàng Tự Ngã Thi phía trên lẳng lặng chờ đợi hắn lưu lại thời gian không nhiều lắm. Một lát sau, đối diện Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên mở ra cổng không gian, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua giống như là rời đi này phương thế giới. Nhưng trên thực tế, linh thể của nàng lại thông qua không gian chi lực lười biếng bơi đến đài sen phạm vi, cùng hư ảo thân ảnh tiếp xúc. Đã lâu không gặp, Bạch Long tỷ tỷ. Hư ảo thân ảnh mỉm cười nói, chúc mừng Bạch Long tỷ tỷ từ viễn cổ thiên đình đại đạo bên trong thoát thân thành công. Vì cái gì không đến thần bí đảo đến xem ta? Bạch Long tỷ tỷ trực tiếp lên tiếng nói. Tại Bạch Long tỷ tỷ thị giác góc độ, nàng không nhìn thấy hư ảo thân ảnh trước đó cùng Sở Các Chủ ngốc mao giao lưu. Từ nàng tầm nhìn đến xem, tại xác định bá tống thuận lợi chém ra đệ tam thi không lâu sau, tại nàng lục soát bên dưới, rốt cục tại đài sen trên không, tìm được cái này cổng không gian. Mà cái này hư ảo thân ảnh, ngay tại không gian này môn hạ, liền phảng phất đang chờ nàng. Cùng Sở Quỳnh Quỳnh loại kia cùng Tống Đầu Gỗ thời gian dài tại Bích Thủy Các bên trong sinh hoạt, trưởng thành bên trong bồi dưỡng lên tình cảm khác biệt, Bạch Long tỷ tỷ cùng Tống Đầu Gỗ ở giữa, một mực duy trì lấy một loại hồng nhan chi kỳ tình cảm. Lúc trước nhỏ yếu Tống Đầu Gỗ tại Bạch Long Thủy Tổ trước mặt chính là cái tiểu lão đệ, mà cường đại Bạch Long Thủy Tổ cũng một mực lấy chi tâm tỷ tỷ cộng cường lực hậu viện cộng gia trưởng thân phận cùng hắn ở chung. Mỗi lần Tống Đầu Gỗ đang bị người đánh khóc về sau, liền sẽ chạy đến Bạch Long Thủy Tổ nơi đó cầu che chở. Ngẫu nhiên còn có thể mang theo Bạch Long tỷ tỷ ra ngoài lấy lại danh dự, mục giả Long Uy, đem chính mình khóc ra nước mắt hóa thành địch nhân gấp đôi nước mắt mang về. Ngẫu nhiên còn sẽ có Tống Đầu Gỗ tìm chết, bị Bạch Long tỷ tỷ một đôi long quyền chùy nổ kinh lịch. Loại cảm tình này rất thuần túy, không có tạp chất. Bạch Long Thủy Tổ một mực là lấy tỷ tỷ cưng chiều tâm tính đối mặt Tống Đầu Gỗ. Nếu như chỉ là như vậy, loại này ở trung phương thức cũng không có vấn đề. Nhưng thời gian là kỳ diệu nhất pháp thuật, nó có thể làm sinh linh trưởng thành, khiến người cải biến. Tống Đầu Gỗ cũng sẽ trưởng thành. Dù là hắn một mực tại tìm chết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trưởng thành. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn từ tiểu lão đệ trạng thái trưởng thành, biến không còn như vậy tiểu lão đệ. Tại thời gian pháp thuật tác dụng dưới. Khi Bạch Long tỷ tỷ không cách nào lại lấy đối đãi tiểu tiểu đệ tâm thái đi đối đãi Tống Đầu Gỗ lúc, quan hệ của hai người tự nhiên là biến phức tạp. Nhưng bởi vì Bạch Long tỷ tỷ tự thân thận trọng, mãi cho đến cuối cùng, nàng nhập quan tài tử độn thời điểm, nàng cùng Tống Đầu Gỗ quan hệ trong đó đều không tiếp tục tiến một bước. Ngược lại là chết một lần về sau, Bạch Long tỷ tỷ khám phá rất nhiều thứ, tâm tính cũng phát sinh chuyển biến. Chết thứ này, thật sự là chân quý nhất nhân sinh kinh lịch. Có thời gian, rất nhiều nhìn không thấu, không giải thích được, không bỏ xuống được đồ vật, chết một lần sau liền hết thảy nhìn thấu, buông ra. Bất quá nghĩ thoáng về nghĩ thoáng, có một số việc cần song phương hỗ động mới có hiệu quả. Chỉ là một phương nghĩ thoáng, không có chút ý nghĩa nào. Cổng không gian bên cạnh. Hư ảo thân ảnh thành thật trả lời Bạch Long tỷ tỷ vấn đề, ta lúc đầu chuẩn bị phía trước đây không lâu hướng thần bí đảo, sau đó đi gặp ngươi một mặt. Bạch Long tỷ tỷ, sau đó thì sao? Sau đó, thiên đế phá hủy kế hoạch của ta. Nàng trước ta một bước đi tới thần bí đảo, đem thiên đế chi đạo truyền cho kim quái. Hư ảo thân ảnh ngẩng đầu vọng thiên. Bạch Long tỷ tỷ hơi suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, thời gian tuyến có thể đối lên. Cái này đối với chuyện này, Tống Đầu Gỗ cũng hoàn toàn chính xác không có nói sai, chỉ có thể nói thiên đế đát đát tử cờ cao một chiêu. Tính ngươi giải thích thông. Tha cho ngươi một cái mạng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, như vậy, ngươi bây giờ chuẩn bị lúc nào đi thần bí đảo ta Long Mộ? Sẽ đi, nhưng là, cụ thể muốn cái gì thời điểm đi thần bí đảo lên Long Mộ, lại không phải từ ta quyết định. Hư ảo thân ảnh đáp. Bạch Long tỷ tỷ, ta hiện tại trạng thái, chỉ có thể ngắn ngủi tại hiện thế hiển hiện.
liền cùng trong ngục giam phạm nhân đồng dạng, ngẫu nhiên ra thả cái gió. Mà muốn tiến về thần bí đảo, cần phối hợp của hắn. Hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng chỉ xa xa Tống Thư Hàng bản thể. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày. Không chỉ có là nàng, kỳ thật phàm là gặp qua song Tống Thư Hàng người, khẳng định đều sẽ suy đoán Tống Thư Hàng cùng Tống Đầu Gỗ quan hệ trong đó. Mà bây giờ, Tống Đầu Gỗ trả lời, càng là xác thực chứng điểm này. Thư Hàng là con của ngươi? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Không, là cha ta. Hư ảo thân ảnh một mặt chân thành nói. Vừa dứt lời, Bạch Long tỉ tỉ Long Quyền liền chùy đến trên người hắn, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Bất quá, cũng không đau nhức. Chỉ đùa một chút, Bạch Long tỉ tỉ. Hư ảo thân ảnh cười nói. Bạch Long tỉ tỉ thu hồi Long Quyền, nàng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên nói, chết một lần về sau, ta nghĩ thông suốt rất nhiều. Hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng tốt, ngẩng đầu nhìn Bạch Long tỉ tỉ, nghĩ thông suốt cái gì? Nghĩ thông suốt thế nào đối mặt quan hệ giữa chúng ta? Bạch Long tỉ tỉ đáp, cho nên Bạch Long tỉ tỉ ngươi rốt cục muốn nhìn thẳng vào ta, không còn đem ta khi tiểu lão đệ sao? Hư ảo thân ảnh đột nhiên cười một tiếng. Bạch Long tỉ tỉ, tử vong thật sự là kỳ diệu đồ vật, khiến người mê muội. Hư ảo thân ảnh nói, đã Bạch Long tỉ tỉ ngươi hạ quyết tâm, vậy ta nếu như không chính diện đáp lại quyết tâm của ngươi, vậy liền lộ vẻ ta quá nhu nhược. Hư ảo thân ảnh vừa nói, một bên đứng lên. Sau đó, hắn tự tin nói, thời gian 3 năm sau, ta sẽ cho chúng ta chuẩn bị một cái hoàn mỹ kết cục. Làm sao cái hoàn mỹ pháp? Bạch Long tỉ tỉ vừa hỏi xong về sau, lại lắc đầu nói, được rồi, ta chỉ là nghĩ thông, đem mình ý nghĩ nói cho ngươi. Ngươi làm sao quyết định, là chính ngươi sự tình. Cùng lắm thì, coi như cả một đời tỉ tỉ đi. Dù sao, cũng không có gì sai biệt. Yên tâm đi, phương án của ta là hoàn mỹ vô khuyết. Hư ảo thân ảnh có chút dừng lại về sau, đột nhiên thanh âm thấp nhu đạo Bạch Long tỉ tỉ, ta trở về. Hoan nghênh trở về, Bạch Long tỉ tỉ vô ý thức trả lời. Đối diện, hư ảo thân ảnh thoải mái cười một tiếng. Sau đó, thân hình hắn bị hút vào đến bên trong cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tỉ tỉ linh thể dừng lại trong hư không. Câu kia từ tính thấp nhu Bạch Long tỉ tỉ, ta trở về. Một mực tại bên tai của nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hư ảo thân ảnh bị hút vào cổng không gian về sau, cổng không gian quan bế. Giống như sở các chủ, Bạch Long tỉ tỉ ký ức cũng sẽ nhận quấy nhiễu, biến mơ hồ hóa. Không cưới gì Liêu, nhưng Bạch Long tỉ tỉ là đặc thù a. Hư ảo thân ảnh lẩm bẩm nói. Bây giờ vị này chi tâm tỉ tỉ đột nhiên bắt đầu chính diện chính nàng tình cảm, kể từ đó, hắn cho dù là kiên trì, cũng muốn đi đối mặt. Trên thực tế hắn lấy phía trước đối Bạch Long tỉ tỉ lúc, cũng không có chủ động liêu qua. Một mực là như cái tiểu lão đệ đồng dạng. Bạch Long tỉ tỉ là đặc thù, sở tỉ tỉ cũng là đặc thù, thật tuyệt a, Tống ca ca. Đang khi nói chuyện, một cái cự đại chùy đột nhiên hoành không ném ra, nện ở hư ảo thân ảnh trên lưng. Đông. Chùy như là đập nện tại trống ra lên đồng dạng, phát ra trầm đục. Hư ảo thân ảnh thận đều bị chấn phát ra hồi âm, bị nện ngã xuống đất. Nha, đã lâu không gặp, Bạch cốt muội muội. Hư ảo thân ảnh dù cho thận tại hồi âm, nhưng lại vẫn như cũ có thể duy trì nụ cười ôn nhu, cười đối tiên tử. Dù là lại đau lại khổ, cũng không thể đình chỉ mỉm cười. Tại bên người, một bộ thuần túy từ Bạch cốt tạo thành năng lượng thể, nổi lên. Kia là Bạch cốt tiên cơ bí pháp Tống Đầu Gỗ vụn xương lớn, lần này nàng là để cỗ này vụn xương lớn ly thể hành động, điều khiển lấy nó lẻn vào đến bên trong cửa không gian thế giới. Mặc dù chùy rất thích hợp ngươi, nhưng kỳ thật ngươi càng thích hợp bội kiếm. Chùy thứ này, cuối cùng có chút dã man. Hư ảo thân ảnh che eo, bên cạnh ngồi xuống. Hắn lúc này cái trán toát mồ hôi lạnh, nhưng như cũng mặt mỉm cười. Bạch cốt tiên cơ cùng hắn ở giữa tình cảm liền càng quái hơn. Giữa bọn hắn nguyên nhân bắt đầu tại hắn đem Đông Phương Đại Đế trong nhật ký trùy đạo giảng pháp bán cho Bạch cốt tiên cơ mới xuất hiện. Từ đó về sau, Bạch cốt tiên cơ một mực tại Viễn Cổ Thiên Đình đuổi giết hắn. Chém chém, liền thành hảo bằng hữu. So với Thanh Mai Trúc Mã Sở Quỳnh Quỳnh cùng Chi Tâm tỷ tỷ Bạch Long tiên tử, Bạch cốt tiên cơ không thể nghi ngờ muốn khó đối phó hơn. Sở các chủ là hắn hiểu rõ nhất tiên tử, hắn tay cầm Sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam cộng đối ứng công thức.
mà Bạch Long tỷ tỷ thì là hiểu rõ nhất hắn tiên tử, bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn thậm chí không cần nhiều lời cái gì, Bạch Long tỷ tỷ liền có thể lý giải. Bạch cốt tiên cơ thì là chém ra tới hữu nghị, ứng phó nhất phí sức. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là đánh một trận, đánh mệt mỏi liền có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Nhưng vấn đề là hiện tại, hắn thật không có cái này khí lực cùng Bạch cốt muội muội đánh nhau. Cho nên, chỉ có dùng cao siêu ngôn ngữ đến thuyết phục đối phương. Đối diện Bạch cốt tiên cơ cốt đầu cặn bã tử hóa thân, nhẹ nhàng tung tung trong tay đại chùy, Tống ca ca lời ấy sai rồi, chùy làm sao có thể dã man, đây chính là ngươi tự tay giao cho ta giảng pháp nội dung. Mà lại, ta dùng cũng rất thuận tay đâu. Hư ảo thân ảnh, ta lúc đầu là cầm nhầm giảng pháp bản thảo. Sớm biết cái này chùy sẽ nện trên người mình, hắn lúc trước khẳng định phải thay cái nhẹ nhàng một chút giảng pháp bản thảo, tỉ như tuyến pháp hoặc thằng pháp loại hình. Tống ca ca ngươi tồn tại thời gian có hạn, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, chúng ta tâm sự chủ đề đi. Bạch cốt tiên cơ tiên tử như là gánh xiếc đồng dạng, đem hai con chùy quăng lên, trong tay không ngừng xoay nhanh. Hư ảo thân ảnh, Bạch cốt muội muội ngươi nghĩ trò chuyện cái gì chủ đề? Ngươi sau đó phải đối phó thế nào ta? Cũng phải dùng 3 năm sau đáp án này sao? Bạch cốt tiên cơ trong tay chùy đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Ha ha, ha ha, ha ha. Hư ảo thân ảnh có tiết tấu mà cười cười. 3 năm sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch cốt tiên cơ chùy xoay càng lúc càng nhanh, lôi quang lấp lóe, rung động đùng đùng. Hư ảo thân ảnh nụ cười trên mặt thu liếm, thần sắc nghiêm túc. Bạch cốt tiên cơ một mực nhìn chằm chằm hắn, không bỏ sót hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ chi tiết. Kỳ thật, 3 năm sau, ta nghĩ đầu thai chuyển sinh, hư ảo thân ảnh chậm rãi nói, trên thực tế, các ngươi hẳn là chú ý tới, ta cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cá thể. Ta biết các ngươi mơ hồ phát giác một chút, chỉ là các ngươi nội tâm lại không nguyện ý đi tin tưởng điểm này mà thôi. Dạng này ta nghĩ cùng với các ngươi, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên, ta cần đầu thai một lần. Bạch cốt tiên cơ. Sửng sốt một lát sau, nàng đột nhiên trong lòng hơi động. Ngươi không phải là muốn thông qua bá tống, để hoàn thành đầu thai. Ngươi thật muốn trở thành bá tống hài tử. Bạch cốt tiên cơ nhịn không được lên tiếng nói. Ngươi đoán đúng, hư ảo thân ảnh gật đầu nói, mà lại, ta có một cái cực kỳ tuyệt vời phương án. Có thể để tất cả mọi người viên mãn. Bạch cốt tiên cơ. Tất cả mọi người viên mãn, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Đến lúc đó chuyển sinh đầu thai lúc, ta hy vọng bá tống có thể mang cái tam bào thai. Hư ảo thân ảnh xoa cằm nói, chỉ cần sinh ra tam bào thai, đó chính là ba cái ta. Bạch cốt tiên cơ buông xuống chùy, dùng sức vỗ vỗ sọ não của mình. Tam bào thai, ba cái ta, bá tống mang thai. Lượng tin tức quá lớn. Bá tống mang tam bào thai, không phải bá tống đối tượng. Bạch cốt tiên cơ hỏi. Người đang suy nghĩ gì, bá tống có thể là đại lão gia, ta nói đương nhiên là bá tống đối tượng mang tam bào thai. 3 năm sau, hắn cũng có thể hợp pháp kết hôn. Hư ảo thân ảnh nói. Bạch cốt tiên cơ, bá tống hiện tại liền mang thai. Hư ảo thân ảnh. Mặt khác, liền xem như ba cái ngươi, ta cũng muốn tất cả đều muốn. Bạch Long tỷ tỷ cùng sợ các chủ chỉ sợ cũng phải có ý tưởng giống nhau. Người hoàn mỹ, chỉ là trên lý luận hoàn mỹ. Bạch cốt tiên cơ lại nhắc nhở, cho nên, thừa dịp còn có chút thời gian, Tống ca ca ngươi lại tiếp tục suy nghĩ thật kỹ càng hoàn mỹ hơn phương án đi. Ta lựa chọn gâu đai, hư ảo thân ảnh ngẩng đầu vọng thiên. Cuối cùng, chùy cũng nện cho, ta không sai biệt lắm rời đi. Bạch cốt tiên cơ thu hồi chùy, có lời gì muốn nói với ta không? Hư ảo thân ảnh vịn thận đứng lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bạch cốt tiên cơ hóa thân cái kia sọ não lên, thật xin lỗi, rõ ràng vừa mới gặp mặt, nhưng lại muốn nhanh như vậy liền tách ra. Bạch cốt tiên cơ cúi đầu xuống, không nói một lời. Thật có lỗi, bạch cốt muội muội, sẽ không còn có lần sau, hắn ôn nhu nói, lần tiếp theo, lại gặp nhau lúc, chúng ta sẽ có vô số thời gian hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Dứt lời. Hắn nhẹ nhàng tại bạch cốt tiên cơ hóa thân mi tâm một điểm, bạch cốt tiên cơ thân hình tiêu tán ra. Cái này đặc thù không gian bên trong, ngốc lâu sẽ cho bạch cốt tiên cơ mang đến không cách nào khôi phục tổn thương, cho dù là hóa thân cũng giống vậy. Bạch cốt tiên cơ hóa thân biến mất về sau, tất cả tin tức, phản hồi đến nàng bản thể cái kia. Thật có lỗi, bạch cốt muội muội,
sẽ không còn có lần sau. Cái kia nhu hòa lại thanh âm kiên định, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại. Câu trả lời hoàn mỹ sao? Bạch Cốt Tiên Cơ dứt lời, quay đầu nhìn về chính ngồi xếp bằng Bá Tống bản thể, một mặt xoắn xuýt. Xoắn xuýt nửa ngày sau, nàng môi son khẽ mở, cố gắng vượt qua chính mình nội tâm xấu hổ, dùng thấp nhất thanh âm thử nghiệm kêu gọi, ba ba. Tương lai, ba năm sau, một ngày nào đó, là không cách nào trốn tránh. Thời gian ba năm, đối trường sinh giả cấp cường giả mà nói, bất quá là trong chớp mắt thời gian. Cho nên nàng được sớm quen thuộc xưng hô thế này, thậm chí thích ứng loại tâm tính này, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kể từ đó, tại ba năm sau, nàng liền có thể so Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ chiếm cứ tiên cơ. Tại Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ không cách nào thích ứng đối Bá Tống hô ba ba thời điểm, nàng có thể đã sớm điều chỉnh tâm tính, dùng tự nhiên nhất ngữ khí, đi gọi như vậy Bá Tống. Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm rất thấp, thấp đến cơ hồ vẻn vẹn có chính nàng có thể nghe được. Nhưng là, nàng bên cạnh, đứng mấy cái trường sinh giả đại lão. Trường sinh giả đại lão nhĩ lực, kia là vũ trụ đỉnh tiêm. Cho nên, bạch bào kim quái cùng phượng nghi cầm chủ đều nghe được Bạch Cốt Tiên Cơ khẽ gọi âm thanh. Bạch Cốt Tiên Cơ, phụ thân ngươi xuất hiện, kim quái đảo chủ nghi hoặc hỏi. Không có, không có, ta chính là đột nhiên hoài niệm cha ta. Bạch Cốt Tiên Cơ liên tiếp khua tay nói. Phượng nghi cầm chủ. Nếu như nàng nhớ không lầm, Bạch Cốt Tiên Cơ đến từ một cái đặc thù chư thiên vạn giới vị diện, trong thế giới kia thỉnh thoảng sẽ có thiên địa linh lực cộng vị diện độc hữu vật chất, ngưng tụ ra Bạch Cốt sinh linh tới. Bạch Cốt Tiên Cơ, ở đâu ra ba ba? Một bên khác, hư ảo thân ảnh chỗ đặc thù thế giới bên trong. Hoàn mỹ a, thế gian này, làm sao đến thập toàn thập mỹ sự tình? Hư ảo thân ảnh thở dài. Tại hắn đối diện, một vị ghim bím. Thật dài tóc cắt ngang trán che con ngươi, ôm một bản sách lớn tiên tử, đạp không mà tới. Có chuyện gì sao, Diệp Tư tiên tử, hư ảo thân ảnh cười hỏi. Tạ ơn tiền bối xuất thủ tương trợ, để thư hàng thành công hoàn thành tự ngã thi khâu. Diệp Tư nói, hư ảo thân ảnh, không khách khí, tiện tay mà thôi. Đúng rồi, tiền bối, tại phối hợp thư hàng trảm tự ngã thi quá trình bên trong, ta đem thư hàng thể nội linh quỷ khế ước phong kín. Tiện thể lấy đem cửa cùng cửa sổ cũng đóng lại, sẽ không đối thư hàng tạo thành ảnh hưởng a. Diệp Tư có chút bận tâm hỏi. Hư ảo thân ảnh, ha ha, ha ha, ha ha. Bá giới bên trong. Tống thư hàng bản thể vẫn như cũ duy trì bế quan tu luyện động tác, ở trong cơ thể hắn, linh lực không ngừng mãnh liệt, bùng lên. Nguyên bản hắn tại bát phẩm cảnh giới lúc, thể chất, linh lực, nguyên thần cường độ đều đã siêu việt phổ thông kiếp tiên. Mà bây giờ, tự liền cảnh giới cũng phải mượn trảm tam thi bí pháp, cưỡng ép đột phá. Trên đỉnh đầu, Sở các chủ ngốc mao tâm tình rất tốt, thỉnh thoảng dùng chính mình ngốc mao chuyển đổi lấy các loại hình hình, hình tam giác, tứ giác, ngôi sao năm cánh. Cùng ái tâm hình. Lại không nơi xa, Bạch Cốt Tiên Cơ tâm tình cũng rất vui vẻ, nàng thỉnh thoảng liếc mắt một cái Tống Thư Hàng, sau đó tại nội tâm bắt đầu 3 năm sau mô phỏng huấn luyện. So với Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ đến, nàng có được một cái rất lớn ưu thế, nàng không có hậu bối treo trên người Bá Tống. Bạch Long tỷ tỷ có Tô Thị A thập lục, vị này tiểu tiên tử cùng Bá Tống ở giữa quan hệ rất sâu. Sở các chủ có linh quỷ tiên tử, cái này linh quỷ tiên tử treo trên người Tống Thư Hàng, tương đương với chính là Bá Tống. Thậm chí, liền chính sở các chủ đều là Bá Tống vật trang sức. Các nàng hậu bối đều cùng Bá Tống ngang hàng, cái kia tương lai các nàng muốn mở miệng gọi Bá Tống ba ba. Liền nhiều một tầng tâm chướng. Thậm chí rất có thể các nàng hậu bối đều là mụ mụ nhân tuyển. Mà nàng, Bạch Cốt Tiên Cơ không ràng buộc. Cho nên nói, tỷ tỷ tổ hai người vẫn là tiếp tục làm chính mình chi tâm tỷ tỷ hoặc là trưởng bối A-di thân phận đi. Tương lai tam bào thai đầu gỗ, hoàn toàn có thể từ nàng tới chiếu cố. Thậm chí, nàng không ngại tương lai kêu một tiếng Bạch Long nãi nãi hoặc Sở nãi nãi. Bạch Cốt Tiên Cơ tâm lý đắc ý. Nàng lại âm thầm mắt liếc Bá Tống, càng ngày càng cảm giác hắn thuận mắt. Đều là tương lai muốn trở thành ba ba người. Tống Thư Hàng đối diện. Linh quỷ tiên tử đối sở các chủ ngốc mau thi lễ một cái, nói, các chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thư Hàng cảnh giới cũng kém không nhiều tăng lên tới cực hạn, tiếp xuống ta muốn đem thời gian giao cho Thư Hàng tự ngã thi, hoàn thành trảm tam thi nghi thức. Đi thôi, nhớ kỹ ngẫu nhiên hiện thân một chút,
không cần giống như kiểu trước đây một mực ở vào tiểu trong suốt trạng thái. Sở các chủ dùng lười biếng thanh tuyến lên tiếng đáp. Ừm, sẽ, linh quỷ tiên tử hì hì cười một tiếng. Dứt lời, nàng tại mi tâm của mình nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa nhấn xuống cái kia chốt mở. Sau đó tình trạng của nàng biến trong suốt hóa bắt đầu, dần dần biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Mà tại linh quỷ tiên tử biến trong suốt hóa lúc, trên đài sen bá tống đệ tam thi. Tự ngã thi tồn tại cảm hiển hiện, thân ảnh của hắn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đệ tam thi vẫn như cũ duy trì đưa tay động tác, phượng nghi cầm chủ móng vuốt liền đứng tại cánh tay của hắn lên tự ngã thi, là kế thừa bá tống chân chính thực chất bên trong ôn nhu tam thi, nhất cử nhất động ở giữa đều ấm không được. A, hiện thân, phượng nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói. Linh quỷ tiên tử bên kia giao lưu kết thúc, cho nên đem tồn tại cảm giao cho ta. Đệ tam thi tự ngã thi mỉm cười nói, hắn đưa tay đem phượng nghi cầm chủ móng vuốt phóng tới trên vai của mình. Sau đó, hắn vừa sải bước bên dưới đài sen. Cái kia đài sen lấy hắn cất bước xuống tới thời điểm, nháy mắt liền biến thành vô số điểm sáng tiêu tán. Tự ngã thi chân đạp hư không, từng bước một hướng về bá tống bản thể mà đi. Tại dưới chân hắn, bộ bộ sinh liên, cùng tống thư hàng bản thể hắc liên khác biệt, tự ngã thi dưới chân hoa sen là trắng noãn chi sắc. Đi vào bản thể trước mặt về sau, tự ngã thi đối bá tống bản thể thi lễ một cái, kêu, tiểu sinh bá thể, gặp qua bản tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là trảm tam thi bí pháp cuối cùng nghi thức. Chỉ là đối mặt bá tống bản thể, là một bộ đã mất đi linh hồn vỏ bọc bá tống nguyên thần hình chiếu bây giờ còn đang thiên đạo ngục thế giới bên trong lưu lại. Cho nên, cỗ này vỏ bọc không cách nào chủ động đáp lại đệ tam thi. Cũng may, bá tống trên thân vật trang sức đông đảo. Công đức xà mỹ nhân không tại, da đen tử đối trảm tam thi nghi thức không hiểu rõ lắm. Cho nên, lúc này liền đến phiên tạo hóa tiên tử đăng tràng. Tạo hóa tiên tử ho nhẹ một tiếng, nàng nhập thân vào tống thư hàng thể nội, phát ra tống thư hàng thanh âm, đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. Mô phỏng thanh âm, đối tạo hóa tiên tử loại này ca tiên đến nói, dễ như trở bàn tay. Thanh âm này từ tống thư hàng thể nội phát ra, miễn cưỡng xem như hoàn thành lễ nghi. Đối diện, tự ngã thi, bá thể cảm kích ngắm nhìn tạo hóa tiên tử. Từ đó, tam thi quy vị, bá thể chậm rãi nói. Theo hắn tuyên cáo, đối diện tống thư hàng cảnh giới, đột phá. Kiếp tiên sinh cơ, không gian kiếp cốt, ký thác tại kiếp tiên hư không nguyên thần đồng thời cộng minh. Trảm tam thi bí pháp hiệu quả đặc biệt. Để tống thư hàng tại không có độ kiếp điều kiện tiên quyết, liền cưỡng ép tăng lên tới cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Kiếp tiên sinh cơ bộc phát, đem tống thư hàng sinh cơ vô hạn kéo dài. Hoàn chỉnh không gian kiếp cốt tại bá tống thể nội mọc ra, cái này kiếp cốt cực lớn đến khoa trương, không chỉ là một tiết, mà là trực tiếp bao trùm bá tống toàn thân, đem hắn toàn thân xương cốt đều hóa thành kiếp cốt. Ký thác tại kiếp tiên hư không nguyên thần, lần nữa được cường hóa, 15 cộng một phần nguyên thần. Mỗi một phần đều nhận thoải mái cường hóa đây là 15 cộng một lần cường độ kiếp tiên nguyên thần thoải mái cường hóa. Hoa! Không gian ba động hiện lên. Ở vào thiên đạo phòng tối không gian bên trong tống thư hàng nguyên thần bị phát xạ trở về, đồng thời trở về còn có kẹp lấy thiện thi thương công đức tiên tử. Cẩu đản tra một sợi ý thức cùng tam nhãn tiền bối một sợi ý thức. Còn lưu tại thiên đạo phòng tối bên trong, tương ái tương sát. Tống thư hàng nguyên thần hình chiếu quý vị về sau. Bản thể mở to mắt. Sốt cục trở về, kém chút cho là ta muốn tại thiên đạo ngục thế giới bên trong dưỡng lão. Tống thư hàng chậm rãi nói. Nguyên thần trở về sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái bóng bên trong, tâm ma hiển hiện, hóa thành ác thi. Bá ác. Công đức xà mỹ nhân cưỡi kình, trong tay thiện thi. Bá thiện vung vẩy. Tự ngã thi, bá thể đứng ở trung gian xê vị. Tống thư hàng bản thể trên thân, linh lực điên cuồng phun trào. Bạch cốt tiên cơ, sở các chủ ngốc mao, kim quái, bia đá đạo hữu, phượng nghi cầm chủ móng vuốt chờ trường sinh giả, toàn bộ trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía tống thư hàng. Các nàng có thể cảm giác được rõ ràng tống thư hàng trên thân, cái kia trường sinh chi đạo biến càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, tống thư hàng đã ngưng tụ ra thuộc về chính hắn trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Một bước bước vào đến đỉnh tiêm kiếp tiên cảnh giới. Sở các chủ, tạo hóa tiên tử, gia đen tử, các ngươi trước tiên ở bá giới chờ ta,
ta đi một chút liền đến. Tống Thư Hằng nói. Độ kiếp, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Đúng vậy, đi gặp cái kia kiếp tiên ngàn ngày kiếp. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Dứt lời, hắn đưa tay trong hư không nhấn một cái, không gian lực lượng thôi động, cùng ngư di cư sĩ hẹn xong công đức hoa sen bị chuyển di tới. Đóa này có được tỷ kiếp hiệu quả công đức hoa sen cộng Tống Thư Hằng linh quỷ tiên tử quên đi thần công tỷ kiếp hiệu quả, rốt cục bù đắp Tống Thư Hằng độ cửu phẩm thiên kiếp cuối cùng một khối bản đồ. Bá Tống, lần này đi phải bao lâu? Tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Đi một chút sẽ trở lại. Tống Thư Hằng soái khí trả lời. Sau một khắc, hắn đứng dậy, nhấc chân vừa sải bước ra. Một bước, liền bước vào đến cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Cật qua tiền bối, ta tới đón cửu phẩm thiên kiếp. Lần này, Tống Thư Hằng là dựa vào bản lãnh của mình tiến vào cửu phẩm thiên kiếp không gian. Ngay từ đầu hắn là cọ lấy cật qua tiền bối cửu phẩm thiên kiếp tiến đến, sau đó lại tại Long Lạc nữ sĩ cùng bạch tiền bối cái kia khiến phổ thông tu sĩ hít thở không thông thao tác bên dưới, tại cửu phẩm kiếp tiên không gian bên trong ra vào. Mặc dù dựa vào Long Lạc nữ sĩ cùng bạch tiền bối thao tác đến hiếp đáp cửu phẩm thiên kiếp cũng rất thú vị, nhưng bằng bản lãnh của mình hiếp đáp thiên kiếp quả nhiên sẽ càng có thành tựu cảm giác. Lúc này, tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, nguyên bản thuộc về cật qua thánh quân một người cửu phẩm thiên kiếp, hiện tại chính chia làm đông tây hai cái thế giới. Độ kiếp thành viên, bị ngăn cách ra, không cách nào lẫn nhau chiếu cố. Cật qua thánh quân một thân một mình, đau khổ chống đỡ lấy một phương thế giới, tại độ chính mình ngàn ngày chi kiếp. Một bên khác, Tống Thư Hằng phân thân, bạch tiền bối nửa cái nhục thân cộng nửa cái phân thân tổ hợp, đồng dạng tại độ thuộc về bọn hắn ngàn ngày chi kiếp. Cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, mỗi một ngày đi qua, thiên kiếp uy lực đều sẽ biến càng mạnh. Bây giờ hơn 3 tháng thời gian trôi qua, lúc này ngàn ngày chi kiếp uy lực, đã đạt đến cộng 100 uy lực. Cật qua thánh quân đã hóa ra hắn công đức thần kình thân thể, đau khổ chống đỡ lấy. Nó tại bên cạnh mình chống ra công đức mạng lưới, thỉnh thoảng còn phải thiêu đốt thọ nguyên đến chống đỡ. Bình thường huyền thánh độ cửu phẩm thiên kiếp, nhiều ít đều phải thiêu đốt thọ nguyên đến bộc phát. Cho nên, bát phẩm huyền thánh xung kích cửu phẩm kiếp tiên lúc, càng trẻ càng tốt, còn lại thọ nguyên càng dài càng có lực lượng. Chỉ cần tấn thăng kiếp tiên về sau, thiêu đốt mất thọ nguyên có thể đại lượng kéo dài. Kiếp tiên cái kia dài rằng giặc thọ nguyên, chỉ cần không tìm đường chết, trước mắt cơ hồ không có mấy cái chết giả kiếp tiên. Đồng thời, cật qua thánh quân thỉnh thoảng sẽ chú ý Tống Thư Hằng cùng bạch thánh tổ hợp, hy vọng bọn họ có thể chống đỡ. Tống Thư Hằng cùng bạch tiền bối bởi vì ngoài ý muốn bị cuốn vào hắn cửu phẩm thiên kiếp, nội tâm của hắn rất áy náy. Nếu như không phải cửu phẩm thiên kiếp thế giới bị ngăn cách làm hai cái không gian, hắn lúc này chắc chắn đem hết toàn lực đi trợ giúp Tống Thư Hằng cùng bạch thánh có thể ngưng tụ ra một thân khổng lồ công đức cật qua thánh quân, bản chất phi thường thiện lương. Ba người thành đoàn độ kiếp, ở một mức độ nào đó cường hóa thiên kiếp hiệu quả. Nhưng thiên kiếp một phân thành hai, lại tương đương Tống Thư Hằng cùng bạch thánh vì cật qua thánh quân chia sẻ một nửa thiên kiếp uy lực. Cho nên trên lý luận, chỉ cần Tống Thư Hằng cùng bạch thánh còn có thể chống đỡ ở, cật qua thánh quân tại độ 8 tấn 9 thiên kiếp uy lực, trên tổng thể là hạ xuống. Cho nên vô luận xuất từ phương diện kia cân nhắc, cật qua thánh quân đều hy vọng Tống Thư Hằng cùng bạch thánh có thể kiên trì xuống dưới, chống nổi còn sót lại hơn 900 ngày thiên kiếp. Cố lên, bá Tống đạo hữu, chúng ta có thể làm. Chúng ta đã vượt qua 1/10 cửu phẩm thiên kiếp. Cật qua thánh quân híp mắt ngắm nhìn một bên khác Tống Thư Hằng cùng bạch thánh, tại nội tâm âm thầm vì đối phương động viên. Đang lúc cật qua thánh quân yên lặng vì bá Tống cố lên thời điểm. Đối diện thiên kiếp không gian bên trong, đột nhiên lại khác thường động. Kịch liệt không gian ba động sinh ra. Có người cưỡng ép xé rách cửu phẩm thiên kiếp không gian, xâm nhập cửu phẩm thiên kiếp dưới. Lại tới. Cật qua thánh quân trong lòng quính lên. Bá Tống tiểu hữu nơi đó, lại phát sinh cái gì dị biến rồi. 3 tháng trước, bá Tống tiểu hữu nơi đó không ngừng phát sinh các loại tình trạng, thậm chí còn truyền tống mấy khách người tiến đến, nhiều lần đều kém chút lành lạnh. Lần này sẽ không lại phát sinh cùng loại dị biến a. Ha ha ha, rốt cục tiến đến. Quả nhiên chúng ta sẽ còn tiến vào cái thiên kiếp này thế giới. Sẽ không mở lại một cái mới cửu phẩm thiên kiếp không gian. Lại một cái bá Tống đạo hữu thanh âm vang lên. Cật qua thánh quân xoay con ngươi nhìn lại, liền nhìn thấy một cái nhìn qua cao hơn một chút, càng lớn tuổi một chút bá Tống, đạp trên hắc liên xuất hiện.
đây là bá Tống Tiểu Hữu chân thân. Tống Thư Hàng ánh mắt, cũng rơi vào phân thân của mình bên trên. 3 tháng trước, mượn Long Lạc nữ sĩ cùng Bạch Tiền Bối thủ đoạn thay thế tiến đến phân thân, so với hắn hiện tại nhục thân đến, tựa hồ muốn thấp hơn một chút. Liền khuôn mặt nhìn qua tựa hồ cũng phải non nớt một chút. Loại này non nớt, cũng không đơn chỉ bề ngoài dung nhan, mà là tinh thần khí chất phương diện. Cũng đúng, thời gian 3 tháng, ta lại kinh lịch rất nhiều chuyện a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Phân thân một mực thay thế bản thể ở đây độ cửu phẩm thiên kiếp, cho nên khí chất lên cải biến không lớn. Nhưng hắn bản thể, một hơi tòng lục phẩm tấn thăng đến bây giờ cửu phẩm, dòng dã tăng 3 cái đại cảnh giới, khí chất bên trên đương nhiên sẽ tăng thương một chút. Mà thân cao phương diện, hắn lúc đầu không có chú ý. Hiện tại xem ra, chiều cao của mình lại lớn một đoạn. Đạo hữu vất vả, Tống Thư Hàng đối với mình phân thân nói. Cỗ này phân thân cùng Trảm Tam Thi khác biệt, cỗ này phân thân cũng không có bản thân ý thức, hoàn toàn dựa vào lấy Tống Thư Hàng thao tác. Trước đó tại độ kiếp không gian lúc, cũng là dựa vào một sợi thần thức đến vận chuyển. Hiện tại, bản thể trở về, phân thân mỉm cười, phịch một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, dung nhập vào bản thể thân bên trong. Đồng thời, hắn gần nhất 3 tháng độ kiếp kinh lịch, cũng toàn bộ dung nhập vào Tống Thư Hàng ký ức. Bạch Tiền Bối ngươi cũng vất vả, Tống Thư Hàng lại đối bên cạnh Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối nửa người trên khoát tay áo trả lời, đừng làm rộn, ta là vừa bị cắt đưa vào, ở đâu ra vất vả. Cái kia Bạch Tiền Bối, lần này, liền để chúng ta cùng đi kết thúc cái này ngàn ngày chi kiếp đi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, ta hy vọng tốt nhất có thể đuổi tại qua năm trước trở về. Bạch Tiền Bối nguyện vọng của ngươi chính là chúng ta mục tiêu. Tống Thư Hàng soái khí nói. Sau đó, hắn lại xa xa hướng về phía Cật Qua Thánh Quân kêu lên, Cật Qua Tiền Bối, ngươi còn tốt chứ? Còn có thể chống đỡ được sao? Ta tới đón cửu phẩm thiên kiếp rồi. Cật Qua Thánh Quân, bá Tống Tiểu Hữu, ngươi cẩn thận a. Hắn nhìn thấy theo bá Tống sau khi đi vào, cái kia một nửa bên cạnh thiên kiếp uy lực tăng mạnh, thậm chí, hắn bên này thiên kiếp lực lượng đều bị dẫn dắt đi non nửa. Tại đối diện thiên kiếp không gian bên trong, thiên kiếp lực lượng hóa thành một chương cự cung, trên đó có đặc biệt nhằm vào thiên chi kiêu tử cửu tiêu thần lôi hóa thành mũi tên, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Trọn vẹn gần ngàn mai đặc biệt nhằm vào có được vượt cấp chiến đấu năng lực thiên chi kiêu tử cửu tiêu thần lôi, độ cao áp xúc, hóa thành hủy diệt mũi tên. Cái này cửu tiêu thần lôi mũi tên vừa mới thành hình, liền mang cho Cật Qua Thánh Quân to lớn cảm giác áp bách. Cật Qua Thánh Quân linh hồn đều phảng phất đang run rẩy. Một tiễn này xuống dưới, tự liền có được vượt cấp chiến đấu thiên chi kiêu tử, cũng phải nuốt hận tại chỗ a. Bá Tống Tiểu Hữu, có thể ngăn lại được một tiễn này sao? Nha, có chút ý tứ nha. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời bên trong cửu tiêu thần lôi mũi tên, buông lỏng nói. Trong bất chi bất giác, loại này có thể oanh sát cửu phẩm kiếp tiên thiên kiếp, vậy mà đều không cách nào mang cho hắn áp lực. Mặc dù cảm giác bị bắn trúng cũng sẽ không quá đau nhức, nhưng ta dù sao không phải run em mờ, không có đứng bị oanh bạo yêu thích. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau đó, hắn đưa tay trong hư không một nắm, ra đi, trường sinh trụ. Côn Vương trụ. Đối mặt loại uy lực này thiên kiếp, hắn thậm chí liền hà chỉ trụ đều không cần tế ra. Mặt khác, trường sinh trụ, Côn Vương trụ có một cái rất thực dụng lỗ đen thôn phệ kỹ năng. Kỹ năng này, có thể trực tiếp đem cửu tiêu thần lôi mũi tên thôn phệ xuống dưới, bảo tồn lại. Dù sao Côn Vương bản thân liền tự mang thôn phệ vạn vật thuộc tính, Côn Vương thể nội càng có một cái cự đại vô cùng tiểu thế giới. Oanh! Trên bầu trời, chỉ kia cửu tiêu thần lôi mũi tên mang theo diệt thế chi uy, hướng về Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bắn rơi. Thần lôi chi tiễn bắn ra thời khắc, không gian đều bị vỡ nát. Chỉ là một sát na, thiên lôi thần tiễn xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hung hăng bạo rơi. Tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong, thiên lôi vậy mà bổ sung không gian lực lượng, đây là phi thường gian lận sự tình. Đáng tiếc, coi như kèm theo không gian quỷ dị lực lượng, chi này thiên lôi thần tiễn cũng chú định không cách nào thành lập tất công. Trường sinh trụ, Côn Vương trụ cắn trực tiếp tại Tống Thư Hàng bên người hóa thành một cái lỗ đen, cái kia đủ để oanh diệt cửu phẩm kiếp tiên, chí ít cũng có thể trọng thương cửu phẩm kiếp tiên. Trời lôi tiễn mũi tên rơi vào cái lỗ đen này bên trong, liền như là châu đất xuống biển. Không có nhấc lên mảy may gợn sóng,
liền bị lỗ đen triệt để thôn phệ. Đừng nói là gợn sóng, căn bản liền cái tiếng vang đều không có. Châu đất xuống biển chí tại ném vào thời điểm còn có thể nghe được cái tiếng vang, cái này thiên lôi thần tiễn liền cái tiếng vang đều không có phát ra, liền hèn mọn bị lỗ đen hấp thu. Sát phách cật qua thánh quân miệng há to lớn, chấn kinh đến không ngậm miệng được ông trời của ta, nhẹ nhàng như vậy liền đem cửu tiêu thần lôi tiễn giải quyết. Tống Thư Hằng tiểu hữu cái này trụ tử là lai lịch gì? Đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Phổ thông cửu phẩm kiếp thiên pháp khí, cũng vô pháp làm được điểm này a? Chẳng lẽ là trường sinh giả pháp khí? Bá Tống cũng là bởi vì đạt được căn này cực phẩm pháp bảo, có đối kháng cửu phẩm thiên kiếp lực lượng, cho nên một lần nữa trở về cửu phẩm thiên kiếp thế giới. Nhưng không đúng, nếu như là trường sinh giả pháp khí, luyện hóa cần vô cùng dài thời gian. 3 tháng thời gian, căn bản không đủ Bá Tống đem trường sinh giả pháp khí luyện hóa, thậm chí còn đưa nó đưa vào đến thiên kiếp bên trong tới đi. Cật qua thánh quân suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Thành công đem cái này cửu phẩm cấp thiên kiếp tươi mới bảo tồn lại, cửu phẩm cấp thiên kiếp, ta còn không có nếm qua đâu. Có thể là trảm tam thi tiêu hao rất nhiều năng lượng nguyên nhân, Tống Thư Hằng cảm thấy đã lâu cảm giác đói bụng. Vừa nghĩ tới cửu phẩm thiên kiếp mỹ vị, nước bọt không tự chủ được bắt đầu bài tiết. Cái này tươi mới cửu phẩm thiên kiếp, muốn làm sao ăn mới càng khỏe mạnh. Hấp, xào lăn, dầu chiên, hoặc là trực tiếp cắt miếng ăn sống. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng khống chế không nổi chính mình, tham lam ngắm nhìn đỉnh đầu kiếp vân. Tới đi, tiếp tục ngươi biểu diễn, thiên kiếp đại gia. Cái này rất có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, độ xong cửu phẩm thiên kiếp về sau, trên lý luận đã không có thiên kiếp có thể sang. Cho nên, thiên kiếp đại gia ngươi không cần khách khí, có cái chiêu gì đều xuất ra đi. Đây là ngươi một lần cuối cùng oanh diệt ta cơ hội. Thư Hằng cẩn thận, ta bên này thiên kiếp uy lực lại hạ xuống 3 thành, thiên kiếp uy lực đều bị hấp dẫn đến ngươi vậy đi. Lúc này, cật qua thánh quân đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị thiên kiếp xem thường. Hoặc là nói, thiên kiếp bản năng không muốn đem càng nhiều năng lượng lãng phí ở trên người hắn. Thế là, đại lượng thiên kiếp năng lượng bị điều, tập trung đến Tống Thư Hằng bên kia đi, muốn trước tập kích đánh nát Tống Thư Hằng. Người cây kia pháp khí có hay không tiếp nhận cực hạn, phải cẩn thận. Đợt tiếp theo cửu tiêu thần lôi mũi tên rất có thể sẽ không chỉ một cây. Cật qua thánh quân lên tiếng kêu lên. Hắn cũng không muốn Bá Tống bởi vì chủ quan, mà xảy ra ngoài ý muốn. Bá Tống đối với hắn có đại ân tại, nếu như hắn tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong xảy ra ngoài ý muốn, cật qua thánh quân cảm giác chính mình khẳng định sẽ vô cùng áy náy. Cật qua tiền bối chớ hoảng sợ, Tống Thư Hằng lên tiếng an ủi, mặc kệ hắn là muốn tới 2 mũi tên vẫn là 3 mũi tên, thậm chí là càng nhiều tiễn, đều không gây thương tổn được ta. Vì để cho cật qua thánh quân có thể không cần lo lắng vớ vẩn, Tống Thư Hằng mặt mỉm cười vung tay lên một cái. Rầm rầm, mấy cây bá thần trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm đầy Tống Thư Hằng bên cạnh không gian. Trường sinh trụ hệ liệt, đế diệt trụ, hư nhật trụ, hà chỉ trụ cộng trước đó côn vương trụ. Công đức trụ hệ liệt, bì bì xà tiên trụ. Thiên kiếp trụ hệ liệt, thái cổ trụ, dùng cửu u Tống Thư Hằng ma kiếp vì nguyên vật liệu, ngưng tụ ra tới đặc thù trụ. Cùng trước mắt mạnh nhất chi trụ, đạo trụ, tinh long trụ từ long lạc nữ sĩ cộng đạo khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân vì nguyên vật liệu, đúc thành song thiết côn cán. Liên tiếp cường đại trụ tử, kém chút chói mù cật qua thánh quân con mắt. Những cây cột này, mỗi một cây đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này bọn chúng tập hợp tại Bá Tống bên người, mơ hồ bày ra một cái trụ trận. Bá thần trụ chỗ cắm, chính là ta quốc độ, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hằng sau lưng hiển hiện, không chút do dự cướp đi thuộc về hà chỉ ma đế lời kịch. Cật qua thánh quân, ông trời ơi! Hắn coi là Bá Tống chỉ lấy được một cây trụ, không nghĩ tới Bá Tống lại có nhiều như vậy trụ tử. Nếu như những cây cột này, mỗi một cây đều có trước đó cây kia côn vương trụ uy lực, vậy cái này 8 tấn 9 thiên kiếp, liền muốn căn bản không làm gì được Bá Tống a. 3 tháng này, Bá Tống bản thể tại ngoại giới đến cùng kinh lịch cái gì? Vậy mà thu hoạch được to lớn như vậy cơ duyên, đạt được nhiều như vậy pháp khí trụ tử. Suy tư, cật qua thánh quân rốt cục dành thời gian, đem lực chú ý tập trung đến Bá Tống bản thể bên trên. Một lát sau, cật qua thánh quân cái cằm chật khớp,
không nói trước cái kia tám cái bá chữ mở đầu thánh hào, tám bá quả thực xưa nay chưa từng có. Trước tiên là nói về nói bá tống cảnh giới bây giờ cửu phẩm kiếp tiên. Cật qua không có nhìn lầm, bá tống cảnh giới bây giờ, là hàng thật giá thật kiếp tiên. Kiếp tiên sinh cơ, không gian kiếp cốt, còn có nguyên thần đã không tồn tại ở thể nội chỉ còn lại nguyên thần hình chiếu. Tam đại kiếp tiên đặc thù đã hợp nhất. Cật qua thánh quân mê mang. Chẳng lẽ, thiên địa đại biến xuất hiện về thời gian vặn vẹo. Ta tại kiếp tiên không gian bên trong độ 3 tháng thiên kiếp, ngoại giới trên thực tế đã qua 300 năm hoặc là 3.000 năm. Nếu không, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích bá tống bây giờ cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới A. Cật qua thánh quân đại não đã tiếp cận đứng máy. Nhưng đối diện, Tống Thư Hàng mang cho hắn rung động, vừa mới bắt đầu. Bá thần trụ trận đã lập, thiên kiếp đã không cách nào đối ta tạo thành ảnh hưởng. Như vậy là thời điểm bắt đầu thao tác. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lấy ra một đóa công đức hoa sen. Đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng hắn có ba bộ thân ảnh bước ra. Thiện thì bá thiện, ác thì bá ác, tự ngã thì bá thể. Tam thì đồng thời hiển hiện. Tống Thư Hàng kích hoạt lên công đức hoa sen, bắt đầu dựa vào bản thân thủ đoạn, đến ảnh hưởng đỉnh đầu cửu phẩm thiên kiếp. Hôm nay, hắn bá tống muốn để ngàn ngày chi kiếp quay đầu, biến thành 10 ngày chi kiếp. 1.000 ngày thực tế quá lâu, bạch tiền bối còn muốn lấy qua mấy ngày chạy trở về qua năm đâu. Mà lại, với hắn mà nói cái này năm mới cũng phi thường có ý nghĩa đặc thù. Đây là hắn gia nhập Cửu Châu nhất hào quần về sau, qua cái thứ nhất năm mới. Như thế đặc thù thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí ở cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Đây là bảo vật gì? Ta theo nó bên trong cảm thấy vô cùng to lớn công đức chi lực. Sát phách cật qua tiền bối nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại là công đức thân thể chất, tương lai càng là muốn bước ra công đức đại đạo chứng đạo trường sinh tồn tại, cho nên hắn đối công đức hệ bảo vật đặc biệt mẫn cảm. Tống Thư Hàng sờ mó ra cái này công đức kim liên lúc, cật qua thánh quân liền mẫn duệ tính ra cái này công đức kim liên bên trong ẩn giấu lượng lớn công đức. Không chỉ có như thế, hắn còn từ đóa này công đức kim liên bên trong cảm ứng ra một loại thật sâu bi ai cảm giác. Đóa này công đức kim liên chủ nhân, là tại một loại rất bi thương, rất bất đắc dĩ tình huống dưới, làm một kiện vô cùng long trọng, thậm chí đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới đại công đức việc thiện, mới ngưng tụ ra bực này chân quý công đức bảo vật. Cật qua thánh quân thực tế không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn là thế nào việc thiện, mới có thể tại ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đồng thời, nhưng lại bổ sung vô tận tổn thương cảm tình tự. Chẳng lẽ là muốn hủy diệt chính mình yêu nhất vật nào đó? Cứu vớt chư thiên vạn giới công đức. Ta cũng không biết cái này công đức kim liên đến cùng tên gọi là gì, ta chỉ biết là nó có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Tống Thư Hàng đáp, dứt lời, sau lưng hắn tự ngã thi. Bá thể đạo hữu chân đạp sen trắng, đưa tay theo trên công đức kim liên, hướng trong đó thâu nhập một sợi quên đi thần công linh lực, đem đóa này công đức kim liên kích hoạt. Hắn bá tống sở dĩ lòng tin 10 phần tiến vào thiên kiếp thế giới. Cũng không phải vì tới hưởng thụ thiên kiếp đại lão yêu đánh đập, hắn là có lực lượng, 3 tháng qua thu tập được nhằm vào thiên kiếp bảo vật, chính là hắn lực lượng. Hoa! Công đức kim liên nở rộ, khổng lồ công đức chi quang đem Tống Thư Hàng, bạch tiền bối bao khỏa, còn lại còn có một phần nhỏ công đức kim liên lực lượng, thì lưu chuyển đến sát phách cật qua tiền bối trên thân. Có phúc cùng hưởng, người gặp có phần đây cũng là cật qua tiền bối mang theo Tống Thư Hàng, bạch tiền bối độ cửu phẩm thiên kiếp thù lao. Cật qua tiền bối thiện tâm, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, ở lúc mấu chốt, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đều nguyện ý mang cật qua thánh quân một thanh. Nở rộ công đức kim liên, hóa thành hoa sen lạc ấn, lơ lửng ở Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, cật qua tiền bối bên người. Cái này lạc ấn, bắt đầu yên lặng ảnh hưởng đỉnh đầu thiên kiếp, áp xúc thiên kiếp thời gian loại ảnh hưởng này cũng không phải là một cái búa mua bán, mà là tế thủy trường lưu hình. Chỉ cần Tống Thư Hàng ba người còn tại thiên kiếp thế giới, cái này công đức hoa sen lạc ấn liền có thể liên tục không ngừng ảnh hưởng thiên kiếp, thỉnh thoảng lưu một chút thiên kiếp đại gia, để cửu phẩm thiên kiếp thời gian một, một. Cái này, dưới gầm trời này lại có như thế bảo vật. Cật qua tiền bối cả kinh nói. Đừng nhìn cái này một, một rất yếu, cách lên một hồi mới có thể làm lạnh hoàn tất hoàn thành một ảnh hưởng, nhưng góp gió thành bão. Phải biết. Ngàn ngày chi kiếp gian nan nhất chính là thời gian. Có bao nhiêu bát phẩm huyền thánh,
đổ vào ngàn ngày chi kiếp hơn 990 ngày sau. Mà cái này hoa sen lạc ấn thỉnh thoảng đối thiên kiếp mang đến một hiệu quả, mảnh dòng nước dài, tích lũy về sau, phi thường khả quan. Nói không chừng, cái này giảm bớt thiên kiếp thời gian, chính là chống nổi thiên kiếp mấu chốt. Loại bảo vật này, quá chân quý. Thực tế là tất cả độ kiếp người tu luyện mơ ước bảo vật, bá Tống đạo hữu ngươi là từ đâu lấy được. Cật qua tiền bối cảm kích ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Hắn không nghĩ tới, liền bực này chân quý công đức bảo vật, bá Tống đều nguyện ý đem hiệu quả cùng hắn chia sẻ, cảm giác chính mình lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình, cũng không biết muốn thế nào hoàn lại mới tốt. Nếu như lần này, hắn có thể thành công tấn thăng cửu phẩm, loại kia trở về hiện thế về sau, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn lại bá Tống đại nhân tình. Tốt nhất là muốn tìm chân quý rất đáng tiền thiên tài địa bảo, nhưng khẳng định không thể trực tiếp đưa linh thạch bá Tống liền chân quý như vậy bảo vật, nháy đều không nháy mắt một chút, liền cộng hưởng cho hắn sử dụng, nếu như đưa linh thạch, quả thực là đối bá Tống nhân phẩm một loại vũ nhục. Hẳn là rất chân quý đi, Tống Thư Hàng gật đầu quay đầu. Cùng loại bảo vật, ngư thần cư sĩ mỗi tháng mới có thể ngưng tụ một viên, mà lại chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng chỉ có ngư thần cư sĩ có thể ngưng tụ loại bảo vật này. Hắn tự ngã thi, bá thể cũng không được. Tự ngã thi quên đi thần công là gấp đôi hiệu quả, như đi lên giảng pháp, chỉ sợ chư thiên vạn giới người tu luyện không nhìn thấy người, cũng nghe không đến giảng pháp, sẽ chỉ uổng phí hết cơ hội. Cảm tạ bá Tống đạo hữu, ngày khác, ta sẽ làm trọng báo. Cật qua tiền bối ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, hiện tại, liền để chúng ta cố lên độ kiếp đi. Có cái này công đức hoa sen hiệu quả, hắn đối vượt qua thiên kiếp lòng tin càng thêm sung túc bắt đầu. Oanh ù ù. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bên kia, lại có mấy chi cửu tiêu thần lôi mũi tên bắn rơi. Những thứ này mũi tên, cật qua thánh quân coi như mượn nhờ công đức mạng lưới cộng thiêu đốt thọ nguyên, tối đa cũng chỉ dám đón lấy một viên. Nhưng Tống Thư Hàng lúc này quanh thân cắm đầy bá thần trụ. Cật qua thánh quân trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như những thứ này bá thần trụ mỗi cái đều có côn vương trụ cường đại như vậy, cửu tiêu thần lôi mũi tên loại trình độ này thiên kiếp liền không gây thương tổn được bá Tống. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn sót lại bá thần trụ vậy mà mỗi một cây đều so côn vương trụ phải cường đại. Côn vương trụ, ngược lại là tất cả bá thần trụ bên trong tiểu lão đệ. Tại bá thần trụ trụ trong trận. Mỗi một cây bá thần trụ đều huyễn hóa ra đối ứng trụ linh, nghênh đón thiên kiếp. Côn vương trụ huyễn hóa ra trường sinh giả. Côn vương, khí thôn vạn dặm. Nhưng ở bên cạnh hắn lấp lóe mà lên lại là một tôn cái thế ma đế, cái kia ma đế bá khí vô song, côn vương cùng hắn so sánh, chênh lệch tựa như là húc nhật cùng tiểu mặt trăng so đấu. Mà tại ma đế bên người, có một vòng chân chính hư ảo húc nhật hiển hiện, cái này hư ảo húc nhật độ mạnh không thể so với ma đế chênh lệch. Thậm chí cảm giác còn có thể ép ma đế một bậc. Nhưng cái này hư ảo húc nhật cùng ma đế bên cạnh, lại có tồn tại càng cường đại hơn đế diệt trụ chỗ huyễn hóa thiên đế, tại khí tức lên hoàn toàn nghiền ép ma đế cùng hư nhật. Mà đế diệt trụ hậu phương, có một tôn bá Tống hư ảnh hiển hiện. Nhưng tôn này bá Tống trên thân, nhưng lại có hủy diệt thiên địa cửu u chúa tể khí tức. Mạnh nhất, lại còn tại hậu phương long lạc nữ sĩ cộng đạo khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão tổ hợp. Cái này tổ hợp uy lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thậm chí tự liền công đức trụ, bì bì trụ khí thế, tại công đức xà mỹ nhân một lần lại một lần tế trụ về sau, cũng so côn vương trụ muốn cường hoành. Cật qua tiền bối cá hàm lại một lần nữa bị chấn kinh đến chật khớp. 3 tháng không gặp, bá Tống trên người đạo hữu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhiều như vậy pháp khí, như thế cường đại cỡ nào ở pháp khí, hắn đến cùng là thế nào lấy được. Phổ thông bát phẩm huyền thánh, dù là đạt được trong đó một cây, là đủ hoành hành, bá Tống lại một hơi móc ra 7 cái. Còn có, cái kia có được thiên kiếp khí tức cộng cửu u chúa tể khí tức bá Tống hình tượng trụ tử, lại là chuyện gì xảy ra? Cật qua thánh quân đã bị chấn kinh đến cùng da tóc tê dại. Nhưng là, Tống Thư Hàng tao thao tác, vừa mới bắt đầu. Hiển hiện đi, thiên lôi bằng tốt nghiệp, Tống Thư Hàng bỏ đi áo. Lộ ra trên người mình thiên lôi bằng tốt nghiệp. Bên ta công kích, thiên lôi bằng tốt nghiệp, đối lôi hệ thiên kiếp đánh ra tứ chiết ưu đãi tổn thương, đối tổng cửu phẩm thiên kiếp tạo thành cưỡng chế nhị chiết ưu đãi hiệu quả. Ngàn ngày chi kiếp giảm máu 200 ngày. Cật qua tiền bối lần này đã không có cá hàm có thể chật khớp. Hắn chỉ thấy bá Tống trên thân có cùng thiên lôi tương quan pháp tắc có chút lấp lóe,
sau đó nhằm vào Bá Tống cái người thiên kiếp, tựa hồ lại bị suy yếu. Lần này Cật Qua tiền bối chỉ có thể trừng ra bản thân mắt cá biểu đạt chính mình chấn kinh, phối hợp với chật khớp cá hàm, hoàn thành trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc a? Vì cái gì ngay cả thiên lôi đều sẽ bị ảnh hưởng? Vì cái gì Bá Tống sẽ như vậy thuần thục, hắn đến cùng bị thiên lôi đập tới bao nhiêu lần? Đáng tiếc, lần này cửu phẩm thiên kiếp cưỡng chế đánh gãy hưu đãi chỉ nhằm vào Bá Tống cái người, sát phách Cật Qua tiền bối không cách nào hưởng thụ được bộ phận này phúc lợi. Tính như vậy xuống tới, Bá Tống chẳng phải là sẽ so ta càng trước một bước từ cửu phẩm thiên kiếp bên trong độ kiếp mà ra. Rõ ràng đây là ta cửu phẩm thiên kiếp a. Cho dù là thiện tâm như Cật Qua tiền bối, tại thời khắc này nội tâm đều có chút hít ủy khuất. Bất quá, hắn cũng không ghen ghét Bá Tống, có thể sớm một chút tòng cửu phẩm thiên kiếp bên trong thoát thân, là chuyện tốt. Lại nói, Bá Tống sẽ sớm thoát thân, như vậy đến lúc đó liền sẽ chỉ để lại ta cùng Bạch Thánh cùng một chỗ độ sau cùng cửu phẩm thiên kiếp a. Cật Qua Thánh Quân nghĩ đến, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Thánh trên thân. Nếu như chỉ còn hắn cùng Bạch Thánh cùng một chỗ độ kiếp, tựa hồ cũng là kiện chuyện tốt. Chủ yếu là Bạch Thánh lực tương tác cao, dù là cùng Bạch Thánh ở tại cùng cái không gian 10 năm 8 năm, cũng sẽ không chán ngấy. Nhưng khi Cật Qua Thánh Quân chỉ chớp mắt lúc, liền nhìn thấy Bạch Thánh trên thân, cũng hiện lên một viên thiên lôi bằng tốt nghiệp. Tống Thư Hàng bây giờ nguyên thần hình chiếu là 15 cộng một phần trạng thái, trong đó có một phần nguyên thần hình chiếu cánh tay thuộc về Bạch tiền bối. Lúc ấy tại tiếp nhận tam nhãn thiếu niên tiền bối thí thiên lôi cuồng bổ ngưng tụ thiên lôi bằng tốt nghiệp lúc, Bạch tiền bối trên cánh tay đồng dạng ngưng tụ ra một viên giấy chứng nhận. Kế Tống Thư Hàng về sau, Bạch Thánh đồng dạng đối cửu phẩm thiên kiếp sử dụng cưỡng chế lôi hệ thiên kiếp hạ giá 4 thành ưu đãi công kích, tổng thiên kiếp thời gian hàng 2 thành, 200 ngày, cùng Bá Tống bảo trì đồng bộ. Cật Qua Thánh Quân, gạch dưới. Lúc đầu coi là Bá Tống là ba người bên trong đặc thù nhất một cái, hiện tại xem ra nguyên lai chính hắn mới là đặc thù một cái trong khi hắn hai vị đồng vị đều rất đặc thù lúc, hắn cái này lẫn vào đàn sói Husky ngược lại trở thành đặc thù dị loại. Loại này có thể giảm xuống thiên lôi hiệu quả pháp tắc, rốt cuộc muốn làm sao ngưng tụ. Cật Qua Thánh Quân dùng sức đập về chính mình chật khớp cái cằm, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trước đó công đức hoa sen rất chân quý, rất có thể chư thiên vạn giới đều không có mấy cái. Nhưng Bá Tống cùng Bạch Thánh trên người giảm xuống thiên kiếp hiệu quả pháp tắc, nhìn qua tựa hồ có thể phục chế tính. Dù sao, Bá Tống cùng Bạch Thánh đồng thời có được. Nếu như có thể phục chế tính. Vậy đơn giản là cái khác bát phẩm huyền thánh độ kiếp tin mừng a. Hẳn là bị thiên kiếp, thiên lôi, thiên phạt loại hình bổ a bổ tới trình độ nhất định liền có thể đi ra rồi hả? Tống Thư Hàng trả lời. Có lẽ còn phải ăn chút thiên kiếp cái gì? Bạch tiền bối nói bổ sung. Hắn cùng Tống Thư Hàng có mấy cái cộng đồng đặc thù, bọn hắn đều trải qua thiên kiếp, nếm qua thiên lôi, còn chịu qua thiên phạt. Cật Qua Thánh Quân. Chịu thiên phạt, ăn thiên kiếp. Cáo từ. Thiên phạt có thể là thập tử vô sinh đồ chơi, ai chịu ai chết. Ăn thiên kiếp loại chuyện này, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua. Bá Tống thiên lôi bằng tốt nghiệp không học được, không học được. Cật Qua Thánh Quân tuyệt ý nghĩ này. Tiếp xuống, Bạch tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Lại nói, Bạch tiền bối ngươi chuẩn bị kỹ càng năm mới lễ vật sao. Tống Thư Hàng một bên đưa tay, trong hư không vẽ lấy phủ văn, vừa nói. Năm nay khó được qua năm lúc thanh tình, Bạch tiền bối gật đầu nói. Có phần của ta sao? Quần bên trong tiền bối đều nói năm nay không cho ta phát hồng bao, chỉ phát hồng bao cho ta đệ tử. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Nếu như Bạch tiền bối không cho hắn phát cái hồng bao, cái kia cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối nhóm qua năm hồng bao, chính là hắn Bá Tống vĩnh viễn không có được đãi ngộ. Người muốn, vậy liền cho ngươi cũng phát cái. Bạch tiền bối nói. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cảm động đến nói không ra lời. Đồng thời, hắn đưa tay trong hư không dùng sức đập một cái. Từ sương mù tà ma hạch tâm bên trong lấy ra béo cầu đại lão nhằm vào thiên kiếp, thiên phạt nghiên cứu bị lấy ra. Những thứ này béo cầu đại lão nghiên cứu số liệu, đã trải qua Tống Pho Cửu U chúa tể quyền hạn diễn toán, biến thành Tống Thư Hàng vật sở hữu. Tống Thư Hàng dựa theo béo cầu đại lão nghiên cứu. Không ngừng đem từng mai phù văn đánh vào hư không, dung nhập vào hắn cùng Bạch tiền bối đỉnh đầu thiên kiếp bên trong.
Kế thiên lôi bằng tốt nghiệp cưỡng chế đánh gây ưu đãi công kích về sau, Tống Thư Hàng lại đối cửu phẩm thiên kiếp tiến hành béo cầu đại lão nghiên cứu công kích. Béo cầu đại lão nghiên cứu tin tức công kích hiệu quả siêu quần bạt tụy, nháy mắt đối ngàn ngày chi kiếp tạo thành trừ 300 ngày áp xúc hiệu quả. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đỉnh đầu, cửu phẩm thiên kiếp cường độ, bắt đầu tăng lên. Béo cầu đại lão trừ 300 ngày kiếp thời gian, là lấy áp xúc thiên kiếp uy lực phương thức tiến hành. Nói cách khác, trọn vẹn gần một năm phần ngàn ngày chi kiếp uy lực, bị cưỡng chế áp xúc. Cuồng bạo tiếng sấm lên đỉnh đầu gào thét. Thiên kiếp uy lực điên cuồng đột phá, uy lực nháy mắt liền vượt qua 8 tấn 9 thiên kiếp hẳn là có á tử. Sát phách cật qua thánh quân ngây dại. Bá Tống trong tay đẩy ra phù văn đẳng cấp thực tế quá cao, cật qua thánh quân một viên cũng không có xem hiểu cái này hoàn toàn là vượt qua bát phẩm huyền thánh, thậm chí vượt qua cửu phẩm kiếp tiên có thể hiểu được tri thức. Mặc dù xem không hiểu phù văn, nhưng hắn có thể cảm giác ra hiệu quả thiên kiếp thời gian bị áp xúc. Bá Tống, người đang làm gì a? Tại sao phải đem ngàn ngày chi kiếp uy lực áp xúc? Dạng này mặc dù thấp xuống thiên kiếp thời gian, nhưng lại sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực, được không bù mất a? Cật qua thánh quân vô ý thức muốn gọi lên một câu nhắc nhở Tống Thư Hàng, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới Tống Thư Hàng cái kia còn không có độ song kiếp liền đạt tới cửu phẩm cảnh giới, cùng cái kia 7 cái bá thần trụ, liền cưỡng ép nuốt xuống muốn nhắc nhở. Lấy hiện tại bá Tống thực lực, có lẽ có thể thật có thể chịu đựng được. Cùng ta dự toán không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng hài lòng nói. Ngàn ngày chi kiếp, tại thiên lôi bằng tốt nghiệp cộng béo cầu đại lão nghiên cứu tư liệu ảnh hưởng dưới, một hơi giảm bớt hẹn 500 ngày phía trên thời gian, số liệu này trước sau chênh lệch sẽ không quá lớn. Mà trước lúc này, hắn dậy thì cùng cật qua thánh quân liền vượt qua tiếp cận thời gian 3 tháng. Cho nên, nguyên bản ngàn ngày chi kiếp liền chỉ còn lại 410 đến 420 ngày tả hữu thời gian. Mà cái này hơn 400 trời, còn phải giảm đi công đức kim liên cái kia không ngừng một hiệu quả. Hơn 400 ngày, đã ngắn đến khiến phổ thông bát phẩm huyền thánh muốn khóc lên. Nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, vẫn chưa đủ. Tiếp tục, bước tiếp theo, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nói. Thu được, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đưa tay trên người mình một điểm. Thất đại thánh ấn từng cái hiển hiện. Kế thất đại thánh ấn về sau. Lại có một viên đặc thù ấn hiện thân kia là giới chủ ấn bá giới. Giới chủ quyền hạn, đồng dạng có được suy yếu thiên kiếp hiệu quả. Bên người, Bạch Tiền Bối đồng dạng chỉ tay một cái, tế ra một viên cây nhỏ trạng hư ảnh kia là mộng giới thế giới thụ, tượng trưng cho mộng giới giới chủ quyền hạn. Còn tới, cật qua Tiền Bối cảm giác mình đã có chút chết lặng. Giới chủ quyền hạn A, Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thậm chí ngay cả loại vật này đều mân mê đi ra. Mà lại một làm còn hai. Đây chính là liền trường sinh giả đại lão đều rất ít lấy được tư cách. Chư thiên vạn giới như vậy lớn, thái cổ đến nay sống sót trường sinh giả số lượng cũng không ít, nhưng có giới chủ quyền hạn trường sinh giả, không cao hơn 10 ngón số lượng, thậm chí khả năng càng ít, có hay không 5 ngón tay số lượng cũng không nhớ rõ. Giới chủ quyền hạn có được tỷ kiếp hiệu quả, cái này tri thức điểm rất nhiều tu luyện giả đều biết. Nhưng chức năng này, từ xưa đến nay đều không có bị sử dụng tới. Dù sao, chân chính chấp trường một giới, cơ bản đều là trường sinh giả đại lão cất bước bọn hắn có được giới chủ quyền hạn sau còn độ cõng lông kiếp. Chẳng ai ngờ rằng, Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh vậy mà tại 8 tấn 9 thiên kiếp trước đó, liền mân mê ra giới chủ quyền hạn, cũng đưa chúng nó đầu nhập vào trong thực chiến. Hai người các ngươi vì cái gì có thể như thế sâu? Cật qua thánh quân cảm giác mình thánh hào lên thực sự quá chân thực hắn hiện tại liền một tiêu chuẩn cật qua. Đỉnh đầu hắn thiên kiếp năng lượng số định mức bị đại lượng điều đến sát phách, điên cuồng bổ về phía Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh tổ hợp. Sở dĩ, cật qua thánh quân hiện tại độ kiếp áp lực giảm nhiều. Hắn hiện tại thậm chí còn có rảnh rỗi thời gian cùng tinh lực, đi chú ý sát phách Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh độ kiếp, như là một cái tiểu bạch người xem, không ngừng bị Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh tao thao tác chấn kinh. Chỉ là ngắn ngủi này mấy tiếng bên trong, hắn cá hàm cũng không biết chật khớp mấy lần. Ngoại trừ chấn kinh cùng kêu to 666 bên ngoài, hắn đều tìm không thấy mình tại cái này cửu phẩm thiên kiếp bên trong tồn tại ý nghĩa. Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh độ kiếp họa phong, thật là làm cật qua thánh quân độ kiếp quan sụp đổ. Từ lúc mới bắt đầu công đức kim liên đến về sau thiên lôi bằng tốt nghiệp, lại đến về sau những cái kia kinh khủng phù văn tri thức, còn tăng thêm hiện tại giới chủ quyền hạn.
Bá Tống cùng Bạch Thánh đến cùng còn có bao nhiêu đối thiên kiếp cưỡng chế đánh gãy thủ đoạn. Cật qua Thánh Quân giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm cứ nhiên ẩn ẩn vì thiên kiếp đại lão thương tiếc lên. Đỉnh đầu hắn cái này đợt cửu phẩm thiên kiếp rất có thể là từ trước tới nay, nhất hạ giá thiên kiếp A. Từ Bá Tống chân thân trở về giờ khắc này lên, cật qua cũng chỉ nhìn thấy thiên kiếp uy nghiêm không ngừng đánh gãy. Hoa! Bá giới thành ân uy lực toàn bộ triển khai, bao phủ lại giới chủ Bá Tống. Sau lưng Tống Thư Hàng, có một cái to lớn thế giới hư ảnh hiển hiện, cái thế giới này tràn đầy bị hủy diệt sau khí tức. Nhưng ở hủy diệt bên trong lại có tân sinh đang nổi lên. Bá giới hiện tại ở vào bách phế đãi hưng trạng thái, nhưng nó tiềm lực vô hạn. Tống Thư Hàng trên người vật trang sức nhóm, nhất định có thể thật tốt đem hắn khai phát, tựa như khai phát hạch tâm tiểu thế giới một dạng. Nói không chừng tương lai, hạch tâm thế giới bên trong miễn phí làm công vô cực ma tông các đệ tử, đang đi làm hợp đồng sau khi hoàn thành, còn có thể di chuyển đến bá giới bên trong đi, trở thành tiến vào chiếm giữ bá giới cái thứ nhất môn phái. Những chuyện này, đều không cần Tống Thư Hàng đi phiền não. Dù sao chỉ muốn trên người hắn vật trang sức đại lão nhóm nhàn rỗi nhàm chán, ngẫu nhiên đoàn người ngươi xuất thủ một chút, ta xuất thủ một lần, liền có thể đem Bá Tống khai phát thành hưng thịnh thế giới. Bên cạnh, Bạch Thánh uy thế cũng không yếu Bá Tống mảy may. Trong tay hắn thế giới thụ hóa thành trống trời đại thụ, thế giới thụ khai chi tán diệp, cả cái hư ảo mộng giới đều bám vào thế giới thụ phía trên. Mộng giới giới chủ quyền hạn, phụ trên người Bạch Thánh. Đem Bạch Thánh sấn thác càng thêm hư ảo tuấn mỹ. Bạch Thánh cùng mộng giới hư ảnh, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Trên đỉnh đầu, khí thế hung hăng thiên kiếp lần nữa bị suy yếu. Nguyên bản đã chỉ còn lại có hơn 400 ngày ngàn ngày thiên kiếp, lần này một hơi bị từ 3 chữ số suy yếu đến 2 vị số. Giới chủ quyền hạn, suy yếu gần 1 năm thiên kiếp thời gian. Tống Thư Hàng ngàn ngày thiên kiếp, chỉ còn lại có hơn 80 ngày thời gian. Bạch tiền bối bên kia ngàn ngày thiên kiếp trình độ suy yếu cũng cùng Tống Thư Hàng không sai biệt lắm, hắn mộng giới giới chủ quyền hạn so Tống Thư Hàng càng cường đại, nhưng hắn cũng không phải thật sự là giới chủ, mà là thông qua thế giới thụ vì trung chuyển, đem giới chủ quyền hạn lâm thời chuyển rời đến trên người mình. Sở dĩ, mộng giới giới chủ quyền hạn đối thiên kiếp suy yếu mới cùng Tống Thư Hàng Bá Tống giới chủ quyền hạn không kém bao nhiêu. Bạch tiền bối, ta cái này còn lại 80 ngày tầm đó. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ta bên này cũng kém không nhiều. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Còn có thủ đoạn khác, cật qua Thánh Quân cảm giác mình tâm can theo Bạch Thánh hỏi thăm, mà biến khẩn trương lên. Sẽ không thật sự còn có chiết khấu A. Ngàn ngày chi kiếp lập tức bị đánh gãy đến 80 ngày, cật qua Thánh Quân cảm giác mình đã hâm mộ đến nhanh khóc. Chỉ là hơn 80 trời. Đối tu luyện giả tới nói đơn giản không nên quá nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Thánh cùng Tống Thư Hàng cứ nhiên vẫn như cũ không hài lòng bộ dáng. Ta còn có Linh Quỷ Tiên Tử, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Linh Quỷ Tiên Tử người mang quên đi thần công tựa hồ còn trải qua đặc thù cường hóa, có được ảnh hưởng thiên kiếp hiệu quả. Chỉ muốn đem Linh Quỷ Tiên Tử rời ra ngoài cộng công đức kim liên không ngừng trừ một hiệu quả, Tống Thư Hàng có nắm chắc để 80 ngày bớt thêm nữa chục. Đem ngàn ngày chi kiếp thời gian ép đến vị trí. Có thể lại áp xúc bao lâu thời gian? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng phỏng đoán nói, cụ thể không quá xác định, nhưng ta cảm giác cố gắng một chút, phối hợp ta hiện tại tự ngã thi cũng có được 9 tầng quên đi thần công tu vi, nên có thể đem 80 ngày áp xúc đến 8 ngày dáng vẻ. 8 ngày sao? Vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trước hết để cho ta tới, sau đó ngươi lại tế ra Linh Quỷ Tiên Tử. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Xem ra, Bạch tiền bối cũng có được ảnh hưởng thiên kiếp thủ đoạn. Điểm ấy, Tống Thư Hàng không kinh ngạc chút nào. Trên thực tế, dù là Bạch tiền bối nói mình có pháp bảo có thể cho thiên kiếp gọi hắn đại ca, Tống Thư Hàng cũng sẽ không hoài nghi. Bạch tiền bối tại Tống Thư Hàng trong suy nghĩ vị trí, thì tương đương với là Bạch Doraemon tiền bối. Ta trước đem bản thể triệu hoán tới. Đến cuối cùng khâu. Ta cỗ này phân thân rốt cục xem như hoàn thành sứ mệnh. Bạch tiền bối nửa người trên nói. Dứt lời, Bạch tiền bối nửa người trên cùng nửa người dưới lấy phần eo vì đường phân cách, tách ra tới. Một thanh duy nhất một lần phi kiếm bị tế ra, mang theo Bạch tiền bối phân thân nửa người trên siêu một chút, rời đi cửu phẩm thiên kiếp thế giới. Muốn vào liền vào, muốn đi thì đi.
căn bản không cho cửu phẩm thiên kiếp không gian một phần mặt mũi. Mà cửu phẩm thiên kiếp không gian, tựa hồ cũng không có muốn ngăn cản Bạch Thánh rời đi dấu hiệu. Thậm chí, hắn tựa hồ còn có cho Bạch Thánh đại khai cửa sau cảm giác. Mấy hơi sau, lại siêu một tiếng, một thanh phi kiếm phóng tới, mang theo Bạch Tiền Bối bản thể nửa người trên. Hai cái Bạch Tiền Bối bán thân hợp thể. Cái kia không có gì sánh kịp mị lực khuếch tán ra đến, liền đỉnh đầu thiên kiếp tựa hồ cũng bị cái này mị lực cảm nhiễm đến, rõ ràng cứng ngắc lại giây lát. Bạch Thánh chẳng lẽ là phải dùng mị lực của mình chinh phục thiên kiếp? Sát phách cật qua thánh quân trong đầu hiển hiện một cái hoang đường suy đoán. Ta tựa hồ ngủ một giấc, Bạch Tiền Bối mở to mắt, mê mang nhìn qua mắt bốn phía, sau đó hắn nâng lên tay áo, lặng lẽ xoa xoa bản thân khóe miệng nước bọt, nhìn về phía Tống Thư Hàng, sáng sớm tốt lành, Thư Hàng. Sáng sớm tốt lành, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói. Mặc dù không biết hiện thế địa cầu hoa hạ thời gian, đến cùng là buổi sáng vẫn là ban đêm. Nhưng đã Bạch Tiền Bối nói là sáng sớm tốt lành, cái kia chính là sáng sớm tốt lành. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười.